Bùi Nghi thấy cô bạn gái hỏi đối phương liên tục như vậy cũng thấy có chút mất mặt. Cô chỉ vì tò mò nên đi tới, không ngờ bạn cô lại biểu hiện hơi quá. Đi thôi Tiểu Tĩnh, chúng ta đi thôi. Không chừng Hà Bảo nhà bà đang sốt ruột đó. Bùi Nghi kéo cô bạn gái rồi có chút xấu hổ nói. Xin lỗi, chúng tôi nhận lầm người. Ồ, Tiểu Nghi, bà sao lại phải sợ? Ai nhận lầm chứ? Cô gái béo nói. Anh kia, anh ngồi trên máy bay sao không thèm để ý đến hai mỹ nữ, tại sao giả vờ trước mặt chúng tôi? Có phải muốn tán Tiểu Nghi không hả? Tiểu Tĩnh, bà nói gì thế? Bùi Nghi bị bạn nói như vậy không khỏi đỏ mặt, vội vàng kéo bạn sang bên. Triệu Quốc Đống lúc này mới có phản ứng, thì ra mình xuất thần ở trên máy bay lại bị người chú ý, xem ra hai cô mỹ nữ này khó chịu với hắn, cho nên mới tìm hắn lý luận. Tôi trên máy bay đang có việc cần suy nghĩ nên không chú ý tới, đúng là có mắt không tròng, có gì không đúng xin mời bỏ qua cho. Tôi nói lúc nãy trên máy bay sao yên tĩnh như vậy thì ra có hai mỹ nữ ngồi bên, vẻ đẹp bắn ra bốn phía làm mọi người ở bên không dám nói gì. Triệu Quốc Đống nửa khen nửa trêu làm không khí tích cực hơn chút. Hắn vốn giỏi ở việc tán gái. Bùi Nghi và Khương Tĩnh đều nở nụ cười vì lời nói của hắn. Hai cô đều thấy hắn có chút thú vị. Hai cô cũng hỏi Triệu Quốc Đống đến Hải Nam làm gì. Triệu Quốc Đống nói mình đi du lịch. Hai cô hỏi hắn sao không đi theo đoàn. Hắn nói thích tự do nên mới đi một mình, thích đi đâu thì đi. Khi hỏi hắn có kế hoạch đi đâu không, hai cô rất hào phóng mời hắn cùng đi taxi vào thành phố, Triệu Quốc Đống cũng thoải mái nhận lời. Quyển 12, chương 34. Bạn trai Khương Tĩnh Hà Bảo là một cậu thanh niên khá bảnh bao. Cậu ta là bạn học cùng trường với Bùi Nghi, Khương Tĩnh, lớn hơn hai cô này 2 tuổi. Sau khi tốt nghiệp liền xin vào làm ở công ty bất động sản thuộc tập đoàn Hoa Mậu. Sau khi tập đoàn Hoa Mậu được tập đoàn Thiên Phu mua lại, bất động sản Hoa Mậu được sát nhập vào bất động sản Thiên Phu. Hà Bảo khá đen đủi, y hy vọng ở lại Ando vì dù sao bạn gái lập tức sẽ tốt nghiệp, có thể canh bên bạn gái là tốt hơn cả. Nhưng không may là y được điều tới Hải Nam. Triệu Quốc Đống là người khá dễ gần, hơn nữa tại Hải Nam này cũng không ai nhận ra hắn nên càng không e ngại gì. Trên đường từ sân bay đến khi vào nội thành mất tầm nửa tiếng cũng làm mọi người trở nên khá quen thuộc. Nhìn tòa nhà kia đi, đó là do Thiên Phu làm đó. Sao, 2 năm trước tới thì mọi người nhất định nghĩ tòa nhà này sẽ bị phá dỡ là sớm muộn. Nhưng bây giờ đã được sửa lại cả trong ngoài, giao thông thuận tiện. Tôi đoán Thiên Phu nếu lập chi nhánh ở Tam Á thì nhất định sẽ chọn nơi này. Hà Bảo dừng xe lại và đi xuống. Y đứng trước căn nhà 12 tầng đang được sửa chữa rồi đầy tự hào nói. Hừ, tòa nhà này trước đó đã xuống cấp. Nhưng có lẽ không đầy 2 năm là Thiên Phu sẽ kiếm được ít nhất 30 triệu. Bây giờ sau khi sửa chữa lại thì còn tăng thêm nữa. Hà Bảo đầy đắc ý nói giống như chuyện này do chính y thực hiện vậy. Triệu Quốc Đống cũng biết sau khi mình nhắc tới Hải Nam với Kiều Huy đã một lần nữa có hứng thú với Hải Nam. Sau vài lần phân tích, mọi người đều cho rằng thị trường bất động sản Hải Nam đã bắt đầu hồi phục, có lẽ 1-2 năm sau sẽ phát triển rất nhanh. Hơn nữa Hải Nam có hoàn cảnh tự nhiên điển hình miền Nam nên rất hấp dẫn người miền Bắc. Theo cuộc sống quần chúng nhân dân tăng lên, giao thông thuận tiện khiến người dân càng thích cuộc sống tốt đẹp. Như vậy việc có bố trí trước ở Hải Nam là rất quan trọng. Hơn nữa 1 năm trước lại gặp cơ hội Hải Nam muốn giải quyết nhanh các tòa nhà đã cũ, bất động sản Thiên Phu liền tiến vào Hải Nam. Hà Bảo, không ngờ mới có mấy tháng mà anh đã chuyển sang ca ngợi công đức của Thiên Phu rồi. Bùi Nghi không hề khách khí trêu chọc. Thiên Phu trả anh tiền lương rất cao sao? Lúc đầu khi bố trí anh tới Hải Nam, em thấy anh rất khó chịu mà, sao thoáng cái đã thay đổi rồi vậy? Ha ha Tiểu Nghi, em không biết rồi. Tiền lương không nói là cao nhưng cũng đủ dùng. Hà Bảo nghiêm túc nói. Hoa Mậu anh không nói, cơ chế quá nặng nề, vận chuyển khó khăn. Nhưng Thiên Phu thì khác, cho anh không gian phát triển. Bây giờ làm việc ở Hải Nam mặc dù vất vả nhưng không gian phát triển của công ty là rất lớn. Thiên Phu bây giờ đã thành ngọn cờ đầu trong lĩnh vực bất động sản Hải Nam. Phó Tổng Giám đốc tập đoàn cũng đã tới, không cần biết là Hải Khẩu hay Tam Á, Phó Thị trưởng ở đó đều như chó vẫy đuôi đi theo cùng. Chỉ cần Phó Tổng Giám đốc chỉ tay tới mảnh đất nào, thị xã sẽ lập tức thông báo cục đất đai đến, chính quyền thị xã sẽ nghĩ cách giải quyết nhanh chóng. Trong tập đoàn có câu làm là làm. Một hạng mục khi giao cho ai thì người cũng giao cho anh, xem anh có năng lực lớn như thế nào mà thôi. Hà Bảo một lần nữa lên xe, khởi động xe và nói. Anh mặc dù vào chưa lâu,
kinh nghiệm chưa nhiều nhưng cũng biết làm việc ở Thiên Phu tốt hơn tập đoàn cũng nhiều. Ồ, Hà Bảo, anh mới gia nhập Thiên Phu vài ngày sao đã phục Thiên Phu như vậy? Bùi Nghi có chút không hài lòng với biểu hiện của Hà Bảo. Cô cho rằng Hà Bảo thay đổi thái độ quá nhanh. Trước đó khi Thiên Phu mua lại Hoa Mậu, Hà Bảo có phản ứng không hề nhỏ. Nhưng chỉ trong thời gian ngắn mà Hà Bảo đã thay đổi hoàn toàn đúng là làm người ta rất ngạc nhiên. Tiểu Nghi, em không biết rồi. Làm việc ở Hoa Mậu và Thiên Phu là khác nhau. Làm việc ở Hoa Mậu rất nhàn, đúng giờ đến là được, có tâm trạng này thì không bằng sớm rời đi. Thiên Phu không nuôi người nhàn rỗi, nhưng không keo kiệt người chịu khó làm việc. Hà Bảo có lẽ muốn thể hiện trước mặt mấy người nên nói chuyện khá hưng phấn. Cái khác anh không nói, nếu nói về hành động kinh doanh bất động sản thì tự nhận cũng có chút năng lực. Mặc dù bây giờ chưa phải là quân chủ lực nhưng ít nhất còn trên một số người, làm việc cũng có thể làm tốt nên giám đốc cũng coi trọng. Khi ông chủ lớn đến Hải Nam kiểm tra, anh cũng có thể được đi tiếp, ông chủ có ấn tượng tốt đối với anh. Nhìn anh kìa, cái đuôi vểnh lên tận đầu. Bùi Nghi hừ một tiếng nói. Hà Bảo, giám đốc của anh là ai? Ông chủ lớn là ai? Em nhìn anh có vẻ sợ sệt, có phải là khi gặp bọn họ anh đều gập đầu cúi người không? Tiểu Nghi, em nói gì thế? Chỉ là anh phục bọn họ trong công việc mà thôi. Hà Bảo nhíu mày nói. Lãnh đạo trực tiếp của anh đương nhiên là phó giám đốc phụ trách kinh doanh, giám đốc là giám đốc Lý của công ty bất động sản Thiên Phu Hải Nam. Còn ông chủ lớn đương nhiên là từ tập đoàn tới rồi. Được rồi Hà Bảo, anh đừng khoe khoang nữa. Biết anh giàu nên Khương Tĩnh bảo em tới đây để giám đốc Hà chiêu đãi. Bùi Nghi trêu chọc nói. Đừng đừng Tiểu Nghi, em đừng trêu anh. Anh không phải là giám đốc Hà. Chẳng qua anh thật sự nếu làm ở đây vài năm thì không chừng cũng đạt được chức giám đốc Hà đó. Ở Thiên Phu không gì là không thể. Phó giám đốc Đào phụ trách mảng kinh doanh 2 năm trước chỉ là nhân viên quản lý bình thường của Thiên Phu, cũng không hơn anh là mấy. Nhưng y là nhóm đầu tới Hải Nam vì thế nên thành phó giám đốc công ty con. Còn giám đốc quý của công ty vốn không phải làm ở Thiên Phu từ đầu. Y nhảy ra khỏi một công ty xây dựng nhà nước ở Ando rồi vào Thiên Phu, tham gia công tác xây dựng của Thiên Phu ở Thượng Hải, sau đó mới có thể cùng phó giám đốc Đào tới Hải Nam thành lập công ty Thiên Phu Hải Nam, bản lĩnh không cần phải nói. Hà Bảo nói chuyện với giọng khá kính trọng vị giám đốc quý kia. Nghe nói giám đốc quý cùng giám đốc Hà bây giờ đều là cổ đông của Thiên Phu. Thiên Phu hàng năm đều đưa ra một số cổ phần nhất định làm phần thưởng cho nhân viên xuất sắc của tập đoàn. Đó là con gà để trứng vàng. Anh thấy làm vậy khiến mọi người cùng cố gắng, vì sao người khác được mà mình không được. Ồ, Hà Bảo, không ngờ lãnh đạo tập đoàn Thiên Phu cũng rộng lượng đó. Bùi Nghi và Khương Tĩnh đều có chút ngạc nhiên vì cơ chế khích lệ này của Thiên Phu. Ngay cả Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Thiên Phu dùng cách này lớn đến vậy. Ha ha, tổng giám đốc của tập đoàn Thiên Phu thì anh đã thấy vài lần. Tổng giám đốc Dương Thiên Bồi, biết không, tập đoàn Thiên Phu do một tay tổng giám đốc sáng lập, không đầy 10 năm đã như thế này rồi đó. Từ một công ty xây dựng cấp xã mà thành tập đoàn khổng lồ toàn quốc trong lĩnh vực xây dựng và bất động sản. Anh thấy trên bảng Forbes không có tên tổng giám đốc Dương thì đúng là đám người kia bị mù. Hà Bảo lớn tiếng nói. Mấy lãnh đạo tập đoàn cũng có thể lên bảng Forbes mới đúng. Như tổng giám đốc Kiều, tổng giám đốc Cù đều chiếm cổ phần lớn của tập đoàn. Hà Bảo, anh cho rằng Forbes ai cũng có thể lên sao? Anh nói Dương Thiên Bồi thì em còn thấy có thể, sao tổng giám đốc Kiều, tổng giám đốc Cù cũng muốn lên Forbes? Anh cho rằng mấy chục triệu là có thể lên ư? Anh nghĩ bảng nhà giàu Trung Quốc kém đến thế ư? Bùi Nghi khinh thường nói. Ha ha, Tiểu Nghi không biết rồi. Tổng giám đốc Kiều cùng tổng giám đốc Cù mặc dù chỉ là phó tổng giám đốc của tập đoàn nhưng đều là cổ đông lớn đó. Tài sản của tập đoàn Thiên Phu ít nhất có vài tỷ, chỉ cần có 10% cổ phần đã là vài trăm triệu rồi, em nói bọn họ có thể không lên bảng được sao? Hà Bảo có chút đắc ý nhìn Bùi Nghi. Người khác không nói, chỉ nói riêng tổng giám đốc Cù thôi. Một người phụ nữ độc thân mới trên 30 tuổi mà có tài sản trên 100 triệu đó. Tổng giám đốc Cù đã tới Tam Á kiểm tra vài lần. Phong độ, khí chất, dung mạo, ha ha, Tiểu Nghi anh không nói em cả đời này cũng không theo kịp. Giám đốc quý của công ty cũng là người đầy phong độ mà không dám thả lỏng tay chân trước mặt tổng giám đốc Cù, còn câu nệ hơn khi gặp tổng giám đốc Dương và tổng giám đốc Kiều. Ha ha, anh thấy y muốn theo đuổi tổng giám đốc Cù nhưng không hy vọng gì. Quyển 12, chương 35. Vị tổng giám đốc Cù kia là nữ, vẫn còn độc thân sao?
Bùi Nghi và Khương Tĩnh đều ra vẻ không tin. Một người phụ nữ độc thân có thể làm phó tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy, đó không thể nào chỉ dựa vào dáng vẻ bề ngoài. Có gì khó hiểu chứ? Hà Bảo đầy hâm mộ nói. Hải Nam đẹp không nói, chỉ cần không phải kẻ mù là có thể nhìn ra. Hơn nữa mấy năm nay anh đi nhiều năm gặp qua phụ nữ không hề ít nhưng không một ai có khí chất cao quý như vậy. Bảo sao giám đốc Quý trước mặt chủ tịch tỉnh cũng không phải nịnh bợ vậy mà gặp tổng giám đốc Cù lại lùn đi nửa cái đầu. Hà Bảo nói làm cho hai cô Bùi Nghi không cam lòng, chẳng qua Triệu Quốc Đống lại vui vẻ. Cù Vận Bạch biểu hiện xuất sắc làm cho hắn là người đàn ông sau lưng cô cũng thấy tự hào. Hơn nữa hắn còn có thể độc chiếm cô thì càng làm hắn thêm thỏa mãn. Hà Bảo, anh nói là giám đốc chi nhánh công ty Hải Nam đang theo đuổi phó tổng giám đốc tập đoàn. Triệu Quốc Đống không nhịn được hỏi một câu. Hà Bảo này là người dễ nói chuyện, Triệu Quốc Đống cũng không ngại khi hỏi. Ha ha, đây là bí mật công khai. Tổng giám đốc Cù rất hấp dẫn, lại còn độc thân, có ấn tượng tốt đối với cả tập đoàn. Hơn nữa giám đốc Quý cũng có điều kiện rất tốt, làm nghiên cứu sinh đại học đồng tệ. Ở tập đoàn Thiên Phu chỉ kém mỗi nhân viên quản lý cao cấp của tập đoàn, năng lực xuất sắc. Thiên Phu Hải Nam do một tay giám đốc Quý gây dựng lên. Giám đốc Quý cũng đã ly hôn, bây giờ chẳng qua mới 40, người đàn ông ở tuổi chính xác nhất. Tôi cảm thấy giám đốc Quý rất thích hợp tổng giám đốc Cù. Anh nói thì dễ, chứ tình cảm nam nữ đâu phải dựa vào điều kiện thích hợp là đến được với nhau. Anh cho rằng nó là chuyện phối hợp linh kiện sao? Bùi Nghi khinh thường nói. Nó còn cần cảm giác, nếu không có tình cảm thì vô ích. Còn điều anh nói chỉ là hiệu quả thực tế mà thôi. Tiểu Nghi, lời này của em không đúng. Chẳng lẽ nói tổng giám đốc Cù sẽ thích một người bình thường không thành công sao? Đó chỉ là lý tưởng hóa mà thôi, còn với hiện thực thì lại khác. Nếu không có điều kiện thực tế làm cơ sở thì đó chỉ là xây nhà không móng mà thôi. Hà Bảo không cho là đúng nói. Ý của anh là nếu anh giàu có sẽ không hề do dự chia tay Khương Tĩnh. Bùi Nghi giảo hoạt nói. Bị Bùi Nghi gài bẫy, Hà Bảo cảm nhận ngay ánh mắt đầy tức giận ở bên nhìn tới. Y vội vàng lắc đầu nói. Đâu thể nào nói như vậy, tình cảm của anh và A Tĩnh đâu thể nào lấy mấy điều này ra so sánh được. Bùi Nghi nghe vậy liền cười phá lên, Hà Bảo lại nghiến răng nghiến lợi thầm nguyền rủa cô bé. Hà Bảo, vậy anh cảm thấy vị giám đốc Quý kia xuất sắc như vậy thì nhất định sẽ tán được tổng giám đốc Cù. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Cái này thì không chắc, tôi thấy tổng giám đốc Cù đến vài lần, mặc dù giám đốc Quý đều ra vẻ ân cần nhưng tổng giám đốc Cù luôn tỏ ra lạnh nhạt, duy trì khoảng cách nhất định. Trong công việc đã dành lời khen cho giám đốc Quý, nhưng không nhận lời mời riêng của giám đốc Quý, chỉ tham gia bữa ăn công việc mà thôi. Tôi cảm thấy tổng giám đốc Cù cố ý giữ khoảng cách với giám đốc Quý. Hà Bảo quan sát khá cẩn thận nên có thể nhận ra. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Hắn không phải lo lắng về tình cảm của Cù Vận Bạch với mình, mà là lo cô có tâm trạng không vui khi tình cảm của hai bên không thể công khai. Sau khi cảm ơn Hà Bảo đã đưa mình vào nội thành, Triệu Quốc Đống liền tới một căn biệt thự gần biển. Đây là căn biệt thự Kiều Huy, trang thiết bị đầy đủ, thậm chí còn thuê hai vợ chồng già ở đây quét dọn cho. Khi Kiều Huy tới Tam Á liền đến đây ở. Triệu Quốc Đống cũng có ý định mua một căn biệt thự ở đây. Nhân dịp giá các căn biệt thự ở Hải Nam vẫn còn rẻ nên mua một căn làm chỗ nghỉ ngơi. Ngồi trong phòng khách rộng rãi nhìn ra biển, Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận mùi biển theo gió bay tới. Chỉ có một mình, hắn ngồi đó và suy nghĩ những việc gần đây. Hoài Khánh không hề đơn giản như hắn nghĩ. Thái độ của Trần Anh Lộc đã thay đổi khi mình lên làm thị trưởng. Cảm giác trói buộc bó tay bó chân làm Triệu Quốc Đống cảm thấy muốn làm gì cũng không được. Khi hắn làm phó thị trưởng thường trực, hắn được Trần Anh Lộc không điều kiện ủng hộ có nguyên nhân do quan điểm của hắn phù hợp với suy nghĩ của Trần Anh Lộc. Quan trọng hơn là Trần Anh Lộc cảm thấy có Hà Chiếu Thành và Đàm Lập Phong chắn ngang, Triệu Quốc Đống không thể uy hiếp đối phương. Nhưng sau khi hắn thành quyền thị trưởng, Trần Anh Lộc đã tạo ra sức ảnh hưởng không hề nhỏ đối với mọi công việc của hắn. Mặc dù về vấn đề nguyên tắc Trần Anh Lộc chỉ có thể lựa chọn ủng hộ hắn, nhưng đối phương lại rất khôn khéo làm giảm đi sức ảnh hưởng của hắn và tránh cho thực lực của hắn kéo lên quá nhanh mà ảnh hưởng tới cân bằng. Về điểm khác Trần Anh Lộc chính là muốn nhắc Triệu Quốc Đống biết vị trí của mình. Sau khi hiểu ra điều này, Triệu Quốc Đống không nhịn được nở nụ cười. Đẩy Đoạn Kỳ Ngôn cùng Lam Hữu Phương ra mặc dù là có chút liều lĩnh, hơn nữa cũng là hắn đang thử xem sự tự tin của Trần Anh Lộc cao bao nhiêu. Bây giờ xem ra sự tự tin của Trần Anh Lộc cũng không cao như hắn nghĩ. Chẳng qua nghĩ cũng đúng,
cho dù là vị bí thư nào khác thấy hắn thể hiện cứng rắn như vậy thì đều không thể bình tĩnh nổi. Hạn chế cũng tốt, nhắc nhở cũng tốt. Tóm lại phải tìm được một cách để ngăn cản hắn. Nếu như không phải phương hướng chung của hắn và Trần Anh Lộc nhất trí thì chỉ sợ Trần Anh Lộc chèn ép hắn càng mạnh hơn. Đúng là vì cùng mục tiêu nên Trần Anh Lộc mới có thể dùng cách này để nhắc nhở hắn, nhưng hắn sẽ nhận bao nhiêu? Sẽ nhận nhưng không có nghĩ là hắn có đầu rụt cổ, biến thành kẻ mang đuôi làm người, đó không phải tác phong làm việc của hắn. Triệu Quốc Đống đoán đó cũng không phải điều mà Trần Anh Lộc muốn thấy. Hắn phải thực hiện được ý đồ của mình một cách khôn khéo để cho Trần Anh Lộc có thể chấp nhận. Giống như Hùng Chính Lâm nói vậy, chuyện này sẽ không ngừng diễn ra, việc điều tra và thỏa hiệp sẽ làm con người ta trưởng thành. Về phương diện khác cũng làm một chút chuyện hắn có thể làm, không cần nhiều, chỉ mong thành công, tạo ra sức ảnh hưởng và hấp dẫn của hắn, đó là điều hắn cần đạt được khi làm thị trưởng. Chính trị là một môn nghệ thuật, nó tràn ngập trong mỗi một loại chi tiết. Chi tiết quyết định thành bại, hắn nếu muốn thực hiện ý đồ của mình thì nhất định phải làm từ chi tiết mà không thể nằm mơ làm việc lớn. Đủ loại suy nghĩ không ngừng hiện lên trong đầu Triệu Quốc Đống. Hắn đúng là không nghĩ Cù Vận Bạch bây giờ nổi tiếng như vậy ở tập đoàn Thiên Phu. Là nhân vật không thể với tới trong mắt người bên dưới. Xem ra cô đã thành công đứng vững ở Thiên Phu. Còn hai chị em từ Xuân Nhạn. Câu lạc bộ Nhạn Nam Phi đã thành nơi chăm sóc phụ nữ hàng đầu ở Ando. Hai chị em có thể nói là phối hợp rất tốt. Từ Xuân Nhạn phụ trách kinh doanh tổng thể, tiến hành đối ngoại. Còn từ Thu Nhạn phụ trách công việc hàng ngày, có thể nói kết hợp hoàn hảo. Tình hình kinh doanh của câu lạc bộ càng lúc càng tốt. Thương hiệu Nhạn Nam Phi là điểm vàng hấp dẫn phụ nữ giàu có ở Ando. Lại nhìn sang chương trình siêu cấp sâu của đài truyền hình kỹ thuật số An Nguyên đang rất nổi tiếng, Trình Nhược Lâm có thể nói rất thành công khi dẫn chương trình này, thậm chí có công ty còn mời Trình Nhược Lâm làm người quảng cáo sản phẩm của bọn họ. Các người phụ nữ của hắn đều lần lượt thành công làm Triệu Quốc Đống có chút vui mừng lại có chút mất mát. Các cô như vậy còn bản thân hắn thì sao? Cần cố gắng, phải phấn đấu nếu không sẽ đi sau các cô. Quyển 12, chương 36. Hứa Kiều vào văn phòng Triệu Quốc Đống, vẻ mặt Triệu Quốc Đống trông rất bình tĩnh nhưng Hứa Kiều biết hôm nay nhất định có chuyện. Sau Tết, thị trường Triệu trông biến hóa không hề nhỏ. Nói chuyện không còn thao thao bất tuyệt như trước, nói chuyện cũng cẩn thận hơn. Điều này làm Hứa Kiều có chút kinh ngạc và cũng phải thầm nghĩ thân phận khác nên thái độ phải khác. Mặc dù không nói tới quan uy nhưng lại có vẻ thâm trầm hơn trước. Thị trưởng Hứa, chị thấy sao về việc này? Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Theo tôi thấy chuyện này không thể hoàn toàn trách Lão Trúc. Ngài cũng biết lúc đầu thị xã khi xác định nguyên tắc cũng không bịt kín hết mà chỉ nói rõ đường chính và các công trình phụ trợ quan trọng phải do công ty khai thác đô thị phụ trách xây dựng. Còn đâu công ty khai thác đô thì có thể tiến hành cân nhắc đấu thầu, chỉ cần đảm bảo chất lượng công trình và việc giám sát. Nhưng mà thị trưởng Hứa, chị đã nghĩ tới có rất nhiều người sẽ lấy vấn đề này nói kia không? Triệu Quốc Đống nhíu mày nói. Hắn đương nhiên biết Trúc Trung Nguyên có thể trong vòng nửa năm làm nhanh như vậy tất nhiên là phải dùng hai chân để đi. Nhưng công trình này được rất nhiều người chú ý tới, thoáng có chút sơ sót sẽ khiến bao người đặt câu hỏi. Nhất là đám người sớm khó chịu vì Trúc Trung Nguyên nắm toàn quyền ở công ty khai thác đô thị, bọn họ luôn muốn tìm lý do mà nhằm vào Trúc Trung Nguyên. Cũng may về trình tự không có vấn đề gì nhưng việc này đủ thành một điểm cảnh báo. Chuyện đấu thầu các công trình phụ trợ nếu chất lượng công trình có chuyện, hoặc là khi thi công xảy ra mất an toàn lao động thì đó sẽ là việc lớn. Hứa Kiều thở dài một tiếng. Thị trưởng Triệu, có nhiều chuyện Lão Trúc cũng khó xử. Tôi biết. Nếu không sao tôi lại tìm chị tới để bàn. Triệu Quốc Đống xua tay cắt ngang lời của Hứa Kiều. Chị phải nhắc Lão Trúc, chuyện này nhất định có người lấy lý do làm khó dễ. Chẳng qua Lão Trúc chỉ cần dựa theo nguyên tắc chúng ta đặt ra thì không sao cả. Bảo anh ta tiếp tục làm việc, tiến độ và chất lượng công trình phải đảm bảo, ngoài ra cũng tăng cường hệ thống giám sát. Trần Anh Lộc đúng là có chút là lạ với biểu hiện của Triệu Quốc Đống trong thời gian này. Hắn không còn lớn tiếng nói chuyện hay có hành động gì lớn, giống như đi theo một con đường quy củ. Nếu là như vậy thì là việc mọi người đều vui vẻ. Bí thư Trần, chủ nhiệm Ân tới. Mời anh ta vào. Trần Anh Lộc nói. Ân Cảnh Tùng có vẻ rất bất mãn với vấn đề xuất hiện ở công ty khai thác đô thị. Ân Cảnh Tùng đã hai lần trao đổi với Trần Anh Lộc, có lẽ Ân Cảnh Tùng muốn tăng cường công việc giám sát với hệ thống ủy ban xây dựng. Chẳng qua bây giờ đột nhiên yêu cầu điều chỉnh bộ máy thanh tra ủy ban xây dựng thì khó tránh khỏi tạo thành phong ba.
Triệu Quốc Đống có vẻ quá trầm ổn làm cho Trần Anh Lộc lại lo hắn có phải đột nhiên muốn làm ra hành động nào lớn để người ta trố mắt hay không. Nhưng bây giờ xem ra không phải. Trần Anh Lộc vẫn hy vọng trong nhiệm kỳ của mình kinh tế Hoài Khánh có thể đi vào ổn định. Mặc dù y cũng hy vọng kinh tế Hoài Khánh có thể phát triển nhanh hơn một chút, nhưng dù sao ngành công nghiệp truyền thống của Hoài Khánh đang trong quá trình điều chỉnh, không thể nào thoáng cái sẽ xử lý tốt được. Ý tưởng của Triệu Quốc Đống là tốt nhưng nếu muốn làm thì chỉ khi cục diện ổn định mới có thể làm được. Trần Anh Lộc không hy vọng Triệu Quốc Đống làm quá đáng, nhưng đồng thời cũng không hy vọng Triệu Quốc Đống sẽ tự phong bế mình. Thăng bằng là tốt nhất nhưng Triệu Quốc Đống còn trẻ sợ rằng khó có thể nắm giữ chừng mực. Cho nên y làm bí thư thị ủy không thể không có một chút hành động để điều chỉnh. Tình hình công ty khai thác đô thị thì Trần Anh Lộc biết. Trúc Trung Nguyên về tổng thể mà nói làm cũng ổn, nhưng vẫn có chút vấn đề. Mặc dù vẫn trong nguyên tắc cho phép nhưng đối với một số người lại thấy khó chịu. Trần Anh Lộc cũng có chút buồn bực, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Không chỉ là bên kia, hình như mọi người đều không muốn dừng gió. Không biết có phải có người lợi dụng tính nhẫn nại của mình nên muốn gây chuyện không? Lữ Thu Thần có chút giật mình nhìn Tiêu Triều. Chẳng lẽ đây là một cái bẫy mà Triệu Quốc Đống khổ tâm răng ra sao? Hình như không cần như vậy mà. Lữ Thu Thần nói. Đội trưởng phòng thanh tra ủy ban xây dựng, Mao Tùng làm ở ủy ban kỷ luật nhiều năm, xem ra cũng tiện cho việc xây dựng sự liêm khiết của hệ thống ủy ban xây dựng. Trúc Trung Nguyên vốn là ủy viên đảng ủy ban xây dựng, hơn nữa y cũng có trách nhiệm nhất định ở việc này. Kiêm chức phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng có lẽ không có bao nhiêu ý nghĩa. Tôi cảm thấy vấn đề phải nhìn từ bản chất của nó. Công ty khai thác đô thị có vấn đề, Trúc Trung Nguyên đương nhiên có trách nhiệm nhất định, nhưng chúng ta cần phải xem đây là do nguyên nhân gì tạo thành. Tăng cường lực lượng thanh tra là cần thiết, vừa nãy chủ nhiệm Cảnh Tùng cũng đã nói rất rõ ràng. Đây là cái nhìn chung của mọi người, nhưng tại sao công ty khai thác đô thị lại gặp chuyện này? Tôi thấy việc này có quan hệ lớn đến việc ủy ban xây dựng can thiệp một cách quá đáng vào công việc của công ty khai thác đô thị. Triệu Quốc Đống nâng chén trà lên nhấp một ngụm, Lữ Thu Thần không thể tin nổi vị thị trưởng sau Tết bắt đầu im ắng, ẩn nhẫn lại tạm thời ra chiêu, điều này có vẻ không ổn. Thị trưởng Hứa Kiều đã nhiều lần đề cập với tôi, trước đó tôi không quá chú ý nhưng lúc này xảy ra chuyện tôi mới ý thức được vấn đề rất phức tạp. Triệu Quốc Đống dùng từ ngữ rất khôn khéo, vấn đề không nghiêm trọng nhưng rất phức tạp. Công ty khai thác đô thị cũng không phải công ty khai thác đô thị của Ủy ban xây dựng. Chúng ta không thể coi nó đơn giản như một công ty xây dựng. Trên vai công ty khai thác đô thị nắm giữ trọng trách quan hệ, xây dựng đô thị Hoài Khánh chúng ta. Độc lập hoạt động cũng là nguyên tắc ban đầu được đưa ra. Mặc dù công ty khai thác đô thị thuộc Ủy ban xây dựng nhưng tôi đã sớm nhắc ở vấn đề nghiệp vụ Ủy ban xây dựng không nên can thiệp quá nhiều nếu không sẽ không tốt. Các thường vụ đang ngồi đều lạnh nhạt quan sát, Triệu Quốc Đống đã lâu không lên tiếng. Trong hội nghị thường ủy có thể nghe thấy tiếng Triệu Quốc Đống đúng là hiếm thấy. Lữ Thu Thần làm vậy có vẻ cũng không đúng. Việc được thông qua trong hội nghị thường trực ủy ban vậy mà anh còn lật lại ở hội nghị thường ủy, đây là không ổn. Ý kiến của thị trưởng Thu Thần cũng hơi có lý một chút. Nhưng tôi cảm thấy không thể vơ đũa cả nắm, phải căn cứ công việc mà bố trí. Công ty khai thác đô thị cần giám sát nhưng đó là về thể chế. Công ty khai thác đô thị phải có quyền lực không bị yếu tố bên ngoài ảnh hưởng. Lữ Thu Thần nghe xong không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Trong hội nghị thường trực ủy ban, Triệu Quốc Đống không hề nhắc đến việc Trúc Trung Nguyên làm phó chủ nhiệm ủy ban xây dựng, chỉ là hàm xúc nói công ty khai thác đô thị bây giờ bị ủy ban xây dựng can thiệp quá nhiều là không thích hợp. Lúc ấy y không qua chú ý, không ngờ Triệu Quốc Đống lại giở chiêu này trong hội nghị thường ủy. Thức thời mới là kẻ thông minh, ngay cả Ân Cảnh Tùng cũng bị lợi dụng, đương nhiên có lẽ Ân Cảnh Tùng cũng vui vẻ bị lợi dụng. Người của Ủy ban kỷ luật có thể thành công tiến vào hệ thống Ủy ban xây dựng, không chừng là do hai người Triệu Quốc Đống cùng Ân Cảnh Tùng liên minh làm ra. Lữ Thu Thần chỉ có thể gật đầu. Trúc Trung Nguyên nhận được thông báo mình thành phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng nhưng không quá vui. Vị trí giám đốc công ty khai thác đô thị đúng là không dễ ngồi. Xảy ra chuyện còn có thể lên chức, mặc dù phó chủ nhiệm Ủy ban xây dựng cùng cấp với giám đốc công ty khai thác đô thị, kiêm nhiệm cũng không thêm đồng lương nào nhưng ý nghĩa lại khác. Tức là mình không còn bị tên phó chủ nhiệm nào của Ủy ban xây dựng cũng có thể gây khó dễ. Trúc Trung Nguyên đương nhiên biết tại sao mình lại được lên làm phó chủ nhiệm, chuyện này liên quan đến tiền đồ chính trị của y thì sao Trúc Trung Nguyên dám coi nhẹ. Mỗi một chi tiết y đều phải suy nghĩ cẩn thận. Trong 3 tháng này thị trưởng Triệu đến kiểm tra công việc không quá nhiều,
nhưng Trúc Trung Nguyên thấy rõ thị trưởng nghe nhiều nói ít. Điều này làm cho y có chút sợ hãi. Chẳng qua y cũng phải thừa nhận mình làm tốt công việc, không có gì phải sợ cả. Về vấn đề khác thì y cũng báo cáo với thị trưởng Hứa cũng bảo y nắm giữ chừng mực là được, không làm quá vấn đề nguyên tắc thì sẽ không sao. Quyển 12, chương 37. Có thể nói các công tác chuẩn bị đã làm khá thuận lợi. Xuất hiện một ít vấn đề cũng đều dùng phương thức trao đổi để giải quyết. Toàn bộ lực lượng của ba trường giáo dục dạy nghề đã được tổng hợp lại, mọi thứ đã sẵn sàng. An Nhiên cùng đám người cục giáo dục đi theo Triệu Quốc Đống. Một năm qua cô chủ yếu tập trung vào việc thống nhất các trường giáo dục dạy nghề, thực hiện mục tiêu đầu năm sẽ chính thức thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề cấp tỉnh của Ủy ban thị xã. Trường giáo dục dạy nghề công nghiệp cơ giới An Nguyên vốn là trường thuộc Sở Công nghiệp tỉnh, cũng là trường giáo dục dạy nghề có lịch sử lâu đời nhất cả tỉnh, cũng có chút danh tiếng. Lực lượng giáo viên khá hùng hậu, chủ yếu dùng để đào tạo công nhân cho năm nhà máy của thị xã. Chẳng qua do nguyên nhân lịch sử nên diện tích của trường nhỏ hẹp, phòng thực hành xuống cấp, thiết bị cũ kỹ. Mà trường trung cấp dạy nghề Hoài Khánh cũng là trường giáo dục dạy nghề hàng đầu của thị xã, ngành đào tạo khá rộng như kinh doanh thị trường, máy tính, thương mại điện tử, du lịch, quản lý khách sạn, lái xe, sửa xe, nấu ăn. Trường Bát Trung Hoài Khánh lại là trường trung học bình thường thuộc Khánh Châu. Lúc trước thị xã quy hoạch trường Bát Trung thành trường trung học trọng điểm của Khánh Châu, chẳng qua đầu tư tài chính không đủ, hơn nữa tài chính của Khánh Châu cũng khó khăn nên quy mô của trường đã thu nhỏ lại, lực lượng giáo viên và các phương tiện trụ cột cũng giảm mạnh. Chẳng qua nó lại có ưu thế về diện tích gấp đôi trường trung cấp dạy nghề Hoài Khánh. Ba trường thuộc ba cấp quản lý khác nhau tổng hợp tạo thành trường giáo dục dạy nghề Hoài Khánh, khó khăn là không hề nhỏ. Mà Triệu Quốc Đống cũng biết rõ đủ mâu thuẫn trong đó. Vì thế hắn cũng có chút lo lắng khi giao vấn đề khó khăn này cho An Nhiên. Nhưng đến bây giờ có thể thấy An Nhiên làm khá xuất sắc. Khi thống nhất lại lực lượng giáo viên và tài sản, An Nhiên làm khá quả quyết, mạnh dạn. Mặc dù cũng tạo ra không ít tranh luận nhưng đây đều là trong phạm vi có thể khống chế. Triệu Quốc Đống cảm thấy điều này là rất hiếm có. Thị trưởng An, công tác chuẩn bị phải tiến hành nhanh thêm nữa. Tôi chỉ chính là công việc chuẩn bị phần mềm, cố gắng trong năm nay phải tiến hành chiêu sinh, sang năm sẽ khai giảng. Triệu Quốc Đống dừng lại rồi nói. Về phần cứng thì tỉnh, thị xã đã có quy hoạch, cái gọi là cơn gió đông chỉ là tài chính mà thôi. Tôi nghĩ không phải điều mọi người ngồi đây cần suy nghĩ. Nhưng mà về mảng phần mềm thì đó là trách nhiệm của các vị. Tôi không hy vọng khi xây dựng phần cứng xong mà phần mềm không theo kịp, ảnh hưởng đến hoạt động của Học viện dạy nghề An Nguyên chúng ta. Xin thị trưởng Triệu yên tâm, bộ máy học viện nhất định toàn tâm hợp lực, toàn lực triển khai công việc theo yêu cầu của tỉnh và ủy ban thị xã. Cam đoan hoàn thành yêu cầu được đặt ra đúng kỳ hạn. Người lên tiếng là một người đàn ông khoảng 40 cao tương đương Triệu Quốc Đống. Người này đeo cặp kính gọng vàng nên tăng vài phân nho nhã. Y chính là hiệu trưởng kiêm bí thư đảng ủy trường dạy nghề công nghiệp cơ giới An Nguyên Tô Hiểu Xuân. Bây giờ là người tạm thời phụ trách học viện. An Nhiên biết Tô Hiểu Xuân mặc dù do mình đề cử nhưng Triệu Quốc Đống cũng khá coi trọng Tô Hiểu Xuân. Tô Hiểu Xuân này làm việc có khí phách, đầu óc linh hoạt, cũng có nhiều con đường. Mặc dù lúc ở trường cũ không thể hoàn toàn phát huy nhưng cũng có thể làm trường cũ nổi tiếng trong tỉnh về mảng giáo dục dạy nghề. Học sinh tốt nghiệp từ trường rất được mấy thành phố công nghiệp chủ yếu của tỉnh là An Đô, Miên Châu, Kiến Dương, Tân Châu, Lam Sơn cùng với Hoài Khánh tin dùng. Thậm chí không ít công ty ở Chiết Giang và khu vực trường TM rác đến Hoài Khánh chỉ đích danh bọn họ muốn lấy học sinh tốt nghiệp ở trường này. Hơn nữa An Nhiên đã giới thiệu với Tô Hiểu Xuân, sau mấy lần tiếp xúc, An Nhiên nhận ra hai người kia quan hệ khá tốt. Nhưng lúc này An Nhiên lại thấy thái độ của Triệu Quốc Đống với Tô Hiểu Xuân có vẻ lạnh nhạt hơn. Mặc dù hắn vẫn tươi cười, cũng vỗ vai cổ vũ, vẫn nói chuyện nhưng cô thấy một tia hơi tối trong mắt hắn. Về văn phòng, An Nhiên có chút dự cảm không ổn nên muốn hỏi thẳng Triệu Quốc Đống rằng có phải sẽ nhanh chóng xác định bộ máy học viện dạy nghề hay không. Ngoài viện trưởng, bí thư đảng ủy học viện dạy nghề là cán bộ cấp phó giám đốc sở thì cần do thị xã đề cử, sau đó do tỉnh xuống khảo sát và bổ nhiệm. Các chức phó khác do ban tổ chức cán bộ khảo sát và bổ nhiệm. Trước đó tỉnh đã đồng ý do thị xã đề cử Tô Hiểu Xuân nguyên bí thư đảng ủy kiêm hiệu trưởng trường dạy nghề công nghiệp cơ giới An Nguyên làm người chủ trì công việc chuẩn bị. Mặt Triệu Quốc Đống hơi xấu đi, An Nhiên thấy có chút khó hiểu. Triệu Quốc Đống bây giờ đã khác trước, hầu hết các lúc đều khá bình tĩnh, hoặc là nở nụ cười chứ mặt ít khi lạnh lùng như thế này.
Đến khi Triệu Quốc Đống lấy một bức thư trong ngăn bàn ra đưa cho cô mới có chút kinh ngạc mở ra xem. Da An Nhiên không quá trắng nhưng nhìn mấy bức ảnh mà không khỏi đỏ mặt. Không có gì phải nghi ngờ, người đàn ông trong bức ảnh là Tô Hiểu Xuân, mà người phụ nữ kia nhìn không rõ nhưng nhất định còn trẻ. Thái độ hai người khá thân mật, thậm chí còn có một hai bức chụp rõ ảnh hai người đang hôn nhau. Vào lúc này mà bức thư lại được gửi tới tay Triệu Quốc Đống, ý đồ gì thì ai cũng biết. Thị trưởng Triệu, theo tôi biết lão Tô có tác phong tốt. Mặc dù lão Tô và vợ chưa ly hôn nhưng đã ly thân nhiều năm. Tôi nghe y nói vì con nên vẫn chưa ly hôn. An Nhiên cũng biết mình giải thích giúp Tô Hiểu Xuân có vẻ gượng ép. Nhưng bây giờ cô không thể không nói giúp An Nhiên. Được rồi An Nhiên, hôm nay tôi không phải cùng chị nói với Tô Hiểu Xuân là tốt hay xấu. Chúng ta phải bàn xem xử lý việc này như thế nào. Triệu Quốc Đống cũng có chút buồn bực. Hắn đứng lên đi vài bước trong văn phòng và thấy tâm trạng mình hơi lộ ra ngoài nên hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Hắn đánh giá rất cao Tô Hiểu Xuân. Tiếp xúc hơn nửa năm, hai người đã nói chuyện với nhau không ít lần. Từ lời nói của Tô Hiểu Xuân đã thể hiện rõ năng lực và khí phách, cũng làm cho Triệu Quốc Đống coi trọng. Tô Hiểu Xuân này rất coi trọng công việc, người bình thường và anh ta nói chuyện sẽ dễ bị lời nói, quan điểm của Tô Hiểu Xuân hấp dẫn. Ở điểm này Triệu Quốc Đống thậm chí còn thấy Tô Hiểu Xuân có vẻ tương tự mình. Mà giữa người với người hình như chỉ cần có một điểm giống nhau là lập tức phát hiện ra vài điểm khác nữa cũng giống. Tô Hiểu Xuân tất nhiên có chút trùng hợp với hắn, nhưng người này quá không cẩn thận, điều này làm Triệu Quốc Đống có chút tức giận. Lúc trước khi bàn xem ai làm người phụ trách công tác chuẩn bị đã có không ít tranh cãi. Một vị trưởng phòng của Sở Giáo dục muốn xuống, mà một vị phó cục trưởng cảm giác cũng muốn cạnh tranh chức này. Tô Hiểu Xuân có chút quan hệ trên tỉnh, An Nhiên ở vấn đề này cũng nói chuyện với Trần Anh Lộc. Cho nên Triệu Quốc Đống sau khi cùng An Nhiên đề cử Tô Hiểu Xuân đã có không ít lời phản đối. Mặc dù như vậy nhưng cuối cùng Trần Anh Lộc lại đồng ý nên Tô Hiểu Xuân mới có thể làm người chủ trì công việc chuẩn bị cho học viện dạy nghề Hoài Khánh. Làm ở cương vị này nếu không có bất ngờ xảy ra thì chức viện trưởng học viện dạy nghề sẽ rơi vào đầu Tô Hiểu Xuân. Triệu Quốc Đống có chút tức giận không chỉ vì bản thân Tô Hiểu Xuân, mà là không rõ đối phương nhằm vào ai. Là nhằm vào Tô Hiểu Xuân hay là An Nhiên và hắn? Tuy nói ai cũng biết Tô Hiểu Xuân là người do An Nhiên đề cử, nhưng sau lưng An Nhiên là ai? Hơn nửa năm qua Triệu Quốc Đống vẫn cố duy trì sự nhẫn nhịn nhưng quan hệ với An Nhiên càng lúc càng được củng cố. Hơn nữa hắn còn có quan hệ mật thiết với Đặng Nhược Hiền, Hứa Kiều cùng Lý Trường Giang, trưởng ban thư ký Kha Nam cũng có quan hệ khá tốt với hắn. Địa vị của hắn ở ủy ban đã liên tục được củng cố. Quyển 12, chương 38. An Nhiên cũng không phải vào quan trường nên lời của Triệu Quốc Đống thì cô cũng hiểu. Ở việc lựa chọn ai làm viện trưởng, cô và Triệu Quốc Đống đã tốn không ít công sức, cũng làm không ít việc trên tỉnh. Chuyện vốn đã được xác định mà cứ thế bị lật đổ thì không chỉ Triệu Quốc Đống mất mặt, danh dự và sức ảnh hưởng của chính An Nhiên cũng suy yếu mạnh. Thị trưởng Triệu, anh cảm thấy ai làm việc này? An Nhiên nói, mấy bức ảnh này nhất định là được lén chụp. Bây giờ mới tháng 5, mặc quần áo như thế này nhất định là phải mùa hè năm trước, thậm chí còn sớm hơn. Hơn nữa mấy bức ảnh này từ góc độ hay cách ăn mặc có thể thấy chỉ là chụp một lần duy nhất. Nếu là nhằm vào lão Tô thì năm ngoái chụp đã nên đưa ra. Bây giờ mới đưa ra khiến người ta không thể hiểu nổi. An Nhiên cẩn thận phân tích. Bây giờ đưa ra chỉ có một mục đích đó là làm anh và tôi mất mặt. Ừ nếu như là chụp một lần duy nhất thì khó phán đoán. Tô Hiểu Xuân làm việc không cẩn thận nên bị người thấy, vừa có thể là ngẫu nhiên bị người chụp được, lúc cần thiết lấy ra. Cũng có thể là bị người theo dõi chụp, phạm vi quá rộng, không tiện xác định. Nếu như mấy bức ảnh này không phải chụp một lần, như vậy nói rõ người ta đã cố gắng theo dõi Tô Hiểu Xuân, có thể kết luận đó là người quen thuộc của Tô Hiểu Xuân. Vậy bây giờ nên làm gì? An Nhiên có chút buồn phiền. Triệu Quốc Đống cũng có chút khó xử. Ai cũng biết Tô Hiểu Xuân do hắn và An Nhiên đề cử. Chỉ bằng mấy bức ảnh này mà hồ đồ thay đổi người khác thì không bị tên đứng ở chỗ bí mật cười chết mới là lạ. Nhưng nếu không đổi thì trước khi chính thức bổ nhiệm có người tung những bức ảnh này ra, bên ủy ban kỷ luật, thanh tra thị xã không thể làm như không thấy. Tô Hiểu Xuân mà bị thay đổi thì nó sẽ đả kích lớn đối với uy tín hắn khó khăn lắm mới đạt được. Bây giờ cũng khó nói. An Nhiên, chị nói chuyện với lão Tô một chút. Hỏi rõ xem việc này là như thế nào. Bức thư này đã được đưa ra vài ngày, bên lão Ân không có tin tức gì. Tôi đánh giá đối phương có chút ý tưởng nên chưa đưa sang bên ủy ban kỷ luật,
người này rốt cuộc là ai? Nhất định có quan hệ đến mấy người cạnh tranh, chứ chuyện này ai muốn làm gì? An Nhiên nghiến răng nghiến lợi nói. Lão Tô cũng đúng là, gì mà vì con nên không muốn ly hôn sớm, một khi mà hai bên cãi nhau thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến tâm lý con cái. Chuyện phiền phức đúng là không ngừng kéo tới. Chuyện Tô Hiểu Xuân còn chưa làm rõ, tổ công tác của Sở Tài nguyên Môi trường đã được phái xuống điều tra, nghe nói là nhận được đơn tố cáo việc mấy khu đất ở Hoài Khánh có vấn đề khi thu hồi. Chủ yếu là nhằm vào hai viện nghiên cứu của Sở Khoa học Công nghệ và Sở Nông nghiệp tỉnh, cùng với viện nghiên cứu điện tử do Học viện Công nghiệp cùng công ty Hòa Tân kết hợp thành lập. Bên Khánh Châu lại có chuyện khi giải phóng mặt bằng cho công trình đại lộ xong Diệp đã dùng bạo lực. Chuyện này được kiện lên Đảng ủy Chính pháp tỉnh ủy. Đảng ủy Chính pháp tỉnh ủy chuyển sang cho Sở Công an. Mà Sở Công an cũng rất chú trọng, lập tức tổ chức tổ điều tra đến Hoài Khánh. Trắng là trắng, đen là đen, tôi thấy trên tỉnh điều tra cũng là tốt. Ít nhất chúng tôi không cần phải giải thích vô ích làm gì. Để bọn họ đi điều tra thực tế là được, xem chính quyền thị xã Hoài Khánh chúng ta có khuất tất gì hay không. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Thị trưởng Hứa, Sở Tài nguyên Môi trường xuống chưa? Đã đến. Bây giờ bọn họ đang đọc tài liệu đất đai, có lẽ sau đây sẽ xuống cơ sở tìm hiểu. Hứa Kiều có chút tức giận, thu hút cơ sở nghiên cứu khoa học tiến vào Hoài Khánh, tăng thêm thực lực về khoa học kỹ thuật của Hoài Khánh, bồi dưỡng sức cạnh tranh cho Hoài Khánh, đây vốn là việc mà thị xã xác định. Nhưng lại có người muốn gây rối ở việc này, đây rõ ràng là nhằm vào cô. Ở hạng mục thành lập viện nghiên cứu điện tử, thư tố cáo càng nói có người lợi dụng vấn đề đất đai mà nhận hối lộ. Hơn nữa còn mượn cơ hội nhận lời ra bên ngoài khảo sát nhằm đi du lịch. Thị trưởng Hứa, tôi thấy chị không cần phải như vậy. Thông báo các đồng chí thanh tra thị xã phối hợp tổ công tác của Sở Tài nguyên Môi trường tiến hành điều tra. Vấn đề đất không xảy ra chuyện gì, tôi ký tên, tự mình phụ trách. Nhưng tôi nghe nói có người ở Cục Đất Đai nhận lời tới Hong Kong, Macau, Singapore khảo sát và du lịch, không biết việc này có thật không? Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói. Hứa Kiều có chút do dự. Cô cũng biết chuyện Cục Đất Đai ra nước nào khảo sát. Lúc ấy cô cũng đồng ý vì quy mô khá nhỏ. Sau đó cô mới biết người ở Cục Đất Đai mượn việc này mà mở rộng quy mô, thậm chí còn có người mang theo người nhà đi cùng. Thấy Hứa Kiều không trả lời được ngay. Triệu Quốc Đống hiểu Hứa Kiều có nhiều việc, rất nhiều việc không thể lo hết được. Như Cục Đất Đai tổ chức đoàn ra nước ngoài khảo sát, cô cùng lắm chỉ biết mà thôi, chứ sao có thể hỏi rõ nhân số và cách khảo sát. Nhưng bây giờ là lúc rất quan trọng mà lại có mấy âm thanh này được đưa ra. Nếu ngay cả chị cũng không rõ chi tiết thì khó tránh khỏi mình không liên quan. Hứa Kiều, chị chú ý một chút. Nếu như Cục Đất Đai và Học viện Công nghiệp thật sự có khuất tất trong vấn đề đất đai, như vậy Ủy ban Kỷ luật và Thanh tra thị xã cần phải nghiêm túc điều tra. Nếu như chỉ là ra nước ngoài khảo sát kết hợp du lịch thì chỉ cần xử lý hành chính là được. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Hứa Kiều có chút nóng mặt. Triệu Quốc Đống mặc dù không trực tiếp phê bình cô nhưng cũng là nhắc cô. Có một số việc cô không nên quá tin người bên dưới mà phải tự mình đi hỏi. Triệu Quốc Đống trong thời gian này đã biến hóa không ít, nói chuyện cũng mờ mịt, hàm súc hơn, không thẳng thắn như trước. Mặc dù Hứa Kiều thích nói chuyện với hắn bằng cách trước đây, nhưng Triệu Quốc Đống cũng chú ý trường hợp, chỉ khi nào gặp với tư cách cá nhân thì hắn mới dùng cách đó trao đổi với cô. Như hôm nay có người khác thì không thể nghe được lời nói thẳng thắn của Triệu Quốc Đống. Sau khi Hứa Kiều rời đi, Vu Văn Lượng nói. Thị trưởng Triệu, chuyện này cũng không thể trách được thị trưởng Hứa. Đám người Cục Đất Đai rất khôn khéo, Học viện Công nghiệp cũng không dám khuất tất trong vấn đề đất đai khi ngài đã ký tên. Nhưng sau đó khi xây dựng Học viện Công nghiệp dùng nhiều đất, hơn nữa còn lấy lòng đám người Cục Đất Đai nên kiếm chút lợi từ đó thì ai có thể tra xét rõ ràng. Ít nhất tổ công tác của Sở Tài nguyên Môi trường và Thanh tra thị xã chúng ta nhất định không thể tra ra vấn đề gì. Chỉ hy vọng là như vậy, chỉ có chút vi phạm nhỏ thì cũng đơn giản, chỉ sợ xảy ra chuyện gì đó lớn mà chúng ta không biết thôi. Triệu Quốc Đống rõ ràng cảm nhận được trách nhiệm và sự khó khăn khi làm thị trưởng. Đủ các việc cần phải cân nhắc, các hạng mục công việc cần phải tiến hành hợp lý, hơn nữa cũng cần phải tạo được điểm sáng. Các ngành anh cũng phải luôn đề phòng mà nhắc nhở các. Vấn đề nhỏ không thể tránh được, có thể khống chế được không tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng là tốt rồi. Cả thị xã có nhiều ban ngành như vậy, có mấy ngàn cán bộ thì anh dám vỗ ngực không xảy ra chuyện gì sao? Bên Khánh Châu thế nào rồi? Triệu Quốc Đống đổi đề tài và nhìn Vu Văn Lượng, hắn đã cảm thấy chuyện bên Khánh Châu sợ rằng không đơn giản như vậy.
vẻ mặt Phù Văn Lượng tuy bình tĩnh nhưng trong mắt vẫn có sự lo lắng. Sợ rằng có chút phiền phức, bên Khánh Châu vì cảm thấy đại lộ Song Diệp rất quan trọng đến sự phát triển của khu công nghiệp Khánh Châu của bọn họ cho nên rất tích cực. Nhưng ngài cũng biết trong dân chúng nhất định không thể nào hoàn toàn phối hợp hết được. Bên Khánh Châu lại muốn nhanh chóng hoàn thiện nhiệm vụ của thị xã nên chia xuống các xã, thị trấn, yêu cầu trong kỳ hạn phải làm xong cho nên. Phù Văn Lượng không nói thêm gì nữa. Quyển 12, chương 39. Cho nên xảy ra chuyện lớn như vậy sao? Triệu Quốc Đống có chút tức giận nói. Nhiều người bị đánh như vậy, còn có hai người bị thương nhẹ, một thương nặng. Đây là mặt trái do Khánh Châu làm giỏi sao? Nếu như không phải phản ánh vấn đề lên tỉnh, Hoài Khánh chúng ta có phải vẫn không biết gì không? Đây là cách làm của cơ sở hay là do trên quận ra hiệu? Triệu Quốc Đống nói khá nặng lời làm Vu Văn Lượng hơi nóng mặt. Lời này của Triệu Quốc Đống rõ ràng là nghi ngờ Khánh Châu, thậm chí còn ám chỉ có phải y che giấu giúp Khánh Châu hay không. Thị trưởng Triệu, tôi tin quận ủy ban Khánh Châu không có bất cứ cử chỉ không khôn ngoan nào cả. Xảy ra chuyện như thế này cũng là bất ngờ, điều này có quan hệ nhất định với tâm trạng muốn đẩy nhanh tiến độ của Khánh Châu. Xã, thị trấn khi xử lý chuyện này làm không cẩn thận, dùng biện pháp thô bạo, thậm chí vi phạm pháp luật để giải quyết vấn đề. Vì thế mới gây thành họa như vậy. Bây giờ quận đang tích cực xử lý. Phù Văn Lượng cẩn thận nói. Hừ, đơn giản như vậy thì tốt. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Tổ điều tra của Sở Công an đã sớm tới. Mai đến chỉ là biểu hiện bề ngoài, bọn họ đã sớm xuống bí mật điều tra từ xuống 2 tuần trước, chúng ta vậy mà vẫn còn ngủ ngon. Phù Văn Lượng giật mình nói. Thị trưởng Triệu, không phải nói tuần trước Đảng ủy Chính pháp tỉnh mới gửi thư tố cáo sang cho Sở Công an sao? Sao 2 tuần trước đã bắt đầu điều tra? Ai nói không phải, nhưng sự thật chính là như vậy. Triệu Quốc Đống xa sầm mặt nói. Bí thư Đảng ủy Chính pháp tỉnh đinh ký tên thứ 6, bây giờ mới là thứ 2 mà tổ công tác của Sở Công an đã xuống, hiệu suất làm việc nhanh như vậy sao? Hừ, hơn nữa đó chỉ là biểu hiện bề ngoài. Phù Văn Lượng cũng ý thức ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Chỉ là y không rõ sao Sở Công an lại chú trọng việc này đến vậy. Hơn nữa còn xuống từ 2 tuần trước mà không thông báo cục công an địa phương. Đây rõ ràng là có ý đồ mà tới. Nếu như nói có ai đó ở Hoài Khánh không phối hợp thì không thể. Nghĩ đến đây Vu Văn Lượng không khỏi run lên. Y không phải lo bản thân Triệu Quốc Đống sẽ gặp chuyện ở việc này. Mà y lo có người sao lại gây khó dễ vào lúc này. Triệu Quốc Đống làm thị trưởng và tích cực đẩy mạnh xây dựng thành thị, đây là chuyện đương nhiên. Các loại chỉ thị đã yêu cầu giữ đúng quy định. Không ai có thể nói được gì cả. Nhưng khi áp dụng vào thực tế ở Khánh Châu lại xuất hiện nhiều vấn đề như vậy. Xã, thị trấn là người trực tiếp thực hiện sẽ có người bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Mà lãnh đạo quận cũng khó tránh khỏi bị ảnh hưởng quá lớn. Bị kỷ luật đảng là không thể tránh khỏi. Khánh Châu tích cực ủng hộ việc xây dựng thành thị do Triệu Quốc Đống đưa ra, nếu lãnh đạo quận bị kỷ luật đảng thì nó sẽ đả kích mạnh vào uy tín của Triệu Quốc Đống. Sao lại có nhiều việc cùng xuất hiện như vậy? Bây giờ Vu Văn Lượng rất muốn làm rõ điều này. Nếu nói các việc này ngẫu nhiên diễn ra thì thằng ngu cũng không tin. Chẳng qua Triệu Quốc Đống hình như đã sớm biết nên Vu Văn Lượng có chút yên tâm. Tuần trước Triệu Quốc Đống mới biết việc này. Do Khâu Nguyên Phong trong lúc ngẫu nhiên biết tin nên gọi báo cho Triệu Quốc Đống. Nếu không phải Khâu Nguyên Phong nói thì Triệu Quốc Đống chỉ sợ chờ đến khi Sở Công an chính thức tới Hoài Khánh thì mới biết được. Vậy thị trưởng Triệu. Không biết tổ công tác bí mật của Sở Công an điều tra có kết quả gì chưa? Phù Văn Lượng không nhịn được nói. Hừ, nếu là bí mật điều tra thì sao có thể thông báo cho chính quyền địa phương chúng ta? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nói. Bọn họ điều tra là việc của bọn họ, chúng ta cũng cần tự mình điều tra. Thị xã sẽ thành lập tổ công tác do Ủy ban Kỷ luật, văn phòng Ủy ban xuống dưới điều tra. Chúng ta cần nhanh chóng đưa ra báo cáo, nói cho bên Khánh Châu tích cực phối hợp. Chị nói với anh ta, tôi tôn trọng lựa chọn cá nhân của anh ta. Triệu Quốc Đống cuối cùng thở dài một tiếng, đúng là họa vô đơn chí. Thị trưởng Triệu, hay là ngài nói chuyện với lão Tô? An Nhiên cũng bất đắc dĩ, Tô Hiểu Xuân không ngờ lại từ chối ý kiến của cô và Triệu Quốc Đống. Tô Hiểu Xuân rất thản nhiên thừa nhận mình và một nữ giáo viên trẻ của trường cũ đã bí mật yêu nhau từ 2 năm trước, nhưng nói bây giờ mặc dù vẫn đã ly thân với vợ nhưng vẫn chưa thể ly hôn. Triệu Quốc Đống và An Nhiên đề nghị anh ta lập tức làm tốt thủ tục ly hôn, sau đó bí mật kết hôn với nữ giáo viên kia. Một khi mấy bức ảnh kia được gửi sang cho Ủy ban Kỷ luật,
bị điều tra thì lấy lý do có thể bị chụp mùa hè năm nay nên hóa giải được nguy cơ. Nhưng con gái Tô Hiểu Xuân năm nay thi đại học nên y hy vọng sau khi con gái thi xong mới xử lý việc này. Nói gì bây giờ, có cần không, khuyên anh ta nên hy sinh tình bố con vì tiền đồ chính trị sao? Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói. Tôi không cho rằng Tô Hiểu Xuân làm vậy là không đúng. Tôi đánh giá cao mặc dù quyết định đó là không sáng suốt. Vậy nên làm như thế nào bây giờ? An Nhiên cũng có chút cảm động vì thái độ của Tô Hiểu Xuân. Con gái Tô Hiểu Xuân có biết chuyện bố mẹ mình và cô giáo viên kia không? Triệu Quốc Đống đột nhiên nói. Chắc là biết một chút, nhưng hình như cô bé rất ghét nữ giáo viên kia, cho rằng cô ta phá hủy hạnh phúc gia đình mình. An Nhiên do dự một chút và nói. Có lẽ chìa khóa nằm ở vợ Tô Hiểu Xuân. Triệu Quốc Đống nói nhưng không quá xác định. An Nhiên lặng lẽ gật đầu. Chuyện này không chỉ liên quan tới Tô Hiểu Xuân, hơn nữa còn liên quan tới thể diện và uy tín của cô và Triệu Quốc Đống. Thị xã bây giờ có không ít người bắt đầu nói với giọng ám chỉ vào Triệu Quốc Đống. Lúc này cô không muốn làm phiền Triệu Quốc Đống thêm nữa. Nhưng chuyện vốn là như vậy, mình càng sợ thì nó càng tới. Chuyện bên Khánh Châu không có vấn đề gì lớn chứ thị trưởng. An Nhiên quan tâm nói. Ha ha, cây muốn lặng mà gió không ngừng. Việc đáng tới sẽ tới, chúng ta còn có thể ngăn được sao? Triệu Quốc Đống xua tay nói. Tổ công tác đang điều tra nhưng có lẽ vấn đề không nhỏ. Có một người bị thương nặng, hai bị thương nhẹ, coi như đủ để thành án hình sự. Cơ quan công an không lập án, không điều tra, chính quyền địa phương một tay đè xuống. Hơn nữa cơ quan công an và chính quyền địa phương lại có nghi vấn quan hệ với xã hội đen. Nhưng đây là việc năm trước, sao bây giờ lại đột nhiên bộc phát ra chứ? Mặc kệ là thương nặng hay nhẹ thì cũng không tới mức bị thương nằm viện nửa năm mà. Lúc bọn họ nằm viện chẳng lẽ không có ai phản ánh gì sao? An Nhiên trầm ngâm một chút rồi nói. Triệu Quốc Đống không lập tức trả lời câu hỏi của cô. Trong này đương nhiên là có điều kỳ quái. Tất nhiên đối phương sớm biết tin này nhưng chỉ lặng lẽ giữ lấy, tìm thời cơ thích hợp. Khi đó Bí Thư Ninh tới Hoài Khánh thị sát, đánh giá cao quy hoạch đô thị của Hoài Khánh. Hắn cũng lập tức thành thị trưởng nên nếu chuyện kia lộ ra thì dù là thị xã hay tỉnh đều phải ỉm xuống, đảm bảo ổn định. Bây giờ thì khác, việc xây dựng thành thị gặp không ít khó khăn và mâu thuẫn, mặc dù đẩy mạnh khá thuận lợi nhưng trong đó có không ít mâu thuẫn tích lũy. Không ngừng có người đưa ra câu hỏi về tính khoa học và hợp lý của quy hoạch đô thị Hoài Khánh. Có người còn trực tiếp mắng đây là công trình vì thành tích, từng cơn sóng không ngừng lao tới nhằm vào Triệu Quốc Đống. Nhất là chuyện ở Khánh Châu càng nguy hiểm hơn, trực tiếp nhằm vào hắn làm cho Triệu Quốc Đống cảm thấy áp lực. Không thể nghi ngờ Nghiêm Lập Dân có tác dụng không nhỏ trong việc này. Sở Công an thành lập tổ công tác bí mật xuống điều tra cũng là ý kiến của Nghiêm Lập Dân. Ninh Sâm ký tên vào thư kiện đã được Sở Công an phóng đại rất lớn, điều này làm Triệu Quốc Đống không kịp ứng phó. Mà Lưu Liên Sương ở trong đó cũng có biểu hiện làm người ta chú ý. Trong hội nghị công tác chính pháp hai hôm trước, Lưu Liên Sương đã điểm danh phê bình Khánh Châu khi làm việc đã quên lợi ích nhân dân, tác phong phù phiếm. Triệu Quốc Đống lúc này không rõ đối thủ muốn làm gì. Là có bàn tay vô tình thao túng hay là chỉ là mấy việc trùng hợp đan xen vào nhau. Quyển 12, chương 40. Ra khỏi văn phòng Đinh Sâm, Triệu Quốc Đống khẽ thở dài một tiếng. Đinh Sâm mặc dù rất tức giận với vấn đề xuất hiện ở Khánh Châu nhưng lại khá hài lòng khi Triệu Quốc Đống chủ động lên báo cáo. Nhất là Hoài Khánh đã đưa ra không ít biện pháp giải quyết giảm thiểu áp lực ổn định xã hội khi giải phóng mặt bằng trong quá trình xây dựng thành thị. Triệu Quốc Đống cũng biết ý mời Đinh Sâm đến Hoài Khánh kiểm tra công tác an ninh trật tự và công tác chính pháp. Đinh Sâm mặc dù không tỏ thái độ nhưng Triệu Quốc Đống có thể cảm giác được Đinh Sâm khá cao hứng. Việc đến gặp trực tiếp như thế này là không ổn. Không có bí thư đảng ủy chính pháp thị xã đi cùng sẽ không thích hợp, nhưng Triệu Quốc Đống không còn sự lựa chọn nào khác. Giám đốc Sở Công an do trợ lý chủ tịch tỉnh Trương Cảnh Tuyền kiêm nhiệm, không có quan hệ gì với Triệu Quốc Đống. Mà Nghiêm Lập Dân bây giờ đang phụ trách công việc hàng ngày của Sở Công an. Nếu muốn phá vỡ sự trói buộc hiện nay thì hắn phải tìm con đường khác. Tìm Đinh Sâm là biện pháp duy nhất. Trưởng ban qua, tôi là Quốc Đống, tối ngài có rảnh không? Ừ, không có việc gì, Tổng Giám đốc Hứa của Tập đoàn Trường Liên ở Ando, anh ta gọi tôi nói muốn ngồi một chút. Anh ta cũng muốn báo cáo công việc với lãnh đạo, công tác đảng ủy của Tập đoàn Trường Liên cũng được Ti Ninh Lăng đánh giá cao. Tôi gọi thêm cả trưởng ban quyền nữa. Được, tôi gọi điện cho anh ta. Ngài xem ở đâu, được vậy tôi làm chủ,
xong đâu đó tôi gọi cho ngài. Qua Tĩnh ở bên kia bỏ máy xuống và khẽ lắc đầu. Một thời gian này trên tỉnh nhận không ít đơn thư tố cáo về Hoài Khánh. Trần Anh Lộc vừa lên trường đảng học chưa đầy tháng sao có nhiều sóng gió như vậy. Hơn nữa tất cả đều nhắm vào ủy ban thị xã. Phó Thiên đang chủ trì công việc thị ủy đóng vai trò gì ở vấn đề này? Theo Qua Tĩnh thấy thì không phải. Với trí tuệ chính trị của Phó Thiên nhất định không phạm sai lầm kém cỏi như vậy. Triệu Quốc Đống dù sao vẫn còn quá trẻ, kinh nghiệm chưa đủ. Chẳng qua như thế này cũng tốt, rèn luyện sẽ làm Triệu Quốc Đống nhanh chóng trưởng thành hơn. Triệu Quốc Đống không thấy xe Honda Accord ở dưới bãi đỗ. Trình Nhược Lâm chưa không về, chỉ có La Băng thường xuyên về nhà nghỉ trưa. Khi hắn cho chìa khóa vào mở cửa thì bên trong có tiếng kêu. Cửa được mở ra, La Băng mặc bộ đồ ở nhà vui mừng đi lên. Cô đang đeo tạp dề, tay cầm rẻ bắc nồi, có lẽ đang nấu ăn. Sao anh về mà không báo một tiếng? Trên gò má đỏ bừng của La Băng hơi đỏ lên. Gần năm qua cô làm việc ở học viện điện ảnh rất thoải mái, cô lúc này đã không còn sự lạnh nhạt quá nhiều như trước nữa. Dành sự bất ngờ cho em mà. Triệu Quốc Đống nở nụ cười nói. Đang nấu cơm à, vậy anh vừa lúc xin được bữa rồi. La Băng yêu kiều nhìn hắn, cô cầm cặp cho hắn và nói. Anh ngồi nghỉ một lát, em nấu thêm món nữa. Không cần, có hai người thì cần gì nhiều chứ. Nhược Lâm chưa về sao? Triệu Quốc Đống thuận miệng hỏi. Vâng, Nhược Lâm đi Thành Đô, xe để ở sân bay, em cũng không đi lấy về. Ngày kia Nhược Lâm sẽ về. La Băng đang rất vui vì thấy Triệu Quốc Đống về. Ngay cả Triệu Quốc Đống đang có chút tâm sự cũng thấy vui lên khi nhìn nghiên cứu của cô. Ha ha, xem ra Nhược Lâm bây giờ rất nổi tiếng rồi. Chúng ta muốn gặp cũng khó. Triệu Quốc Đống trêu chọc. Anh đừng nói nữa, Nhược Lâm bây giờ ra ngoài đều phải đội mũ, đeo kính. Cũng may Nhược Lâm đi sớm về muộn, tiểu khu không mấy người biết nữ MC nổi tiếng Trình Nhược Lâm lại ở đây. La Băng từ bếp nói vọng ra. Em thấy Nhược Lâm rất vất vả, nhưng Nhược Lâm lại làm không biết chán. Nếu là em thì chắc không chịu được rồi. Đây là quan điểm sống của từng người mà. Triệu Quốc Đống dựa cửa nhìn La Băng. Em thì sao, cảm thấy bình yên mới là hạnh phúc đúng không? Vậy anh nói ai đúng ai sai, ai tốt hơn? La Băng vừa nấu ăn vừa hỏi. Cái này sao có thể phân biệt được ai đúng ai sai? Anh vừa nói mà, đây là nhân sinh quan của từng người mà. Triệu Quốc Đống đứng sau lưng La Băng, hai tay đưa lên trước ôm lấy vòng bụng phẳng phiu của cô. Em thích cuộc sống như bây giờ. Em hy vọng mãi được như thế này. La Băng cảm nhận luồng khí nóng từ sau lưng truyền tới nên hơi ngứa cổ. Cô nghiêng đầu sang bên né tránh. Đúng giờ đi làm, hết giờ về, tối đọc sách, xem TV, lên mạng, ngày nghỉ có thể ra ngoài du lịch, nếu không nằm dài ở nhà, thích biết bao. Đây chỉ là suy nghĩ của em bây giờ, có lẽ 1-2 năm nữa em sẽ nghĩ khác. Triệu Quốc Đống ngậm vành tai La Băng và khẽ cắn, cả người La Băng mềm nhũn đi. Khi Triệu Quốc Đống xoay người ngồi dậy, La Băng lưu luyến đứng lên mặc quần áo cho hắn. Triệu anh có việc sao? Triệu em không đi làm ư? Triệu Quốc Đống cười cười và nói. Bị Triệu Quốc Đống nhìn làm cô có chút xấu hổ ưỡn ẽo người. Nửa bộ ngực đầy đặn lộ ra dưới chăn, La Băng lý nhí nói. Em gọi báo cho văn phòng một tiếng là được mà. Ừ, rất tốt, trốn làm nửa ngày, Triệu anh không đi đâu cả. Tay Triệu Quốc Đống liền đưa xuống túm lấy chỗ cần tìm. Trưởng ban Qua, trưởng ban Trang, tôi hôm nay xin mượn hoa hiến Phật, mời hai vị một chén. Hai lãnh đạo đã lâu không tới Hoài Khánh kiểm tra một chút. Tôi nghe nói ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xác định huyện Thương Hóa Ninh Lăng làm điểm liên lạc, sao không chọn huyện Thanh Bình Hoài Khánh chúng tôi. Điều này làm tôi đúng là rất buồn bực. Được rồi Quốc Đống, tỉnh ủy xác định chọn mấy ngành chủ yếu giúp đỡ đều là huyện nghèo cấp quốc gia. Ban tổ chức cán bộ là cơ quan nghèo, đi Ninh Lăng chỉ sợ Ninh Lăng không vui. Trang Quyền cười ha hả nói. Hôm đó tôi gặp bí thư Hoàng Lăng còn trêu tôi, hỏi năm nay ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy mang hạng mục gì tới cho Thương Hóa. Tôi nói hạng mục thì không có nhưng thật ra có thể chọn mấy cán bộ từ ban xuống Ninh Lăng rèn luyện. Cậu đoán bí thư Hoàng Lăng nói như thế nào? Y nói cái này thì thôi, cán bộ trẻ tuổi mới tham gia công tác của ban tổ chức cán bộ thì y không cần. Nếu là người như Quốc Đống cậu thì y nhiệt liệt hoan nghênh. Trang Quyền nhìn Qua Tĩnh rồi nói. Ha ha, bí thư Hoàng Lăng đúng là đánh giá cao tôi quá. Tôi có tài đức gì mà được bí thư Hoàng Lăng khen như vậy. Trưởng ban Trang,
tôi thấy là bí thư Hoàng Lăng cố ý trêu anh thôi. Điều này làm cho cán bộ của ban tổ chức cán bộ đi xuống thấy không phục, muốn làm ra thành tích ở Ninh Lăng. Ừ, tôi cũng nghĩ như vậy. Vì thế sau khi về tôi báo cáo với trưởng ban qua cũng đồng ý với quan điểm của tôi. Ban tổ chức cán bộ sao có thể nuốt được cục tức này? Năm nay ban dự định phái mấy cán bộ đi xuống, không dám nói làm 3 năm như đợt của cậu nhưng cũng phải trong 2 năm đạt được chút thành tích nhất định. Trang Quyền giơ chén ra hiệu uống, Triệu Quốc Đống cũng cạn. Quyển 12, chương 41. Không thể nào chỉ dành chỗ tốt cho mỗi Ninh Lăng được. Hoài Khánh chúng tôi cũng nhiệt liệt chào mừng ban tổ chức cán bộ phái thành viên đến Hoài Khánh nhận chức. Hoài Khánh cũng muốn có dòng máu mới mà. Sao, nếu chuyện này chưa quyết định thì tôi xin mở miệng trước với hai vị, có thể cân nhắc giúp Hoài Khánh chúng tôi một chút không? Ha ha, việc này phải xem ý của trưởng ban qua. Hoài Khánh không phải là điểm được ban tổ chức cán bộ xác định mà. Trang Quyền cười cười đầy giảo hoạt nhưng lại nháy mắt với Triệu Quốc Đống. Trưởng ban qua, Hoài Khánh chúng tôi đang trong thời kỳ phát triển, rất cần cán bộ xuất sắc. Hơn nữa cán bộ xuống kiêm nhiệm ở Hoài Khánh đều đạt thành tích tốt. Ví dụ như Chủ tịch Vương Lệ Quyên của quận Hoài Châu, còn có trưởng ban thư ký Cao Chí Minh nữa chứ, đều là người nhanh chóng làm quen công việc, cho nên Hoài Khánh chúng tôi rất chào đón cán bộ từ ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy xuống. Qua Tĩnh lắc đầu không cho ý kiến ở việc này. Quốc Đống, Hoài Khánh thiếu cán bộ như vậy sao? Điều kiện Hoài Khánh tốt hơn Ninh Lăng nhiều. Nếu như mà đưa ra ý tưởng chọn thì chắc không ai chọn Ninh Lăng mà dồn hết sang Hoài Khánh. Trưởng ban qua, tôi cảm thấy lời này của ngài không đúng. Triệu Quốc Đống nghiêm túc nói. Ồ, sao lại nói như vậy? Qua Tĩnh có chút kinh ngạc nói. Việc xuống cơ sở rèn luyện chủ yếu là rèn luyện, nơi có điều kiện càng kém càng có tác dụng lớn. Nếu như ai cũng muốn tới nơi có điều kiện tốt, như vậy người này không đặt mục đích rèn luyện mình. Cho nên tôi thấy để có lợi cho sự trưởng thành của mình thì nên chọn nơi có điều kiện kém hơn mới được. Triệu Quốc Đống đây là nói ra với kinh nghiệm của bản thân. Qua Tĩnh khẽ gật đầu nói. Quốc Đống, quan điểm của cậu cũng có lý nhưng cuộc sống thực tế ai có thể nhận nó chứ? Sống an nhàn quen rồi, ai muốn tới nơi có điều kiện kém chứ, nhất là còn có sự lựa chọn. Vậy chỉ là do ánh mắt từng người mà thôi. Nếu như ngay cả điểm này cũng không thể hiểu thì chúng ta còn gì để nói. Triệu Quốc Đống đáp lời. Qua Tĩnh cười cười một tiếng và nói. Được rồi, cậu đừng ở đó mà tự oán, chuyện này sau khi về ban sẽ nghiên cứu một chút. Chẳng qua tình hình của Hoài Khánh có chút đặc biệt, 2 năm nay phát triển nhanh nên cũng cần phong phú đội ngũ cán bộ. Tôi thấy 2 cán bộ của ban tổ chức cán bộ xuống Hoài Khánh đã được đánh giá khá tốt. Cao Chí Minh xuống không lâu, Vương Lệ Quyên và cậu ở Hoài Khánh khá lâu, cũng khiến thị ủy Hoài Khánh có ấn tượng tốt. Tiêu Triều đến chỗ tôi không ngừng khen ngợi đó. Nghe Qua Tĩnh nói như vậy, Triệu Quốc Đống cũng thầm vui cho Vương Lệ Quyên. Chủ tịch Vương Lệ Quyên có biểu hiện đúng là rất xuất sắc. Bí thư Trần cũng khá coi trọng chị ta, khen chị ta có chí tiến thủ, chăm chỉ làm việc, gọi đó là tiêu biểu cho nữ cán bộ Hoài Khánh chúng tôi. Ồ, bí thư Trần đánh giá đúng là cao đó. Làm lãnh đạo nếu như ai cũng có thể làm được như vậy thì quá tốt. Qua Tĩnh nói. Nhất là vế trước, có chí tiến thủ không phải là người lập dị, cũng không phải là người làm công trình mặt mũi để lấy thành tích, mà là triển khai công việc với sự sáng tạo cao. Chỉ cần có trái tim vì dân chúng là được. Triệu Quốc Đống hơi run lên. Qua Tĩnh nói giống như không phải về Vương Lệ Quyên mà là ám chỉ hắn. Chẳng lẽ biểu hiện của hắn trong thời gian này làm Qua Tĩnh không hài lòng? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút nhưng rất khó hiểu. Thời gian này lời nói, hành động của hắn không có gì quá, cũng cố gắng trong công việc, sao lại khiến Qua Tĩnh ám chỉ như vậy? Trưởng ban Qua nói đúng. Làm việc chăm chỉ là một việc, tiến thủ, tìm tòi cái mới cũng không dễ dàng gì. Nhất là khi khai thác cái mới thì nhất định sẽ gặp nhiều vấn đề, chạm đến lợi ích của người khác. Nhưng chỉ cần có lợi cho quần chúng nhân dân, có lợi cho sự phát triển là không vấn đề gì. Trang Quyền biết ý nói hùa theo. Triệu Quốc Đống im lặng không nói, hắn đang cân nhắc ý trong lời của 2 người. Thấy Triệu Quốc Đống có vẻ rơi vào trầm tư, Qua Tĩnh cười nói. Quốc Đống, trong thời gian này có phải gặp ít áp lực trong công việc phải không? Đó là người bình thường. Không bị người đố kỵ thì đó là kẻ bình thường. Làm việc nếu luôn thuận lợi, không làm ai mất lòng, mọi người đều vui mừng thì đó là điều không thể có. Nếu làm việc theo quy củ mặc dù tránh được mâu thuẫn hiện tại nhưng nó sẽ tạo ra mâu thuẫn lớn hơn nữa ở sau này. Điều này trong công cuộc cải cách của Trung Quốc đã chứng minh rõ ràng.
cải cách khiến chúng ta tiến vào một hoàn cảnh đầy khó khăn, cũng gặp nhiều trắc trở. Nhưng đảng ta cũng không vì như vậy mà dừng bước, mà kiên quyết đi tới. Cải cách chính là đi dần từng bước, khó tránh khỏi phạm sai lầm. Nhưng chỉ cần cậu vì lợi ích nhân dân thì chịu chút khó khăn thì cũng có sao. Sự thật sẽ chứng minh tất cả. Nếu như vì vậy mà sợ đầu sợ đuôi thì tôi cảm thấy sẽ đi vào lối mòn. Khi thực hiện việc gì cũng cần giữ tác phong của mình, chính xác thì cần kiên định mà làm, nghĩ mọi biện pháp hóa giải mọi khó khăn. Quần chúng sẽ thấy, lãnh đạo cấp trên sẽ thấy. Đến khi Hứa Tĩnh Giang quay lại, Triệu Quốc Đống vẫn đang suy nghĩ lời Qua Tĩnh nói. Triệu Quốc Đống là người nghĩ khá thoáng nhưng lúc này hắn cảm thấy không muốn ăn uống gì cả. Lời Qua Tĩnh chính là nhắc hắn, nhưng hắn nên làm như thế nào thì Triệu Quốc Đống không rõ. Lời của Hùng Chính Lâm và lời của Qua Tĩnh hình như có chút mâu thuẫn nhưng cẩn thận mà nghĩ lại khác. Hùng Chính Lâm muốn hắn cẩn thận trong lời nói, hành động, nhưng khi đã xác định chuyện gì thì cần kiên trì mà làm. Qua Tĩnh lại nói cần có chí tiến thủ, tính sáng tạo trong công việc. Hơn nữa Qua Tĩnh còn ám chỉ hắn không nên đánh mất tác phong làm việc của mình. Triệu Quốc Đống biết quá cẩn thận không phải tác phong của hắn, nhưng nếu quá lộ diện sẽ mang tới không ít phiền phức. Làm như thế nào vừa kiên trì tác phong đẩy mạnh công việc mình đã nhận định, lại giảm các nhân tố bất lợi ở mức lớn nhất, mượn xu thế, mượn lực, Triệu Quốc Đống còn cần suy nghĩ thêm nữa. Nhưng có một điều hắn đã nghĩ ra, làm việc gì cũng lo trước lo sau sẽ mang tới mối nguy hại lớn hơn nữa. Hôm nay Qua Tĩnh nhắc nhở chính là người chỉ điểm bến mơ cho Triệu Quốc Đống. Xem ra mấy tháng nay hắn đúng là chững chạc hơn nhưng đã mất đi sự nhiệt tình, thiếu sự quyết đoán. Lãnh đạo tỉnh nhất định sẽ thấy hắn trưởng thành hơn, nhưng hắn lại đánh mất cá tính, tác phong của mình. Như vậy cái được không bằng cái mất. Nhất là bây giờ tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh đặt ra mục tiêu trong vòng 5 năm sẽ đuổi kịp 4 tỉnh duyên hải Việt, Tô, Lỗ, Chiết, vì thế có rất nhiều công việc cần làm. Nếu như cứ mong ổn định thì có lẽ lãnh đạo sẽ đánh giá thấp anh. Hơn nữa theo ý của Qua Tĩnh thì lãnh đạo tỉnh cũng biết rõ tình hình Hoài Khánh thời gian qua, điều này càng làm Triệu Quốc Đống thêm yên tâm. Chỉ cần lãnh đạo tỉnh có thể thấy rõ là đủ, Triệu Quốc Đống hắn không phải là kẻ chưa trải qua mưa gió cơ mà. Quyển 12, chương 42. Phó Thiên cảm thấy Triệu Quốc Đống mấy hôm nay như thay đổi thành người khác. Mấy tháng vừa qua Triệu Quốc Đống trông khá quy củ nhưng hai hôm nay khi trao đổi ý kiến, Phó Thiên cảm thấy Triệu Quốc Đống có vẻ đã khác. Trần Anh Lộc lên trường Đảng Trung ương tập huấn 3 tháng, công việc hàng ngày của thị ủy do y tạm thời chủ trì. Y cũng biết đây chỉ là công việc tạm thời, trong 3 tháng đó dù y có bản lĩnh như thế nào cũng không thể làm được gì. Có thể làm cho lãnh đạo tỉnh có ấn tượng đã là tốt quá rồi. Phó Thiên cảm thấy trong thời gian này cây muốn nặng mà gió chẳng ngừng. Trần Anh Lộc vừa đi được tháng mà không ngừng chuyện xảy ra. Ngay cả Trần Anh Lộc ở Bắc Kinh cũng phải gọi điện về hỏi. Tổ công tác của Sở Công an cũng đã tới Hoài Khánh, ra vẻ muốn làm bao thanh thiên phá án. Điều này càng làm cục diện chính trị Hoài Khánh không yên. Phó Thiên cũng đau đầu vì mấy việc này. Cục diện này Phó Thiên không muốn thấy. Chuyện này nếu kéo dài sẽ khiến cho tỉnh ủy có cái nhìn về năng lực chủ trì công việc của y, sẽ rất bất lợi cho y. Mặc dù việc đều nhằm vào ủy ban nhưng bây giờ cục diện có vẻ không thể khống chế, điều này đối với Phó Thiên mà nói là rất nguy hiểm. Phó Thiên đương nhiên biết trong này nhất định có vấn đề. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống làm nhiều người khó chịu, thậm chí còn có thể nói là phản đối rất mạnh. Phó Thiên cũng muốn nhắc nhở Triệu Quốc Đống một chút nhưng tuyệt đối không phải là bây giờ. Bây giờ Phó Thiên còn phải cùng Triệu Quốc Đống vượt qua cửa ải khó khăn. Đúng là quá đen đủi. Y chỉ chủ trì công việc có 3 tháng mà lại gặp cơn phong ba này, còn phải cùng Triệu Quốc Đống hợp tác. Nghĩ đến đây Phó Thiên lại tức giận. Triệu Quốc Đống không nhịn được nở nụ cười. Xem ra Phó Thiên đã không thể ngồi yên nên bắt đầu chủ động châm lửa. Vấn đề ở Cục Đất Đai về cơ bản đã điều tra xong. Tổ công tác của Sở Tài nguyên Môi trường và Thanh tra Hoài Khánh điều tra ra khá giống nhau. Sau khi Sở trao đổi với thị xã, Phó Thiên yêu cầu Ủy ban thị xã nhanh chóng đưa ra ý kiến xử lý. Điều này làm Lữ Thu Thần rất khó chịu. Bên thanh tra cũng hỏi ý kiến Phó Thiên và Hứa Kiều, trên thực tế Cục Đất Đai lần này tổ chức đoàn đi khảo sát đã khá lãng phí, còn mở rộng quy mô, vi phạm quy định về việc dẫn theo người ra nước ngoài. Hơn nữa do Học viện Công nghiệp gánh chịu tiền người nhà đi du lịch cho nên một Phó Cục trưởng Cục Đất Đai bị cảnh cáo, đối với người có liên quan thì cũng cảnh cáo và ghi vào lý lịch, cũng yêu cầu nhân viên liên quan chi trả toàn bộ tiền phát sinh. Kết quả này làm Lữ Thu Thần rất thất vọng. Trong hội nghị thường trực ủy ban,
Lữ Thu Thần nói thẳng thanh tra thị xã xử lý việc này không công chính, làm việc quá nhẹ tay. Chẳng qua mọi người trong hội nghị đều bỏ qua ý kiến của Lữ Thu Thần. Ngay cả Hứa Lộ Bình vẫn theo sát Lữ Thu Thần lúc này cũng im lặng không nói. Nghe nói Phó Thiên vì việc này đã trao đổi với Lữ Thu Thần, nhưng xem ra Phó Thiên không thể thuyết phục được Lữ Thu Thần. Về việc đề cử đồng chí Tô Hiểu Xuân làm viện trưởng kiêm bí thư đảng ủy học viện dạy nghề An Nguyên, ủy ban thị xã đã cẩn thận nghiên cứu. Ban tổ chức cán bộ cũng đã khảo sát, cũng đã xin ý kiến của sở giáo dục. Theo ý kiến cá nhân của tôi, do tháng 8 năm nay học viện dạy nghề An Nguyên sẽ chính thức mở cửa, công việc cần phải đẩy mạnh nên nhanh chóng xác định sẽ có lợi cho triển khai công việc. An Nhiên được tham gia ngồi nghe. Theo quy định của hội nghị thường ủy thì khi bí thư thị ủy vắng mặt, thị ủy có thể do phó bí thư chủ trì công việc, có thể tổ chức hội nghị thường ủy nhưng không được thảo luận vấn đề nhân sự. Chẳng qua do việc lựa chọn lãnh đạo của học viện dạy nghề An Nguyên khá đặc biệt, Phó Thiên và Triệu Quốc Đống đã báo cáo với Trần Anh Lộc, hy vọng nhanh chóng xác định được lãnh đạo chủ yếu của học viện dạy nghề, những vị trí khác có thể tạm hoãn để không ảnh hưởng đến công việc của học viện dạy nghề. Trần Anh Lộc cũng đã đồng ý. Về việc lựa chọn viện trưởng học viện dạy nghề, tôi đã cùng thị trưởng Quốc Đống báo cáo với Bí thư Anh Lộc qua điện thoại. Bí thư đồng ý nhanh chóng xác định viện trưởng để triển khai công việc, không cần đợi sau khi bí thư về mới xác định. Phó Thiên mặc dù vẫn ngồi vị trí cũ nhưng y rõ ràng có thể cảm nhận mọi người đang tập trung vào mình. Mọi người nếu có ý kiến gì có thể nói ra. Hội nghị thường ủy lần này còn có vấn đề quan trọng khác cần bàn. Trưởng ban Tiêu, anh nói trước. Thực ra trước đó ban tổ chức cán bộ đã tiến hành khảo sát, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy cũng xuống. Đồng chí học viện dạy nghề có biểu hiện xuất sắc, năng lực, thành tích, trách nhiệm đều tốt. Ban tổ chức cán bộ cho rằng đề cử đồng chí Tô Hiểu Xuân làm viện trưởng kiêm bí thư đảng ủy học viện dạy nghề An Nguyên là hợp lý. Đương nhiên sau đó có một chút phản ánh, bên ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ ràng nhưng không có bao nhiêu giá trị. Cho nên ban tổ chức cán bộ vẫn giữ ý kiến, không thay đổi. Tiêu Triều nói khá nhẹ nhàng, trong lời nói đã thể hiện việc kia không hề quan trọng. Nói như vậy bên ủy ban kỷ luật đã có kết luận chính xác. Lữ Thu Thần nhìn Ân Cảnh Tùng và nói. Sao không nghe thấy có thông báo về việc này? Ủy ban kỷ luật vừa mới có kết luận nên chưa kịp thông báo với các vị. Tôi đã báo cáo với bí thư phó. Bí thư phó quyết định sẽ thông báo trong hội nghị hôm nay. Ân Cảnh Tùng không thèm để ý tới ánh mắt của Lữ Thu Thần. Ồ, vậy ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ, tức là mấy bức ảnh kia là vu cáo. Lữ Thu Thần cũng không ý thức được sự sơ sót trong lời của mình. Triệu Quốc Đống, Ân Cảnh Tùng và An Nhiên hơi giật giật mí mắt. Ân Cảnh Tùng không hề nói tình hình cụ thể về vụ việc, chỉ nói nhận được thư tố cáo chứ không nói một câu nào về những bức ảnh. Ngay cả Phó Thiên cũng nghĩ chỉ là thư tố cáo đơn thuần. Ở trong ủy ban kỷ luật chỉ có hai nhân viên điều tra đáng tin biết, đó đều là người kín miệng. Mà bên ủy ban chỉ có Triệu Quốc Đống cùng An Nhiên biết có các bức ảnh. Lữ Thu Thần sao lại biết? Các thường vụ không nghe ra Lữ Thu Thần nói có gì không đúng, chỉ nhỏ giọng nói chuyện, trao đổi với nhau. Dùng từ vu cáo thì không quá chính xác, bức thư và bức ảnh là thật, nhưng có một điểm quan trọng đó là tác phong sống và đạo đức của đồng chí Tô Hiểu Xuân không đến mức như đơn tố cáo nói. Bức ảnh mặc dù là thật nhưng không thể nói rõ đạo đức có vấn đề hay không. Ân Cảnh Tùng nói, Lão Ân, anh có thể giải thích với mọi người một chút được không? Tô Hiểu Xuân đã kết hôn, nếu như nói bức ảnh thể hiện quan hệ mờ ám giữa Tô Hiểu Xuân và một người phụ nữ không phải vợ, chẳng lẽ nói phẩm chất đạo đức của y đáng tin sao? Lưu Liên Sương rút đao đâm một nhát. Phẩm chất đạo đức của Tô Hiểu Xuân có vấn đề hay không thì tôi cho rằng không thể chỉ dựa vào một bức ảnh mà phán xét. Ủy ban kỷ luật ở vấn đề này đã rất thận trọng. Chúng tôi đã điều tra ở cơ quan của Tô Hiểu Xuân, cũng lấy ý kiến đồng nghiệp, đánh giá về Tô Hiểu Xuân là rất cao. Thứ hai, bây giờ Tô Hiểu Xuân đã ly hôn, người phụ nữ trong bức ảnh đã kết hôn với Tô Hiểu Xuân. Quyển 12, chương 43. Ân Cảnh Tùng chưa dứt lời. Lữ Thu Thần không nhịn được nói xen vào. Lão Ân, Tô Hiểu Xuân bây giờ đã ly hôn và lấy người phụ nữ trong bức ảnh. Thời gian ly hôn và kết hôn lại của y vào lúc nào? Tôi nghĩ nếu bức ảnh kia chưa được công bố thì chỉ sợ y chưa ly hôn đó. Lữ Thu Thần nói rất sắc bén, nhằm thẳng vào vấn đề trung tâm. Chọn lựa cán bộ cần cả đức lẫn tài. Nếu một người đàn ông đã kết hôn lại có quan hệ không bình thường với người phụ nữ khác như vậy sẽ làm tổ chức nghi ngờ về nhân phẩm. Ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ ràng, 5 năm trước Tô Hiểu Xuân đã ly thân với vợ cũ.
đầu năm ngoái đã ký đơn ly hôn với vợ cũ, chẳng qua lo ảnh hưởng đến việc học của con gái nên chưa gửi lên tòa án. Đến năm nay mới chính thức tiến hành ly hôn, sau đó đã lấy Triệu Như Thu làm vợ. Ân Cảnh Tùng mặt mày cứng nhắc, nói chuyện không có chút tình cảm nào, đúng điển hình cán bộ ủy ban kỷ luật. Về lời thị trưởng Lữ nói thì cá nhân tôi không đồng ý. Căn cứ chúng tôi điều tra có thể chứng minh sau khi Tô Hiểu Xuân cùng vợ ký vào đơn ly hôn mới phát triển quan hệ với Triệu Như Thu, nhưng hai người đều phủ nhận có quan hệ quá mức trước khi kết hôn. Lữ Thu Thần có chút tức giận nói. Lão Ân, chẳng lẽ nói bọn họ lúc ở trên giường còn bị người chụp ảnh? Hai người bọn họ nói không là tin được sao? Thị trưởng Lữ, tôi chỉ dựa vào chứng cứ mà phân tích. Không có chứng cứ khác thì tôi chỉ có thể phán đoán như vậy. Mặc dù tôi cũng đồng ý với cái nhìn của anh nhưng ủy ban kỷ luật điều tra đều nói tới chứng cứ. Ân Cảnh Tùng lạnh nhạt nói. Lữ Thu Thần bị câu này của Ân Cảnh Tùng làm á khẩu, trong lòng y rất tức giận. Tên đáng chết này không hề có tính linh hoạt, mình muốn tự Ân Cảnh Tùng đạt ủng hộ là mơ tưởng, chẳng qua Triệu Quốc Đống nếu muốn được Ân Cảnh Tùng ủng hộ cũng phí tâm cơ. Bí thư phó, Tô Hiểu Xuân chưa chính thức ly hôn đã có quan hệ vượt qua tình cảm đồng nghiệp với một người phụ nữ khác, điều này nói rõ nhân phẩm của y có vấn đề. Cán bộ như vậy nếu gánh vác trọng trách ở đơn vị giáo dục là học viện dạy nghề thì tôi thấy không ổn. Tôi đề nghị ban tổ chức cán bộ và ủy ban kỷ luật cần phải cân nhắc lại sự lựa chọn này. Lữ Thu Thần hít sâu một hơi lớn tiếng nói. Chúng ta không thể bởi vì y nhận được tin tổ chức điều tra rồi vội vàng che giấu mà bỏ qua được. Đây nói rõ Tô Hiểu Xuân có vấn đề về tư tưởng, lúc trước chưa ly hôn đã có quan hệ ngoài luồng, chơi trò mập mờ. Mà bây giờ khi ảnh hưởng đến việc lên chức lại vội vàng lấy trò này ra lừa người. Lữ Thu Thần nói khá hiểm, vừa lúc công kích vấn đề tư tưởng, tác phong của Tô Hiểu Xuân, phần khác cũng nói rõ vì lên chức mà vứt bỏ cái khác. Lời nói của y đã rất khéo léo đánh trúng tâm lý mọi người, khiến một vài thường vụ khác đáp lại. Nhất là Cao Chí Minh có vẻ rất đồng cảm. Y bỏ chén xuống cho thấy rất có thể lên tiếng nói giúp Lữ Thu Thần. Triệu Quốc Đống có chút khẩn trương. Hắn đã xem thường khả năng kích động của Lữ Thu Thần. Hắn nghĩ rằng chỉ cần được Ân Cảnh Tùng nhận xét công bằng, thỏa hiệp với Phó Thiên là qua cửa. Nhưng nếu lúc này không thay đổi thì sợ mọi chuyện sẽ đổi hết. Bí thư phó, tôi xin nói vài câu. Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Được, thị trưởng Triệu nói một chút xem. Phó Thiên và Triệu Quốc Đống nhìn nhau rồi gật đầu nói. Vừa nãy thị trưởng An đã giới thiệu về ý kiến của ủy ban thị xã, thị trưởng Tiêu, chủ nhiệm Ân và thị trưởng Lữ cùng bí thư Liên đều phát biểu ý kiến về Tô Hiểu Xuân. Nhưng tôi cảm thấy chúng ta đã quên một nhân tố quan trọng. Triệu Quốc Đống nhìn quanh các thường vụ. Lữ Thu Thần không khỏi run lên. Trong thời gian này y không thấy ánh mắt đó của Triệu Quốc Đống, giống như sau khi Triệu Quốc Đống thành thị trưởng đã không còn ánh mắt đầy tính khiêu khích đó. Nhất là mấy tháng sau Tết Triệu Quốc Đống biểu hiện càng thêm cẩn thận. Dù là trong hội nghị thường trực ủy ban, Triệu Quốc Đống cũng ít nói hơn trước, nó giống như Triệu Quốc Đống sau khi thành thị trưởng đã trở nên lão luyện hơn, nhưng hôm nay y lại thấy sự sắc bén của Triệu Quốc Đống khi hắn làm phó thị trưởng thường trực. Chúng ta hợp nhất ba trường lại thành lập học viện dạy nghề An Nguyên là để làm gì? Là vì tạo ra trụ cột cho ngành giáo dục dạy nghề của Hoài Khánh, tạo ra sức bật phát triển sản nghiệp thứ hai, thứ ba của Hoài Khánh. Triệu Quốc Đống chống tay lên bàn, ngón trỏ giơ lên nói. Sự phát triển của Hoài Khánh năm nay mọi người đều thấy rõ ràng. Nửa cuối năm, chậm nhất là đầu năm sau giai đoạn 1 của công ty Hòa Tân sẽ hoàn thành. Mà công ty Hòa Tân tiến vào cũng kéo theo nhiều công ty nổi tiếng thế giới tiến vào khu khai phát Hoài Khánh. Việc xây dựng văn phòng, nhà máy đang diễn ra rất gấp gáp. Tôi nhớ tôi đã nhiều lần nhấn mạnh ưu thế lớn của Hoài Khánh chúng ta với các công ty tiến vào khu khai phát. Đó chính là Ủy ban thị xã Hoài Khánh sẽ toàn lực phát triển mạnh ngành giáo dục dạy nghề. Cung cấp nhân viên, công nhân cho các công ty ở Hoài Khánh. Mà thành lập học viện dạy nghề An Nguyên chính là bước đi đầu tiên đầu quan trọng của chúng ta. Có thể nói sự phát triển của học viện dạy nghề An Nguyên có tác dụng xúc tiến khó có thể đánh giá với phát triển kinh tế Hoài Khánh chúng ta. Tục ngữ nói rắn không thể không có đầu. Người dẫn đầu một đơn vị là rất quan trọng. Tô Hiểu Xuân ở trường dạy nghề công nghiệp cơ giới tuy điều kiện hạn chế mà vẫn tạo thành một thương hiệu trong tỉnh, thậm chí các tỉnh xung quanh. Điều này đã chứng minh năng lực của Tô Hiểu Xuân. Hai hôm trước tôi gặp Giám đốc Tôn Sở Giáo dục, Giám đốc Tôn cũng đồng ý quan điểm của tôi. Đó chính là Học viện dạy nghề An Nguyên nếu muốn tạo thành thương hiệu vàng trong lĩnh vực giáo dục dạy nghề của tỉnh, của khu vực Trung Tây thì cần bộ máy lãnh đạo đầy sức sống.
Triệu Quốc Đống liên tục đưa ra bình luận làm các thường vụ cảm thấy Triệu Quốc Đống đầy khí phách đã trở lại. Lời nói của hắn đã hấp dẫn mọi người. Ngay cả Lữ Thù Thần cũng thầm hận sao tên này lúc nhằm vào mình thì luôn có lời nói sắc bén đến vậy. Chọn một người phải có cả tài lẫn đức. Tô Hiểu Xuân có đủ tài đức không? Triệu Quốc Đống tung ra câu hỏi này. Ngay cả Phó Thiên, Lữ Thù Thần cùng với Lưu Liên Xương đều vểnh tai lên nghe muốn xem Triệu Quốc Đống biện bạch cho Tô Hiểu Xuân như thế nào. Về tài thì tôi tin các vị không có ý kiến gì về biểu hiện của Tô Hiểu Xuân. Mấu chốt là chữ tài. Triệu Quốc Đống thản nhiên nói. Tôi hiểu đức chia làm công đức và tư đức. Công đức là gì? Đó chính là trung thành với đảng, với quyết định, tuân thủ pháp luật, nhiệt tình với quần chúng nhân dân, có trách nhiệm với sự nghiệp, có sự liêm khiết. Căn cứ theo ban tổ chức cán bộ điều tra thì đồng chí Tô Hiểu Xuân ở vấn đề này là đáng tin cậy, không có phản ứng gì về điểm này. Tư đức cũng là rất quan trọng. Tư đức chính là tác phong, tư tưởng, nhân phẩm, tính cách sống. Điều này với người bình thường có lẽ không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng đối với cán bộ lãnh đạo thì lại không thể coi nhẹ. Quyển 12, chương 4-14. Vừa nãy chúng ta cũng nghe Ủy ban kỷ luật đưa ra kết luận điều tra. Tô Hiểu Xuân 5 năm trước đã ly thân với vợ cũ, chứng minh tình cảm vợ chồng đã không còn. Hơn nữa năm trước đã ký đơn ly hôn nhưng do sợ tổn thương con gái, ảnh hưởng đến việc học của con gái nên chưa thực hiện thủ tục cuối cùng. Theo tôi biết Tô Hiểu Xuân dự định mong được con gái hiểu rồi mới chính thức ly hôn. Mọi người ngồi đây đều là bố mẹ, chẳng lẽ nói tình cha con như vậy lại vi phạm đạo đức sao? Triệu Quốc Đống trầm giọng nói tiếp. Đương nhiên nếu nhìn từ góc độ pháp luật và đạo đức thì Tô Hiểu Xuân chưa chính thức ly hôn đã có quan hệ tình cảm với người phụ nữ khác, đây có lẽ là không ổn. Nhưng chúng ta tự hỏi lòng mình xem chút tì vết này thật sự có thể chối bỏ phẩm chất đạo đức một người sao? Hơn nữa Tô Hiểu Xuân đã lấy người phụ nữ kia, vàng không sợ lửa, tôi muốn hỏi mọi người ngồi đây, ngay cả là tôi, có ai trong chúng ta làm tốt hơn đối phương không? Có phải là các vị cảm thấy thực sự vì việc này mà Tô Hiểu Xuân không thể ngồi lên chức viện trưởng học viện dạy nghề An Nguyên không? Liên tiếp các câu hỏi đưa ra làm các vị thường vụ phải suy nghĩ. Triệu Quốc Đống đã xảo diệu liên lạc tư đức của Tô Hiểu Xuân với tầm quan trọng của học viện dạy nghề An Nguyên, đồng thời cũng đưa lên cao để mọi người phải phân tích. Hơn nữa câu cuối cùng mới là chính xác. Triệu Quốc Đống lúc này có thể nói rất vui vẻ. Trong cuộc tranh luận trong hội nghị thường ủy thì hắn đã thắng lợi hoàn toàn. Lữ Thù Thần thậm chí còn không thể nói được một câu nào. Mặc dù kết thúc hội nghị Phó Thiên đã ám chỉ một chút nhưng không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của Triệu Quốc Đống. Qua Tĩnh và Trang Quyền nhắc nhở làm Triệu Quốc Đống đã hiểu rõ vài điều. Không trái lương tâm, không trái ý dân, đó chính là căn bản. Việc giải phóng mặt bằng ở Khánh Châu dính tới xã hội đen là gánh nặng trong lòng Triệu Quốc Đống. Bây giờ nó cũng giảm đi nhiều. Hắn chỉ cần thản nhiên đối mặt, trách nhiệm của hắn sẽ là của hắn, gánh vác cũng có sao đâu. Triệu Quốc Đống xuống xe cảm thấy rất thoải mái. Ánh mặt trời chói chang không làm mất nhiệt tình đi thị sát của hắn. Hắn đi thị sát khu công nghiệp Hoài Châu hơn tiếng, hắn bước đi như bay làm lãnh đạo Hoài Châu và phóng viên đài truyền hình có phần không theo kịp. Lão Khuông, Lệ Quyên, ý tưởng của các vị là đúng, không mong lớn, không mong phức tạp, làm chính xác và phù hợp với mục tiêu đã đặt ra, kiên định đi theo con đường đã chọn mới là chính xác nhất. Triệu Quốc Đống từ một nhà máy đi ra và nói. Trước mắt nước ta là thời kỳ phát triển kinh tế lâu dài. Đây là cơ hội lớn đối với sự phát triển kinh tế của khu vực Trung Tây chúng ta. Nắm chắc được điểm này thì kinh tế Hoài Châu có thể nhảy vọt tới mức chưa từng có. Từ tình hình hiện tại có thể thấy biểu hiện của Hoài Châu là rất xuất sắc. Khuông Dương cười cười đi theo sau Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống đi khá nhanh làm y không theo kịp. Chẳng qua Khuông Dương rất tự hào khi đối phương rất hài lòng với tình hình khu công nghiệp Hoài Châu. Tuy nói công việc cụ thể do Ủy ban quận làm. Nhưng không có quận ủy toàn lực ủng hộ thì công việc sao có thể triển khai thuận lợi được. Thị trưởng Triệu, ngài quá khen rồi. Hoài Châu có thể có chút thành tích cũng là dưới sự lãnh đạo của thị ủy, ủy ban thị xã. Không có thị ủy ban thị xã ủng hộ, Hoài Châu không thể thành công. Khuông Dương cười hì hì nói. Triệu Quốc Đống nhướng mày nói. Lão Khuông, trước mặt tôi còn cần khách sáo như vậy sao? Tốt là tốt. Khu công nghiệp Hoài Châu phát triển không được thị xã ủng hộ bao nhiêu, chủ yếu do chính Hoài Châu tự tìm con đường mới. Với điểm này khi tôi đi khảo sát các quận, huyện khác không hề e ngại nói thẳng. Không thể đợi chờ người khác giúp mình, phải tự mình giúp mình. Ở điểm này Hoài Châu làm tốt nhất. Quan hệ giữa Triệu Quốc Đống, Khuông Dương hai tháng nay đã cải thiện khá nhiều.
Điều này cũng là do trưởng ban thư ký ủy ban thị xã Kha Nam đứng giữa làm cầu nối. Kha Nam mặc dù là cán bộ trưởng thành từ Quy Ninh, nhưng Kha Nam và Khuông Dương lại là người thị trấn Tiểu Trại, Cổ Lâu. Ngoài Khuông Dương cùng Kha Nam, Kha Chu, Tiền Nguyên Huy cũng là người thị trấn Tiểu Trại. Kha Nam và Triệu Quốc Đống nói chuyện khá vui vẻ, ít nhất so sánh với Hứa Lộ Bình thì Triệu Quốc Đống thấy Kha Nam hợp ý mình hơn. Mà Kha Nam lại có quan hệ tốt với Khuông Dương. Có Kha Nam đứng giữa làm cầu nối, hơn nữa Khuông Dương cũng muốn hòa giải vì thế đợt Tết ba người đã ngồi uống rượu với nhau. Có thể được thị trưởng Triệu khen như vậy, cán bộ Hoài Châu chúng tôi ra ngoài cũng nở mày nở mặt. Khuông Dương khách sáo nói. Triệu Quốc Đống có thay đổi về thái độ đối với Khuông Dương, nhưng đây là do Khuông Dương chủ động nhẫn nhịn và nhún nhường trong công việc. Ý tốt của Kha Nam, Khuông Dương không phải không hiểu. Nhưng khi liên quan tới lợi ích của quận, Khuông Dương cũng không dám dễ dàng lấy nó ra làm giao dịch. Khánh Châu đã xảy ra chuyện, nghe nói tổ công tác của Sở Công an đến và muốn tìm rõ nguyên nhân. Dù là kẻ ngu cũng ngửi ra mùi thuốc súng trong đó. Nhưng vị thị trưởng Triệu này lại như không hề thấy áp lực. Chẳng lẽ là hắn không cảm thấy một khi cán bộ lãnh đạo Khánh Châu bị liên quan thì hắn sẽ có trách nhiệm sao? Dù là hắn thoát thì các cán bộ Khánh Châu sẽ như thế nào? Một khi cán bộ Khánh Châu dính vào thì chẳng lẽ hắn không biết cách làm này sẽ khiến hắn mất lòng hết cán bộ Hoài Khánh sao? Khuông Dương đúng là không nhìn thấu Triệu Quốc Đống. Nếu Triệu Quốc Đống thật sự có chỗ dựa rất lớn, có người bảo vệ thì cũng không đến mức khiến đám người Sở Công an làm lớn như vậy chứ. Triệu Quốc Đống thật ra không cần biết Khuông Dương đang nghĩ gì. Hắn tiếp tục nói. Nhưng tôi phải nhắc anh, các ngành của khu công nghiệp Hoài Châu đều liên quan lớn đến nền kinh tế quốc tế. Một khi thị trường quốc tế xảy ra chuyện thì mấy ngành này sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Cho nên tôi phải nhắc các anh không được kê cao gối ngủ, phải nghĩ cách làm sao cho các công ty tăng năng lực chống lại nguy hiểm của thị trường. Điểm này ủy ban quận cần phải đứng ra gánh vác. Khuông Dương, Vương Lệ Quyên và Tăng Khắc Minh đều có cảm giác khác nhau khi Triệu Quốc Đống đưa ra vấn đề này. Nhất là khi Triệu Quốc Đống yêu cầu ủy ban quận phụ trách càng làm bọn họ thêm kinh ngạc. Thị trưởng Triệu, bây giờ đang chủ trương chính quyền không liên quan tới việc kinh doanh cụ thể của các công ty, nhà máy, chúng tôi chỉ cung cấp hoàn cảnh tốt nhất để bọn họ phát triển mà thôi, ngài nói điều này là... Tăng Khắc Minh và Triệu Quốc Đống khá quen thuộc nên nói chuyện cũng không quá khách sáo. Lời tôi nói không liên quan đến việc can thiệp kinh doanh cụ thể của công ty. Ý của tôi là chính quyền phải đưa ra các chính sách để giúp đỡ, để dẫn nối cho các công ty. Như vậy vừa có thể tăng thêm hiệu quả kinh doanh cho công ty, vừa khiến công ty mạnh lên, bồi dưỡng công ty nghiên cứu các sản phẩm mới phù hợp biến đổi của thị trường. Quyển 12, chương 45. Triệu Quốc Đống cũng biết điều mình đang đề cập bây giờ sợ khó làm người ta chấp nhận. Nhưng việc bồi dưỡng sự tự đổi mới, ý thức được nguy cơ của công ty là quá trình trong thời gian dài. Ở điểm này thì do quy mô và ý thức kinh doanh các công ty trong nước thiếu nên khó có thể bồi dưỡng được. Mỗi lần đều nếm mùi thất bại thì mới có thể nhận ra. Quan điểm này của Triệu Quốc Đống làm mấy vị lãnh đạo Hoài Châu khá xúc động. Khuông Dương không phải người bình thường, có thể ngồi vào vị trí này, kinh tế của Hoài Châu cũng chỉ kém Quy Ninh chút ít thì sao không có bản lĩnh được. Đây cũng là nguyên nhân y mặc dù không hòa hợp với Vương Lệ Quyên nhưng cũng không can thiệp vào việc phát triển kinh tế mà Vương Lệ Quyên đặt ra. Đối phó với Khuông Dương như thế nào thì Triệu Quốc Đống cũng phải cân nhắc. Hắn biết muốn kéo Khuông Dương đứng về phía mình là không thực tế, làm như thế nào giảm bớt mâu thuẫn, củng cố quan hệ là điều hắn cần suy nghĩ. Hắn đến Hoài Khánh là để làm việc, chỉ cần không phải người luôn phản đối trong mọi vấn đề của hắn thì hắn có thể dùng. Khuông Dương cũng không có xung đột căn bản gì với hắn. Hơn nữa Khuông Dương cũng là người có bản lĩnh, kéo gần khoảng cách đôi bên, giữ sự hòa thuận thì tin rằng đó là điều cả hai đều mong muốn. Đến trưa Khuông Dương mời Triệu Quốc Đống ở lại dùng bữa, Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và nhận lời. Điều này không giống tác phong của hắn, chẳng qua lại làm đám người Khuông Dương, Vương Lệ Quyên quy vui vẻ. Nhất là Khuông Dương, y biết quan hệ đôi bên thân thiết hơn mới có lợi cho việc trao đổi sâu hơn nữa. Nhất là ở vấn đề quy hoạch đô thị. Nói như vậy Phó Chủ tịch xã Bách Hoa vì hoàn thành nhiệm vụ nên đã tìm người xã hội giúp. Triệu Quốc Đống trầm ngâm một chút rồi nói. Nói cách khác mặc kệ anh ta dùng cách gì thì cũng là có ý đồ, như vậy sẽ có trách nhiệm. Đúng thế, cơ quan công an chỉ sợ cũng nhằm vào điểm này. Mấy tên cầm đầu hành hung đánh người có một trốn đi, còn một người bị bắt. Tổ công tác của Sở Công an khá hài lòng với sự phối hợp của Cục Công an và Phân Cục Công an Hoài Khánh, Khánh Châu.
có lẽ vụ án về cơ bản sắp xong. Vu Văn Lượng gật đầu nói, chuyện này liên quan khá rộng, có hai cán bộ xã dính tới, còn có một phó chủ tịch xã. Tổ công tác có bắt vị phó chủ tịch xã kia không? Triệu Quốc Đống suy nghĩ một chút và nói, nghe nói tổ công tác cũng có tranh cãi và không cùng ý kiến với việc này. Có người đề nghị có thể giám sát mà thôi. Vu Văn Lượng hơi do dự, y cũng thông qua quan hệ mà hỏi được chút tin tức nhưng không quá rõ ràng. Triệu Quốc Đống hơi yên tâm một chút, nếu như chưa lập tức bắt tức là việc phó chủ tịch xã Bách Hoa có trách nhiệm lớn đến đâu trong việc này vẫn còn tranh cãi, ít nhất có thể nói rõ một điều y không cấu kết xã hội đen như bên ngoài đồn thổi. Nhưng từ việc này đã lộ ra một điều đáng để chú trọng. Đó chính là nội thành Hoài Khánh gồm cả Hoài Châu cùng Khánh Châu vẫn còn thế lực xã hội đen, ngay cả một số cán bộ đảng viên khi làm việc không còn biện pháp liền nghĩ tới nhờ vả thế lực xã hội đen. Tập đoàn Mã Cam Sương bị diệt làm cho thế lực xã hội đen của Hoài Khánh thu hẹp lại nhưng không khí Hoài Khánh vẫn chưa thay đổi. Nhất là khu vực ngoại ô Hoài Châu cùng Khánh Châu vẫn còn không gian sinh tồn cho các thế lực xã hội đen. Thế lực này không ngừng bành trướng trong lĩnh vực cung cấp vật liệu xây dựng, vận chuyển. Khi công ty khai thác đô thị gặp đủ cản trở, Hứa Kiều đã mấy lần nhắc với Triệu Quốc Đống. Cơ quan công an tham gia chỉ là chữ ngọn không chữ gốc, nhất là nó còn dính tới dòng họ các cán bộ cơ sở làm vấn đề có chút phức tạp. Văn Lượng, anh đoán xem lần này tổ công tác của Sở Công an sẽ có kết luận khi nào? Triệu Quốc Đống nói. Tôi đoán có lẽ trong vòng một tuần nữa. Vu Văn Lượng nhíu mày nói. Thực ra tình hình về cơ bản đã làm rõ. Bây giờ chủ yếu tập trung về phó chủ tịch xã Bách Hoa kia nắm giữ vai trò gì trong này. Ừ, Triệu Quốc Đống nói. Triệu Anh thông báo thị trưởng Lý, cục trưởng cục công an và phó cục trưởng phụ trách công tác hình sự đến văn phòng tôi muốn trao đổi vài điều với bọn họ. Phải để bọn họ bố trí một chút công việc, những việc này đã ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế của thị xã chúng ta. Vu Văn Lượng ngẩn ra rồi lập tức hiểu ý của Triệu Quốc Đống. Thị trưởng Triệu. Lúc này mà có hành động thì có thích hợp không? Tôi sợ rằng sẽ khiến Sở Công an sẽ nghi ngờ. Bao giờ hành động thì phải xem tình hình, nhưng tôi cảm thấy không nên kéo dài quá lâu. Ý của tôi là sau khi tổ công tác Sở Công an rời đi thì chúng ta sẽ bắt đầu. Hoài Khánh chúng ta có vấn đề thì phải do Hoài Khánh chúng ta tự mình giải quyết, như vậy mới giải quyết hoàn toàn được. Triệu Quốc Đống đứng lên trầm giọng nói. Ra khỏi văn phòng Triệu Quốc Đống, Lý Trường Giang thấy áp lực lên vai mình không hề nhỏ. Y vốn nghĩ Triệu Quốc Đống chỉ muốn nhằm vào việc đang bị điều tra, không ngờ Vu Văn Lượng lại đưa cho y một tập tài liệu dày, hơn nữa Vu Văn Lượng còn nói Triệu Quốc Đống cũng đã cẩn thận xem qua, không ít chỗ đều tự mình ghi trên đó. Lý Trường Giang cũng xem qua, ít ra cũng tầm chục vụ, dính tới đến mấy ngành nghề, nhất là ở hai quận càng thêm đội suất. Quy Ninh cùng Lâm Giang cũng khá nhiều. Sếp, xem ra lần này thị trưởng Triệu muốn làm lớn rồi đây. Ha ha. Hôm nay tôi vừa nhìn là biết chuyện không dễ dàng kết thúc được. Điền Nhai cười ha hả nói. Năm ngoái Điền Nhai đã chính thức làm cục trưởng cục công an, căn cơ vẫn chưa củng cố. Lúc ấy Lưu Liên Xương toàn lực đề cử phó cục trưởng thường trực Dư Lâm làm cục trưởng nhưng bị Lý Trường Giang kiên quyết phản đối. Lý Trường Giang lấy lý do bộ máy cục công an cần trẻ hóa, tuổi Dư Lâm lại cao nên không thích hợp, vì thế đề cử Điền Nhai trẻ hơn Dư Lâm 4 tuổi. Điều này làm cho Lưu Liên Xương và Lý Trường Giang mâu thuẫn rất lớn. Lưu Liên Xương thậm chí còn đưa Phó Giám đốc Thường trực Sở Công an Nghiêm Lập Dân đến gặp Trần Anh Lộc và Phó Thiên nhằm giúp Dư Lâm lên chức. Nhưng Lý Trường Giang lại được Triệu Quốc Đống kiên quyết ủng hộ, hai người cuối cùng đã thuyết phục được Trần Anh Lộc để Điền Nhai lên chức. Nhưng hai người không thể đuổi được Dư Lâm đi, tên này vẫn làm Phó Cục trưởng Thường trực. Điền Nhai và Dư Lâm đấu tranh gay gắt trong Cục Công an. Chẳng qua Lý Trường Giang lúc ở Cục Công an rất quyết đoán, hai người mặc dù có mâu thuẫn nhưng chỉ có thể nhịn. Bây giờ Điền Nhai làm Cục trưởng, Dư Lâm tiếp tục làm Phó Cục trưởng Thường trực, Cục Công an liền trở nên không yên ổn. Điền Nhai cũng hiểu cần phải có vài hành động để củng cố uy tín của mình. Lão Điền, chuyện này không thể coi nhẹ, tôi đã xem qua thì thấy hầu hết đã được thị trưởng Triệu phê vào, hơn nữa sớm nhất đều là từ hơn tháng trước. Xem ra thị trưởng Triệu đã sớm có ý chỉnh đốn tình hình an ninh trật tự của thị xã. Chẳng qua ủy ban thị xã nhận nhiều đơn thư như vậy, thế thị ủy và đảng ủy chính pháp thì sao? Đại hội đại biểu nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã thì sao? Lý Trường Giang đẩy cửa văn phòng rồi ra hiệu Điền Nhai và Dương Viêm vào ngồi. Quyển 12, chương 46. Thị trưởng Lý, điều này cũng khó tránh khỏi mà.
bắt đầu từ năm trước thị xã đẩy mạnh xây dựng, lượng công trình lớn hơn tổng mấy năm trước cộng lại. Đại lộ Song Diệp, đại lộ Huyết Mã, đại lộ Ngô Đồng cùng các công trình phụ trợ, hơn nữa còn cả một loạt nhà đền bù cho người được giải tỏa. Khu ngoại ô dính tới giải tỏa nhiều, mâu thuẫn rối rắm. Nếu như tổ chức cơ sở lại mềm yếu thì đám cặn bã sẽ thừa cơ kiếm lợi được ngay. Dương Viêm vốn từ chức phân cục trưởng Khánh Châu đi lên. Sau khi Điền Nhai lên chức, y lập tức điều một vị phó cục trưởng xếp cuối cùng đến nhận công việc trước đây của mình, như vậy cũng biến tướng kéo Dương Viêm lại bên cạnh y. Một chức ủy viên đảng ủy cục công an thừa ra do đại đội trưởng đại đội cảnh sát hình sự, Võ Tiến Ba nắm lấy. Ừ, lão Dương nói đúng. Tôi cũng đoán từ việc xây dựng thành thị được đẩy mạnh, Hoài Châu, Khánh Châu cùng với khu khai phát còn có thể gặp nhiều vấn đề hơn nữa. Tôi thấy tập đoàn Cam Sương bị diệt không tạo được tác dụng mấy trong việc trấn nhiếp đám xã hội đen. Nếu như chúng ta không có hành động sớm thì sau này sẽ không thể diệt trừ. Lý Trường Giang thở dài nói. Triệu Quốc Đống lần này muốn làm mạnh tay, yêu cầu cũng rất cao. Yêu cầu Cục Công an phải tạo ra hoàn cảnh tốt đẹp cho sự phát triển kinh tế của Hoài Khánh. Mã Cam Sương bây giờ vẫn chưa bị bắt, hai người nổi tiếng còn lại thì Triệu Quốc Đống đã hỏi thẳng Lý Trường Giang có ấn tượng gì không, Cục Công an có nắm giữ chứng cứ phạm tội của bọn họ không? Ha ha, hôm nay thị trưởng Triệu đúng là rộng lượng. Cần tiền cho tiền, cần trang bị có trang bị, cần người sẽ cho biên chế. Tôi chưa bao giờ thấy thị trưởng Triệu rộng lượng như vậy. Nhưng nhiệm vụ giao cho chúng ta cũng rất lớn, yêu cầu cao. Nếu không thể làm thị trưởng Triệu hài lòng thì chỉ sợ Cục Công an không thể ăn nói được. Điền Nhai nhìn Lý Trường Giang và nói. Thị trưởng Lý, tình hình Cục Công an thì ngài cũng rõ. Nghe xong thị trưởng Triệu nói, tôi thấy ý của thị trưởng Triệu chính là muốn liên tục đẩy mạnh những trận đánh, như vậy nhân sự của đội cảnh sát hình sự không đủ. Người không đáng tin thì không dám dùng vì sợ lộ tin tôi không chịu nổi trách nhiệm. Ngài thấy có nên điều người từ các phòng dưới quận, huyện lên Cục Công an không? Dù sao thị trưởng Triệu đã mở miệng mà. Đúng thế, Cục trưởng Điền nói rất chính xác. Mặc dù trước đó đội cảnh sát hình sự đã bổ sung một ít lực lượng nhưng mà cũng dùng cho các vụ án hàng ngày. Bây giờ đống tài liệu mà thị trưởng Triệu đưa cho ít nhất cũng là 10 vụ. Hơn nữa tôi cảm thấy các vụ án này tập trung ở nội thành, Quy Ninh cùng Lâm Giang là chính. Vì thế chọn người có năng lực, đáng tin ở mấy phòng công an các nơi này cũng tiện cho triển khai công việc. Dương Viêm tiếp lời. Các anh xem rồi làm. Thái độ của thị trưởng Triệu hôm nay thì hai anh thấy rồi đó. Tôi phải nhắc các anh giữ bí mật. Bây giờ chỉ có ba người chúng ta cùng thị trưởng Triệu, trưởng ban thư ký Vu biết. Cần cho ai biết tin này thì hai anh phải có chừng mực. Thứ hai tạo tổ công tác điều động nhân viên không nên có động tĩnh quá lớn, phải chọn người xuất sắc, đáng tin. Không nên chọn đám người sẽ lộ tin ra ngoài. Tôi thấy tổ chống xã hội đen của cục phải tuyển chọn lại. Người phụ trách thì tôi đề nghị để Đằng Hoa Minh làm. Lý Trường Giang suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Đối với vấn đề dùng bạo lực khi giải phóng mặt bằng ở Khánh Châu, thị trưởng Triệu có thái độ rõ ràng mặc kệ tổ công tác của Sở Công an có kết luận như thế nào, Cục Công an Hoài Khánh chúng ta cũng cần điều tra rõ ràng một lần nữa. Chuyện mà tổ công tác Sở chưa rõ, Cục Công an Hoài Khánh phải làm rõ. Điền Nhai và Dương Viêm nhìn nhau và có phần không rõ vấn đề trong này. Ai cũng biết tổ công tác đến điều tra ở Khánh Châu chính là nhằm vào thị xã, sao bây giờ thái độ của thị trưởng Triệu lại đổi khác? Lý Trường Giang cũng không giải thích nhiều, y nói. Tôi cũng không nói nhiều. Ngoài ra về phân cục Khánh Châu, thị trưởng Triệu có vẻ không hài lòng với việc có người ở phân cục Khánh Châu và cục công an chúng ta không xin chỉ thị đã phối hợp với tổ công tác của Sở Công an khi chưa thông báo rõ ràng. Hỏi Cục Công an chịu sự lãnh đạo của Sở Công an hay sự lãnh đạo của Ủy ban thị xã? Điều này tôi thấy Cục Công an nên đưa ra ý kiến xử lý. Từ Trạch Tài không còn thích hợp làm việc ở Khánh Châu nữa. Đảng ủy Cục Công an cần nghiên cứu, cần đưa ra quyết định phải đưa ra. Điền Nhai và Dương Viêm đều vui mừng ra mặt. Từ Trạch Tài phân cục trưởng Khánh Châu nghe đồn sắp thành thường vụ quận ủy, là thân tín của Dư Lâm, có quan hệ gần với Lưu Liên Xương. Xem ra lần này thị trưởng Lý muốn ra tay độc rồi. Thị trưởng, Từ Trạch Tài không phải kẻ đơn giản, tôi thường xuyên gặp y đi lại với bí thư Lưu. Điền Nhai rất khéo léo nhắc một câu, đảng ủy cục công an có ý kiến thống nhất không khó, vấn đề quan trọng là có chống lại được áp lực bên trên hay không. Hơn nữa nếu bên Khánh Châu kiên trì muốn Từ Trạch Tài vào thường vụ thì đúng là sẽ thành trò cười. Còn cần anh nói với tôi sao? Lý Trường Giang tức giận nói. Hai chuyện này tôi thấy phải nhanh chóng làm cho xong.
tổ công tác sở công an vừa có kết quả thì chúng ta bắt tay vào việc ngay. Bây giờ có thể để thành viên trinh sát tìm hiểu trước. Hai người rời đi, Lý Trường Giang mới ngồi xuống ghế mà thở dài một tiếng. Bí thư Trần chưa về, thái độ còn chưa rõ. Chiều này của thị trưởng Triệu nhất định sẽ tạo cơn sóng lớn nhưng y đâu còn lựa chọn nào khác. Tổ công tác của sở công an bí mật xuống, hơn nữa rõ ràng là nhằm vào Triệu Quốc Đống. Người bạn trên tỉnh nói cho Lý Trường Giang biết bí thư Đinh có vẻ không hài lòng với việc sở công an phái tổ công tác bí mật xuống Hoài Khánh. Hơn nữa quan trọng nhất chính là nghe nói bí thư Đinh có ấn tượng tốt đối với Triệu Quốc Đống sau sự kiện quần thể ở huyện Tĩnh. Điều này là rất quan trọng. Phó Giám đốc Nghiêm và thị trưởng Triệu ở Ninh Lăng có mâu thuẫn, xem ra bây giờ là cuộc kéo dài của hai người. Nhưng chỉ là Giám đốc Nghiêm khó có thể dung chuyển thị trưởng Triệu. Trừ khi bí thư Đinh đứng về phía Giám đốc Nghiêm thì may ra. Nghĩ tới đây, Lý Trường Giang châm điếu thuốc hít sâu một hơi rồi gọi điện. Bí thư Trần, tôi là Lý Trường Giang, tôi có chút chuyện cần báo cáo với ngài. Phòng hội nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh nằm ở tầng 2 của trụ sở. Phòng hội nghị này đủ để chứa hơn 100 người. Khi Triệu Quốc Đống tới phòng hội nghị đã có mấy chục người tới, phần lớn đều là cán bộ các thị xã nằm ở nơi xa so với An Đô. Hội nghị tổng kết công tác kinh tế quý 2 toàn tỉnh diễn ra theo thông lệ. Các vị thị trưởng thành phố, thị xã, lãnh đạo chủ yếu các ngành như Ủy ban Kế hoạch Phát triển, Ủy ban Kinh tế, Sở Tài chính cũng tham gia. Ngoài ra còn có các ngành liên quan cấp tỉnh, kể cả giám đốc của 4 ngân hàng nhà nước lớn cùng với giám đốc các công ty trực thuộc trung ương nằm trên địa bàn tỉnh và một số giám đốc công ty khổng lồ thuộc tỉnh cũng tham gia. Quyển 12, chương 47. Đối diện với bàn chủ tịch bên trên là nơi đại biểu cho 14 thành phố, thị xã. Chính giữa là thành phố An Đô, Miên Châu, nằm bên ngoài cùng phân biệt là Thiên Châu, Ninh Lăng cùng Thông Thành, Vinh Sơn. Hoài Khánh nằm ở vị trí thứ 11, bên cạnh là Đường Giang. Mà các cơ quan thuộc tỉnh ngồi ở hai bên, các công ty thuộc trung ương, tỉnh ngồi phía sau các thị xã. Triệu Quốc Đống nhìn chằm chằm vào vị trí, hắn vứt cặp xuống, bút và sổ cũng được đặt ở trên bàn, cốc trà ấm cũng được đặt lên bàn, nhân viên phục vụ lúc này đi một vòng rót cho các vị đại biểu. Từ lần trước tham gia Triệu Quốc Đống đã phát hiện ra phòng hội nghị này sắp xếp vị trí khá có ý đồ. An Đô luôn nằm ở giữa, nghe nói tầm 10 năm trước Hoài Khánh từng ngồi chung chỗ với An Đô. Mà Vinh Sơn 10 năm trước cũng vậy, chẳng qua theo thời gian, An Đô vẫn nằm ở giữa nhưng vị trí xung quanh nó lại không ngừng thay đổi. 7-8 năm nay vị trí bên trái thuộc về Miên Châu, bên phải là Kiến Dương, sau đó do các đơn vị theo thực lực kinh tế. Thực lực kinh tế quyết định chỗ ngồi, đây không phải chế độ của mình An Nguyên, nghe nói tỉnh Kiềm Nam cũng xếp chỗ ngồi giống An Nguyên. Việc này nhằm mục đích thúc đẩy sự tích cực phát triển kinh tế của cán bộ. Đang nhìn gì mà xuất thần thế? Vương Phủ Mỹ đi đến bên cạnh Triệu Quốc Đống và hỏi. Ha ha, không nghĩ gì cả, em chỉ nghĩ là bao giờ tấm biển trước mặt mình đi đến chính giữa. Triệu Quốc Đống nghiêng người nhìn đối phương. Ồ, lớn lối đó. Sao, còn hy vọng Hoài Khánh trong tay chú vượt qua An Đô ư? Vương Phủ Mỹ đặt mông ngồi xuống rồi nói. Đúng là gần tỉnh tốt hơn cả, anh ngồi xe 4-5 tiếng đến độ cả người cứng nhắc. Sáng sớm đã phải đi. Nửa ngày ở trên đường chẳng làm gì được. Ngay cả nghĩ cũng không dám thì có thể làm gì được nữa. Triệu Quốc Đống nhếch miệng cười nói. Vượt qua An Đô thì khó nhưng cũng phải có mục tiêu mà. Em nghe nói vị trí hai bên An Đô không ngừng thay đổi. 7-8 năm trước Hoài Khánh cũng ở ngay bên cạnh An Đô nhưng giờ càng lúc càng xa. Giữa Hoài Khánh và An Đô còn cách Miên Châu, Tân Châu, Vĩnh Lương, Đường Giang. Mặc dù GDP Hoài Khánh năm nay đã vượt qua Đường Giang, nhưng vẫn còn khoảng cách khá lớn với Miên Châu cùng Tân Châu. Vương Phủ Mỹ khẽ thở dài một tiếng, tuy nói y và Triệu Quốc Đống như anh em nhưng không khỏi ghen tị với đối phương. Triệu Quốc Đống này có thể nói quá may mắn, 2 năm làm phó thị trưởng thường trực đã nhảy lên làm thị trưởng. Mình hơn 40 làm thị trưởng đã là cán bộ trẻ, không ngờ tên này mới 30 đã thành thị trưởng. Điều này còn không nói tới, từ năm trước tới năm nay khu khai phát Hoài Khánh liên tục thu hút vài hạng mục lớn. Công ty Hòa Tân không nói, năm ngoái còn thu hút công ty Tinh Anh, Quảng Đạt, Nhân Bảo, điều này đủ để đảm bảo Hoài Khánh đứng hàng đầu trong việc thu hút đầu tư của cả tỉnh trong năm nay. Mà Triệu Quốc Đống khi nhậm chức cũng đã đẩy mạnh kế hoạch phát triển, xây dựng Hoài Khánh. Tuy mang tới không ít điều tiếng nhưng sự thật vẫn là sự thật. Chỉ riêng việc xây dựng thành thị lớn ở Hoài Khánh đã đủ để kéo theo kinh tế Hoài Khánh tăng thêm 1%.
không ít người nói Hoài Khánh chiếm đủ thiên thời, địa lợi. Nhưng Vương Phủ Mỹ mặc dù cho rằng đó là nguyên nhân nhất định, nhưng sao hai thị trưởng trước đó không làm được, mà Triệu Quốc Đống lại làm được. Đây chỉ sợ không chỉ có thiên thời địa lợi đơn giản như vậy, không có ánh mắt nhìn xa trông rộng và quan hệ rộng rãi, không có quy hoạch rõ ràng thì sao có thể khiến các nhà đầu tư từ ngoài đến Hoài Khánh. Quốc Đống, chú thì có thể nói mạnh miệng rồi, nhưng Mỹ ca không dám, yêu cầu của anh không quá cao, hết khóa Mỹ ca chỉ mong Thiên Châu nhảy sang vị trí bên kia là được. Vương Phủ Mỹ rất thực tế, Thiên Châu muốn thoát khỏi vị trí ngoài cùng, vậy cũng có nghĩa kinh tế Thiên Châu thoát khỏi việc tranh vị trí cuối cùng với Thông Thành. Về tổng thể mà nói, tình hình kinh tế quý 2 của tỉnh ta khá tốt đẹp. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đứng thứ 2 cả nước, nhưng tất cả mọi người đều biết tôi không thích khen mặt tốt mà thích dội nước lạnh. Mọi người cũng có thể không thích nghe nhưng dù vậy tôi vẫn phải nói. Gần như tất cả các thị trưởng đều cúi đầu chuẩn bị đợi chủ tịch ứng mắng một trận. Thực ra những lời của tôi thì mấy vị thị trưởng ngồi trên cùng không cần ghi. Tôi nghĩ mình sẽ nói ai thì người đó chắc cũng đã biết. Tôi chỉ sợ mọi người nghĩ lời của tôi như gió thoảng qua tai mà thôi. Cho nên tôi xin lỗi là lần này tôi sẽ chỉ đích danh từng vị thị trưởng. Ứng Đông Lưu nói làm cho mấy vị thị trưởng ngồi trên cùng dì tai nhau nói chuyện. Mặc dù mấy vị này đều có vẻ thản nhiên nhưng sâu trong mắt các vị thị trưởng này vẫn có vẻ khẩn trương và xấu hổ. Thị trưởng Thôi Vĩnh Lương có đây không? Tôi đã xem số liệu kinh tế năm nay của Vĩnh Lương. Rất khả quan, nửa đầu năm duy trì 17%, quý 2 đạt tới 19%, đáng mừng. Nhưng tôi muốn hỏi một câu, tổ công tác Cục Bảo vệ Môi trường tỉnh đến Vĩnh Lương đã đưa tin về làm tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Kinh tế đang phát triển nhưng tốc độ phá vỡ hoàn cảnh sinh thái của Vĩnh Lương cũng tăng theo. Không biết thị trưởng Thôi thấy sao về việc này? Khi có bài ca về GDP và thu tài chính tăng lên, không biết anh có nghĩ đến những bức thư của dân chúng Vĩnh Lương gửi lên tỉnh và Tổng cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia không? Nếu tôi là anh, tôi nhất định không ăn ngon ngủ yên, không biết anh cảm thấy như thế nào? Ứng Đông Lưu nói nửa đùa nửa thật làm cho thị trưởng Thôi, Vĩnh Lương đỏ bừng mặt. Thị trưởng Triệu Hoài Khánh có đến không? Ứng Đông Lưu nhìn rất bình thường nhưng khi nhìn tới Triệu Quốc Đống làm hắn có chút chột dạ. Không biết chủ tịch Ứng sẽ nhắc nhở gì mình đây? Có. Triệu Quốc Đống giơ tay ra hiệu mình đang nghe. Chỉ số kinh tế của Hoài Khánh đúng là rất đáng mừng. Hoài Khánh đã đạt không ít thành tích trong thu hút đầu tư, tăng giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp, vấn đề này tôi không nói. Tôi chỉ muốn hỏi một câu. Ứng Đông Lưu cười cười một tiếng. Hoài Khánh năm nay xác định trong vòng mấy năm tới sẽ lấy phát triển đô thị để thúc đẩy kinh tế phát triển. Bí thư Ninh và tôi rất đồng ý. Có phải việc xây dựng chủ yếu của Hoài Khánh là do công ty khai thác đô thị tiến hành phải không? Triệu Quốc Đống gật đầu. Tôi xin nhắc một điều. Công ty khai thác đô thị mặc dù là công ty, nhưng đó lại là công ty thuộc thị xã, cũng là công cụ khai thác. Công ty khai thác đô thị vay vốn ngân hàng lớn như vậy cũng có nghĩa khoản vay do tài chính thị xã đảm bảo. Tôi đã xem qua mức độ đầu tư năm nay của Hoài Khánh, khoản vay ở ngân hàng lớn tới kinh người. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Tôi không hy vọng thấy Hoài Khánh bị khoản nợ ép đến độ không thở nổi. Được rồi, công việc năm nay của Hoài Khánh làm rất tốt. Tôi đưa ra đề nghị hy vọng Hoài Khánh cần cân nhắc về khoản vay một cách thích hợp, tránh dẫn tới nhân tố không ổn định. Ứng Đông Lưu nói thẳng như vậy làm Triệu Quốc Đống có cảm giác khá tốt. Chủ tịch Ứng ít nhất không có dáng một gậy chết tươi, cho hắn cơ hội giải thích. Sau khi liên lạc với Ứng Đông Lưu, Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy còn nửa tiếng nữa mới tới 5 giờ. Nửa tiếng này mình đi đâu giờ? Hắn liên lạc với thư ký của Cam Bình đang họp ở Bắc Kinh. Thư ký của Nhâm Vi Phong nói cho Triệu Quốc Đống biết Nhâm Vi Phong đang đi thị sát ở thành phố Ando, đều là không khéo. Xem ra hắn phải ngồi chơi không nửa tiếng rồi. Một xe chạy qua bên cạnh Triệu Quốc Đống rồi đột nhiên ngừng lại. Anh ở đây làm gì thế? Triệu Quốc Đống ngẩn ra. Một cô gái xinh đẹp thò đầu ra vui mừng nhìn Triệu Quốc Đống. Ha ha! Anh rảnh rỗi đi lại một chút mà thôi, xem điều kiện cây xanh ở Ủy ban Nhân dân tỉnh thế nào. Triệu Quốc Đống cười nói. Sao, em đến đây có việc ư? Vâng, em đưa một bảng số liệu, lên xe đi. Xe anh đâu? Kiều San hưng phấn nói. Xe của anh đâu ư? Anh đi bộ trăm dặm lên tỉnh đó. Triệu Quốc Đống ngồi lên xe và bắt đầu ba hoa, cẩn thận nói năng trong thời gian dài như vậy, Triệu Quốc Đống cảm thấy tính phóng túng của mình biến mất rồi. Ba hoa. Kiều San hờn dỗi chừng mắt nhìn hắn.
có phải cố ý kể khổ với em? Ha ha, đâu có, chỉ là thấy em nên không nhịn được muốn nói mấy câu tìm đề tài thôi mà. Triệu Quốc Đống cười cười đáp lại. Kiều San nghe vậy khá vui vẻ, cô nở nụ cười đầy quyến rũ nói. Anh đi đâu? Không đi đâu cả, chỉ là đi quanh một chút mà thôi. Triệu Quốc Đống vẫn ra vẻ không thèm để ý nói. Kiều San có chút hờn giận nói. Người ta nói chuyện nghiêm chỉnh với anh, có ai như anh không? Này, anh có nói gì sai đâu. Chủ tịch Ứng sẽ gặp anh sau nửa giờ nữa, anh phải ở đây chờ mà. Em nói xem, nửa tiếng không dài không ngắn, anh có thể đi đâu? Chẳng lẽ ngồi chờ ở phòng khách suốt sao? Triệu Quốc Đống nháy nháy mắt nói. Ồ, Kiều San thè lưỡi ra, chủ tịch tỉnh gọi bảo sao Triệu Quốc Đống lại đi bộ ở đây? Hay là em và anh ngồi trong xe nói chuyện một lúc? Anh ở đây một mình cũng chán mà. Vậy thì tốt quá, trong xe có điều hòa, còn có mỹ nữ nói chuyện. Anh phải cảm ơn chủ tịch Ứng đã tạo cơ hội tiếp xúc gần gũi với mỹ nữ cho anh. Lẻo mép, Kiều San nhìn hắn đầy quyến rũ. Nếu muốn cho anh cơ hội thì phải để anh và em đi xem phim hay gì gì đó, chẳng qua em sợ anh sẽ tìm mọi cách từ chối đó. Đâu có chuyện như vậy, Kiều San, nói bằng lương tâm thì có lúc nào em gọi mà anh không nghe theo. Không phải anh chủ động gọi thì cũng là em, Tiểu Âu còn có Đồng Úc gọi anh mà. Còn nói nữa, gọi thêm anh phải thanh toán không nói, còn làm cho người ta run sợ. Ba cô gái xinh đẹp đi với anh lúc nào cũng có thể nhận ra bao ánh mắt giết người của kẻ khác nhìn vào mình. Đây đúng là tự chuốc họa vào thân, anh thà ở nhà ngồi mình còn tốt hơn. Triệu Quốc Đống thật lòng nói làm Kiều San không nhịn được cười thành tiếng. Cô lái xe từ từ chạy đến một chỗ râm mát gần đó. Tiểu Âu đi Nhật Bản, tôi chỉ có em và Tiểu Úc, em họ em gọi em và Tiểu Úc đi đến câu lạc bộ Bình Quả chơi. Chúng ta cùng đi có được không? Bình Quả, Triệu Quốc Đống biết câu lạc bộ Bình Quả này bây giờ rất nổi tiếng trong giới giải trí của thành phố Ando. Thanh niên không đến câu lạc bộ Bình Quả chính là quê mùa. Người kinh doanh không tới câu lạc bộ Bình Quả chính là không có cấp bậc cao. Cán bộ nhà nước không tới câu lạc bộ Bình Quả, tức là anh không đủ cấp bậc. Triệu Quốc Đống cũng là nghe chị em từ Xuân Nhạn nói ra việc này. Mặc dù câu lạc bộ Nhạn Nam Phi không có xung đột gì về nghiệp vụ, nhưng chị em từ Xuân Nhạn làm kinh doanh nên khá nhạy cảm về việc này, cũng có hứng thú với câu lạc bộ Bình Quả đang nổi bật như mặt trời giữa trưa. Hơn nữa có vị khách của câu lạc bộ đến câu lạc bộ Bình Quả chơi, còn chơi cả đánh bạc. Chẳng qua nghe nói đánh bạc ở phòng VIP cũng không phải mở ra từng ngày mà mở ra không có thời gian cố định, hơn nữa khách được chọn khá nghiêm ngặt. Vị khách của Từ Xuân Nhạn cũng là theo chồng nên mới tới được đó. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ Khanh Liệt Bưu lại chơi lớn như vậy ở câu lạc bộ Bình Quả, lại còn dám đánh bạc nữa chứ. Chẳng qua chuyện gặp ở Hồ Vân Loa vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, vì thế bây giờ hắn không muốn chủ động liên lạc với Lưu Triệu Quốc. Triệu Quốc Đống ra khỏi văn phòng Ứng Đông Lưu đã là 6 giờ 30 tối, vượt quá thời gian thư ký đặt ra nửa tiếng. Tối Ứng Đông Lưu còn có bữa ăn công việc, chẳng qua đây không phải là do Triệu Quốc Đống chủ động xin thêm mà là do Ứng Đông Lưu tự động nói chuyện. Triệu Quốc Đống đã giải thích qua về vấn đề quy hoạch đô thị của Hoài Khánh với Ứng Đông Lưu. Cũng nói về năng lực trả nợ của công ty khai thác đô thị ra, Ứng Đông Lưu nghe rất cẩn thận, cũng hỏi không ít tình hình. Ứng Đông Lưu cũng không phải người quá soi mói vào chi tiết mà chỉ có hơi lo lắng về việc Hoài Khánh vay vốn ngân hàng lớn như vậy để xây dựng thành thị. Cách này không phải là hoàn toàn mới. Chính quyền các nơi cũng đã làm như vậy, nhưng theo tình hình kinh tế thay đổi cùng với chính sách của đảng ủy, chính quyền địa phương thiếu tính nhất quán nên nhiều việc dễ dàng thay đổi. Vì thế khoản nợ có thể tăng lên vô hạn, mang tới nguy hiểm không hề nhỏ cho tài chính địa phương. Vì thế Ứng Đông Lưu hy vọng thị ủy, ủy ban Hoài Khánh đưa ra một phương án hoàn chỉnh hơn nữa, cơ chế giám sát phải chu toàn hơn. Triệu Quốc Đống cũng đưa ra phân tích về xu thế phát triển kinh tế cùng với thị trường bất động sản Hoài Khánh mấy năm sau. Ứng Đông Lưu về cơ bản thừa nhận phán đoán của Triệu Quốc Đống, nhưng vẫn yêu cầu Triệu Quốc Đống phải tỉnh táo, không thể vì đầu óc nóng lên mà làm quá lớn, phải phát triển kinh tế một cách hài hòa. Triệu Quốc Đống cũng báo cáo với Ứng Đông Lưu về ý đồ thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề hàng đầu của tỉnh An Nguyên thậm chí cả khu vực Trung Tây, cũng giới thiệu tác dụng thúc đẩy của ngành này với sản nghiệp điện tử thông tin Hoài Khánh. Hy vọng có thể được tỉnh ủng hộ về chính sách và tài nguyên nhân lực. Ứng Đông Lưu đánh giá khá cao khát vọng của Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống có cái nhìn khá chính xác về tình hình kinh tế trong nước, có thể kết hợp với công việc trong tay, lợi dụng xây dựng thành thị thúc đẩy phát triển kinh tế.
chỉ là Ứng Đông Lưu có chút lo lắng về việc Hoài Khánh vay quá nhiều để xây dựng cơ sở trụ cột. Chẳng qua Triệu Quốc Đống đã giải thích tốt cũng khiến Ứng Đông Lưu bớt lo lắng không ít. Ứng Đông Lưu chính là lo Triệu Quốc Đống còn trẻ nên thích làm việc đạt thành tích, chỉ vì lợi ích trước mắt nên mặc kệ khóa sau sống hay chết. Không ngờ Triệu Quốc Đống lại có cái nhìn con sâu sắc đến vậy. Hoài Khánh đã tính tới vấn đề dân sinh trong khi xây dựng thành thị, nhất là thành lập trụ sở giáo dục dạy nghề, thể hiện một khát vọng không phải lãnh đạo nào cũng có thể suy nghĩ ra được. Ninh Pháp coi trọng Triệu Quốc Đống này không phải không có lý. Một ít quan điểm của Triệu Quốc Đống lại không hoàn toàn nhất trí với Ninh Pháp, mà lại có vẻ gần với quan điểm của Ứng Đông Lưu. Điều này nói rõ Triệu Quốc Đống này không phải là người theo chiều gió. Hắn có quan điểm và làm việc theo quan điểm của mình. Hắn sẽ không dễ dàng bị ý kiến lãnh đạo cấp trên thay đổi. Mặc dù là đối mặt với Ứng Đông Lưu thì cũng cố gắng tranh luận. Ở thời buổi này thì Triệu Quốc Đống làm được như vậy đúng là không hề dễ dàng. Tiếng nhạc rất lớn quanh quẩn trong sàn nhảy, ba cô gái điên cuồng uốn éo trên sân khấu. Chiếc yếm hở lưng làm căng tròn bộ ngực đầy đặn của mấy cô, chiếc váy siêu ngắn không ngừng bay múa. Chiếc quần tất màu đen càng tôn thêm vẻ quyến rũ của đôi chân các cô. Những động tác hoang dã của các cô làm cho người ta thấy nóng trong người. Câu lạc bộ quốc tế Bình Quả không hổ là câu lạc bộ cấp quốc tế hàng đầu của Ando. Quy mô có thể nói là to nhất thành phố Ando, nhất là cách bố trí càng thêm mới mẻ, độc đáo. Ngoài hàng ghế dài ở bên ngoài còn bố trí các phòng nhỏ bằng sắt như vị trí chỗ ngồi của đấu trường La Mã. Đương nhiên vị trí các phòng này ở trên cao thì đương nhiên có giá không hề rẻ. Triệu Quốc Đống cũng không thích không khí quá mức náo nhiệt như thế này. Trừ khi là lúc đặc biệt ra, còn đâu hắn cảm thấy mình hình như đã sớm qua độ tuổi này. Hắn bây giờ thích ngồi một chỗ thưởng thức chè xanh hoặc ngồi uống cà phê, nếu không cũng là nhấp ngụm rượu mà thôi. Còn không khí nóng bỏng, mãnh liệt muốn thiêu đốt người ta thì Triệu Quốc Đống lại không thể quen. Rượu rum uống thì mạnh nhưng mà vào miệng lại có cảm giác khá tốt. Triệu Quốc Đống cũng không hay uống loại rượu này, nhưng thật ra hắn thấy Kiều San không ngờ lại uống rượu này, xem ra đúng là muốn chuốc mình say. Loại rượu xuất phát từ quần đảo Ấn Độ dùng mía làm thành này uống khá ngọt và mê người, nhưng Triệu Quốc Đống lại biết rượu này mà uống nhiều sẽ khiến người ta rất khó chịu. Vì thế hắn cũng không dám uống nhiều, chỉ nhấp từng ngụm nhỏ mà thôi. Hắn chỉ cười cười chống đỡ sự khiêu khích của Kiều San mà thôi. Kiều Vũ là em họ Kiều San, học trường Đại học An Nguyên. Bây giờ đang được nghỉ hè nhưng cô ở lại Ando xin làm gia sư, coi như là vừa học vừa làm. Bạn gái cô Trương thăng học trên cô một khóa, nghe nói là khi Kiều Vũ mới thi vào đã chú ý tới, mất cả học kỳ đau khổ theo đuổi. Không lâu trước đây hai người mới coi như chính thức yêu nhau. Kiều Vũ trông khá nhỏ nhắn xinh xắn, nhất là có khuôn mặt tròn rất động lòng người, một nốt ruồi nhỏ bên môi càng làm cô thêm vẻ xinh đẹp như câu hồn lạc phách người ta. Bảo sao Trương Thăng nhìn Kiều Vũ một cái đã quyết tâm theo đuổi. Mấy cô gái đi xuống nhảy nhưng thật ra Trương Thăng lại ngồi xuống rót rượu cho Triệu Quốc Đống. Y cười hì hì nói. Đống ca, tên của anh thì thằng em nghe thấy từ lâu rồi, hôm nay mới được gặp đúng là phục sát đất. San tỷ và Úc tỷ đẹp như vậy thế mà anh không coi trọng. Em đến bây giờ vẫn không dám buông tay, vậy mà anh nhẫn tâm treo đó, có phải là thấy không thích hay là không tiện chọn ai? Triệu Quốc Đống dở khóc dở cười khi nghe thấy vậy. Trương Thăng này nói chuyện khá khôi hài, ăn nói cũng giỏi, bảo sao có thể tán được cô em kiêu ngạo của Kiều San. Xem ra tên này coi Triệu Quốc Đống là bạn trai của Kiều San hoặc là Đồng Úc. Vẻ mặt kia xem ra đúng là phục vì mình có thể được cả hai mỹ nữ cùng coi trọng. Hai cô cũng không giải thích gì với Kiều Vũ và Trương Thăng, điều này làm Trương Thăng từ lúc ăn cơm đã ra vẻ phục. Nếu như không phải có ba cô gái ở đây, Triệu Quốc Đống đoán người này có thể lao tới lúc lắc hỏi mình kinh nghiệm tán gái, xem mình tán hai mỹ nữ Kiều San, Đồng Úc như thế nào mà làm cả hai cô này đều chấp nhận. Trương Thăng, không đến mức như vậy chứ. Tôi và San San và Tiểu Úc cũng không có chuyện gì mà. Triệu Quốc Đống cũng không muốn giải thích nhiều vì càng giải thích càng không ổn. Nhất là khi hai cô gái kia càng cố ý thám thiết với hắn trước mặt Kiều Vũ, làm cho Kiều Vũ và Trương Thăng rất khó hiểu. Một cán bộ nhà nước đến từ Hoài Khánh. Trông bề ngoài cũng bình thường chỉ có điểm cao to mà thôi. Nhìn Triệu Quốc Đống trông không giống nhân tài gì nhưng sao Kiều San và Đồng Úc đều dính tới hắn. Ha ha, Đống ca, anh đừng có giấu. Nếu là em thì em cũng không tiện mà chọn. San tỷ và Úc tỷ đều là mỹ nữ ngàn dặm mới có một, đơn vị công tác lại tốt, lại quan tâm chăm sóc anh như vậy. Em thấy cũng đỏ mắt, Tiểu Vũ đối với em mà bằng một nửa so với San tỷ,
Úc tỷ đối với anh thì em hạnh phúc ngất đi được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Quyển 12, chương 418. Trương Thăng xem ra đúng là rất hâm mộ Diễm Phúc của Triệu Quốc Đống. Kiều San cũng không giới thiệu tên tuổi và thân phận thật của Triệu Quốc Đống với Kiều Vũ và Trương Thăng. Cô chỉ nói Triệu Quốc Đống tên là Quốc Đống, làm việc ở Ủy ban thị xã Hoài Khánh. Điều này không làm cho hai người Kiều Vũ, Trương Thăng chú ý mấy. Dù sao một người trẻ tuổi mới 30 tuổi làm ở cơ quan nhà nước có thể tốt đến mấy cũng không thể có tiền đồ quá lớn mà. Cậu đó, còn chưa biết đỏ sao? Tôi thấy Kiều Vũ đối xử rất tốt với cậu mà. Triệu Quốc Đống cũng không muốn nhiều lời. Trương Thăng này nhìn qua điều kiện gia đình cũng được, nghe nói là người huyện Mai. Triệu Quốc Đống nhìn qua thì thấy tên này giống con nhà quan chức. Ha ha, so sánh với Đống ca thì thằng em kém xa. Trương Thăng giơ chén lên cùng ly với Triệu Quốc Đống. Trương Thăng vẫn không thể nhìn thấu người đàn ông trước mặt này. Y cảm thấy trên người Triệu Quốc Đống có một mùi vị không nói thành lời. Nhất là khi Triệu Quốc Đống nói chuyện mặc dù rất ngắn gọn, bình thản nhưng làm cho y thấy có chút áp lực đặc biệt. Nó giống như khi ông bố của y nói chuyện nghiêm túc với y vậy. Dù Triệu Quốc Đống có là cán bộ nhà nước thì bố mình tốt xấu gì cũng là phó chủ tịch huyện, người này cùng lắm là cán bộ cấp phó trưởng phòng mà thôi, sao lại làm mình có cảm giác đó. Cửa phòng được mở ra, Đồng Úc từ ngoài chạy vào hốt hoảng nói. Quốc Đống ca, không tốt rồi, có chuyện rồi. Triệu Quốc Đống giật mình đứng bật dậy nói. Xảy ra chuyện gì vậy? Hai cô kia đâu? Đồng Úc vẫn còn hốt hoảng. Cô vội vàng kéo Triệu Quốc Đống ra ngoài và nói. Tiểu Vũ đi vào nhầm phòng, vừa định đi ra thì người ta kéo lại không cho phép đi. Những người đó đòi Tiểu Vũ phải uống rượu nhận lỗi, Tiểu Vũ không đồng ý những người này định động tay động chân nên Tiểu Vũ hắt rượu vào bọn họ. San San và bọn họ tranh cãi, bọn họ liền chặn cả hai ở phòng. Em thấy những người đó uống rượu mà trông cũng dê nữa, không giống là người tốt. Triệu Quốc Đống không nhịn được thở dài một tiếng. Sao mỗi lần mình đều gặp chuyện như thế này vậy chứ? Chẳng lẽ mấy câu lạc bộ này đều là thứ đen đủi với mình sao? Chẳng qua lúc này mình cũng không thể nói gì mà, tất cả phải giải quyết chuyện xong đã rồi nói tiếp. Trương Thăng còn nhanh hơn Triệu Quốc Đống, vội vàng chạy ra ngoài, vừa hét to hỏi phòng nào, vừa chạy như điên tìm kiếm. Trương Thăng và Trương Thăng đến phòng A03 thì hai chị em Kiều San, Kiều Vũ đã bị hai tên đàn ông ở phòng này ép chặt vào tường. Kiều San, Kiều Vũ đều đang cố giãy giụa nhưng sao có sức bằng hai người đàn ông chứ? Một tên thậm chí còn đang muốn đưa tới chụp vào mông đang không ngừng giãy giụa của Kiều San. Dừng tay! Triệu Quốc Đống trầm giọng nói. Ồ, cuối cùng đã có anh hùng đến cứu mỹ nhân rồi đó. Mày bảo tao dừng tay là tao dừng tay sao? Mày nghĩ mày là ai? Thằng thanh niên chặn Kiều San khinh thường nói. Tao chẳng những không dừng tay còn muốn ra tay tiếp đó. Mày có thể làm gì? Đang khi nói chuyện, tay dơ bẩn của thằng này liền đưa xuống luồn dưới váy Kiều San. Mà thằng thanh niên bên cạnh thấy bạn làm vậy cũng học theo, tay cũng đưa tới ngực Kiều Vũ. Triệu Quốc Đống vốn không muốn gây chuyện nhưng đám này quá cản rỡ. Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận đám người này có chút lai lịch. Có thể gây chuyện ở câu lạc bộ quốc tế Bình Quả này thì tất nhiên cũng có chỗ dựa, không phải ai cũng có thể tới câu lạc bộ quốc tế Bình Quả làm loạn được. Chẳng qua lúc này Triệu Quốc Đống đâu thể suy nghĩ nhiều. Có rất nhiều chuyện anh muốn né tránh cũng không thể được. Triệu Quốc Đống tiến lên một bước, một chân đá mạnh tới, một tiếng hét thảm vang lên. Thằng thanh niên đang thò tay vào giữa hai chân Kiều San gào lên, một tay cầm tay đang mềm oặt vì chúng đòn kia, đau đến độ kêu cha gọi mẹ. Mà Trương Thăng cũng không hề khách khí, cũng vung mạnh nắm đấm tới. Đối phương thấy tình hình không ổn nên vội vàng buông tay ra. Chẳng qua một tay khác của Trương Thăng đã sớm đánh vào ngực đối phương. Đau đến độ tên này gào lên bắn ra đằng sau. Kiều San cùng Kiều Vũ vùng thoát ra rồi chạy tới sau lưng Triệu Quốc Đống và Trương Thăng. Hai cô mặt mày tái mét, ngực đang phập phồng vì sợ hãi. Triệu Quốc Đống cũng chỉ ra tay một lần rồi dừng lại. Dù sao cũng chưa có vấn đề gì lớn, hắn cũng không muốn gây chuyện lớn ở nơi giải trí này. Hắn trừng mắt nhìn hai tên đang gào lên kia rồi kéo tay Kiều San và ra hiệu Trương Thăng rời đi. Ồ, muốn đi sao? Mày nghĩ đây là nhà mày sao? Phản rồi. Mấy thằng ngồi trên sofa chưa động, một tên thanh niên ngồi giữa mặt dính rượu, áo phông cũng dính rượu. Chẳng qua y vẫn coi như không có việc gì mà cầm quả táo lên cắn. Y lạnh lùng nhìn chằm chằm Triệu Quốc Đống và Trương Thăng. Ngoài ra còn một thằng thanh niên khác đang gác chân chữ ngũ,
mặt mày âm hiểm cười lạnh một tiếng. Nhưng thật ra có ba thằng ngồi bên đã lao lên. Người anh em, muốn như thế nào? Triệu Quốc Đống ngăn Trương Thăng mặt mày đỏ bừng rồi bình tĩnh nói. Mẹ nó chứ, mày là gì mà xứng anh em với bọn tao? Tao nói với mày, hôm nay mày gây chuyện mà mày không thể giải quyết được đâu. Đương nhiên tao có thể hiểu, trước mặt bạn gái thì cũng phải ra oai mà. Chẳng qua hôm nay không đúng lúc gặp ông Khang và ông Trần của mày nên phải chịu đau rồi. Bây giờ hai bọn mày ngoài còn kịp, để hai con bạn gái của bọn mày ở lại uống rượu với bọn tao. Thằng thanh niên cười cười âm hiểm đứng lên từ từ vỗ vỗ tay ngăn mấy thằng muốn lao tới. Y ngông nghênh nói với hai người Triệu Quốc Đống. Yên tâm, bọn này là người biết quy củ, sẽ không làm chuyện gì quá đáng. Bảo hai cô này ngồi uống rượu cho mấy ông anh vui vẻ thì tiền quần áo, máy điện thoại không phải đền. Người bị thương cũng không phải chịu trách nhiệm. Ha ha, nếu thật sự lo lắng thì hai người bọn mày có thể đợi ở bên ngoài cũng được mà. Sao? Triệu Quốc Đống mở to hai mắt, xem ra đối phương đúng là có chút lai lịch, nói khá lớn lối. Ông Khang, ông Trần, cũng không sợ bị cơn gió lao tới làm cụt lưỡi bọn chúng đi ư. Cơn tức dần dần dâng lên trong lòng hắn, tác dụng của rượu dần lan khắp cơ thể. Triệu Quốc Đống đã lâu không phát tiết. Chẳng qua hắn biết mình cần giữ bình tĩnh vì dù sao mình cũng là cán bộ nhà nước. Thằng kia, mày nói mà có cân nhắc không thế? Triệu Quốc Đống lạnh lùng nhìn đối phương và nói. Mày nghĩ mình là ai? Đừng có chuốc họa vào thân. Ôi, tao có nghe nhầm không nhỉ? Thằng thanh niên không nhịn được giơ tay lên, sau đó khoanh tay ra vẻ đáng thương. Có nghe thấy không, làm cho chúng ta đừng tự chuốc họa cho mình. Tao sợ quá, xin đừng làm tao sợ. Tao trời sinh đã nhát gan. Mẹ nó chứ, Trần thiếu gia, cho nó một trận, cho nó biết có những lời không bao giờ được nói ra. Đúng, Khang ca, Trần ca, xin nó ít tiết. Mấy thằng thanh niên đều gào lên giống như muốn ra tay. Triệu Quốc Đống có chút thương xót nhìn thằng đứng trước mặt mình. Đám này có lẽ cảm thấy nắm chắc thắng lợi nên mới giở trò mèo vần chuột, muốn cố gắng biểu diễn uy phong với người ngoài. Hắn thấy thế không khỏi có chút buồn cười. Triệu Quốc Đống lắc đầu, không thèm để ý tới đối phương vung tay lên ra hiệu Trương Thăng đưa hai chị em Kiều San, Kiều Vũ ra ngoài. Quyển 12, chương 49. Đứng lại, mẹ nó chứ, cho mày chút mặt mũi, mày lại nghĩ mình là nhân vật lớn sao? Đánh nó cho tao. Thằng thanh niên kia thấy Triệu Quốc Đống không biết phối hợp liền thấy fan biểu diễn vừa rồi của mình đúng là thành trò cười cho thiên hạ. Mặt y đỏ lên đứng bật dậy vung tay lên, mấy thằng kia đều cầm chai lao lên. Làm gì thế hả? Một người đàn ông trung niên mặt mày dữ dằn từ ngoài tiến vào. Phía sau còn có hai người đàn ông mặc đồ vệ sĩ tiến vào. Hừ, bảo lão nhị, anh bây giờ mới biết lên đây sao? Nhìn xem, Khang Triệu gia bị con điếm kia hắt rượu lên mặt, lên người đó. Điện thoại di động của Khang Triệu gia bị con điếm đó ném đi đâu không biết. Hai người anh em của tôi cũng bị thằng chó này đánh bị thương. Anh đến rồi tự xử lý đi. Thấy người đàn ông trung niên tiến vào, tên Trần thiếu gia hơi thu lại một chút nhưng vẫn nói với giọng kiêu ngạo. Y ngồi xuống ghế và hắt phân lên người Triệu Quốc Đống. Người anh em, xảy ra chuyện gì vậy? Người đàn ông trung niên mặc bộ đồ thời đường, nếu không phải vẻ mặt khá lạnh lùng thì đúng là khá phong độ. Y không thèm để ý đến mấy thằng thanh niên cầm chai lao lên mà chỉ nhìn Triệu Quốc Đống rồi hỏi. Triệu Quốc Đống cũng đánh giá qua người này một chút. Người này từ cái nhún vai đến bước đi đều có vẻ không giống người bình thường, vừa nhìn là biết đã luyện công phu. Triệu Quốc Đống nhiều năm qua chưa từng thấy người như thế này. Hôm nay lần đầu gặp phải nhưng không ngờ lại ở cảnh này, đúng là làm hắn có chút nuối tiếc. Triệu Quốc Đống lạnh nhạt nói rõ câu chuyện một cách khách quan. Người đàn ông trung niên thấy việc có chút khó giải quyết. Y có thể nhận ra Triệu Quốc Đống là người khó đối phương. Mặc dù không biết người này làm gì nhưng chỉ bằng khí độ là có thể nhận ra. Nhưng bên kia cũng không dễ chọc, họ Trần thì y biết, có ông bố làm tổng đội trưởng đại đội an ninh trật tự sở công an, đây là nhân vật có thể quyết định người sự sống còn của câu lạc bộ. Chẳng qua y biết ông chủ là nhân vật có nhiều bản lĩnh, không quá để ý đến người mà các câu lạc bộ khác đều cúng bái. Chẳng qua họ Khang kia hơi khó động, vì y thấy ông chủ rất khách khí với người này. Khang thiếu gia, Trần thiếu gia. Đều là khách của câu lạc bộ, ngài xem như vậy có được không? Để bọn họ xin lỗi, ngoài ra tôi lập tức sai người lấy bộ đồ khác cho Khang thiếu gia, còn bộ đồ của ngài tôi sẽ đi giật rồi mang tới cho ngài. Tôi đưa thêm hai chai rượu nữa, toàn bộ chi phí hôm nay do câu lạc bộ chi trả.
Người đàn ông trung niên bình tĩnh nói. Đề nghị này làm cả Triệu Quốc Đống và đối phương đều có chút giật mình. Ngay cả tên Khang thiếu gia vẫn lạnh nhạt cũng không nhìn được trừng mắt nhìn người đàn ông trung niên. Tên Trần thiếu gia càng tức giận gào lên. Bảo nhị, mày uống nhầm thuốc à? Mày là cái thá gì, một con chó giữ cửa mà dám quản việc này sao? Mày không đi hỏi xem Trần thiếu gia này là ai? Không ngờ mày dám giúp người ngoài. Mày có tin mai tao đóng cửa bình quả này? Trần thiếu gia, đều là khách của bình quả chúng tôi, cần gì phải như vậy chứ? Tôi thấy cô đây chỉ là vào nhầm phòng. Hơn nữa gây khó dễ phụ nữ cũng mất phong độ hai thiếu gia mà. Trần thiếu gia và Khang thiếu gia cũng không phải không có cô gái ngồi tiếp mà. Nếu không tôi chọn hai cô gái hấp dẫn đến tiếp hai thiếu gia. Người đàn ông trung niên mặt không chút thay đổi nói. Chẳng qua Triệu Quốc Đống có thể cảm nhận ra đối phương hơi nắm tay lại. Bảo nhị, anh đi đi. Tôi biết nỗi khó xử của anh nên không làm khó chúng. Anh yên tâm, họ Khang tôi nói sẽ giữ lời, không làm mấy chuyện kia. Đây là lần đầu tôi bị gái hát rượu vào mặt, không có câu trả lời rõ ràng là không được. Họ Khang nhìn Triệu Quốc Đống rồi nói. Dù là ai cũng không được. Người đàn ông trung niên hơi biến sắc và có chút khó xử. Y cũng biết họ Khang mới là chính chủ, nhưng bên này cũng không phải nhân vật bình thường gì. Nếu như có chuyện thì y làm vệ sĩ cũng khó có thể giải quyết được. Chuyện gì cũng có lần đầu tiên, hát rượu vào mặt là do anh làm việc quá đáng. Nếu xin lỗi thì phải do bọn họ mới đúng. Tôi thật ra muốn xem bình quả này ăn nói như thế nào, chẳng lẽ là nơi không biết pháp luật là gì sao? Triệu Quốc Đống đã không nhịn được nữa. Hắn không phải muốn ra vẻ ta đây với mấy cô gái mà mấy thằng thanh niên kia còn nghĩ thế giới này là của mình. Họ Khang nghe Triệu Quốc Đống nói như vậy mà rất tức giận, mặt càng lạnh lùng hơn nữa. Họ Trần cũng gào lên. Bố láo, mẹ nó chứ, bảo nhị, mày cút ngay, hôm nay mấy thằng này không đi được. Trần thiếu gia giơ điện thoại lên gọi ra ngoài. Trương Thúc, cháu Tiểu Siêu đây. Hôm nay cháu và Khuê Ca bị người chơi. Đúng, đang ở câu lạc bộ Bình Quả. Đúng là Bình Quả, câu lạc bộ này không giải quyết tốt. Mẹ nó chứ, còn Thiên Vị. Bên cháu có hai người bị đánh, đối phương không sao cả. Thấy hai bên không nể mặt mình, người đàn ông trung niên cũng có chút khó xử. Nhưng đây là việc của y nên y phải giải quyết. Y đi đến bên cạnh Triệu Quốc Đống rồi nói. Thưa ngài, tôi thấy ngài hay là nhịn một chút, xin lỗi một câu thôi mà. Về phần tổn thất thì tôi sẽ mời ông chủ đến nói chuyện. Tin rằng mấy người này cũng phải cho chút mặt mũi. Triệu Quốc Đống khá hài lòng với thái độ của người đàn ông trung niên, hắn cười nói. Hai vị kia có lai lịch gì? Họ Trần là con của Tổng đội trưởng Đại đội An ninh Trật tự Sở Công an. Người đàn ông trung niên cũng không muốn Triệu Quốc Đống bị thiệt nên một bên lấy điện thoại gọi cho chủ câu lạc bộ. Các chuyện như thế này bình thường đều do y giải quyết, trừ khi không thể mới gọi cho chủ. Thưa ngài, nơi này xảy ra chuyện, là như thế này, đúng, Trần thiếu gia hình như gọi cho bên cảnh sát rồi. Người đàn ông trung niên cảm thấy chủ câu lạc bộ không quá để ý tới họ Trần nên nói thêm. Đúng, còn có Khang Triệu gia, đúng, ngài xem làm như thế nào. Được, rồi đưa điện thoại cho anh ta. Người đàn ông trung niên vội vàng đưa điện thoại cho Khang thiếu gia. Miu ca. Không phải tôi không nể mặt anh, nhưng Khang Chí Khuê chưa bao giờ mất mặt đến thế, bị người hát rượu ướt hết. Tôi không muốn làm khó anh, bảo hai con điếm này quỳ xuống mời tôi ba chén, chuyện coi như xong. Nếu không thì xin lỗi. Người đàn ông trung niên cầm lấy máy, giọng bên kia nói. Bảo nhị, họ Khang là con của chủ tịch tỉnh Khang, tốt nhất đừng làm mất lòng y. Anh khuyên khách bên kia, bọn họ được miễn phí, chỉ là mời hai chén thôi mà. Anh khuyên họ đi. Nói rõ chuyện với bọn họ. Người đàn ông trung niên không biết làm gì. Triệu Quốc Đống vẫn có vẻ bình tĩnh nên tất nhiên không chịu xin lỗi rồi. Vậy nói như thế nào? Con của chủ tịch tỉnh Khang, ôi, chuyện này sao mình lại đụng phải? Ồ, con của chủ tịch Khang ư? Triệu Quốc Đống nhìn tên họ Khang và hơi ngẩn ra. Đúng là trùng hợp, mình lại gặp phải con của Khang Nhân Lương. Họ Trần kia rõ ràng là con của Trần Dân. 6 năm trước mình và Trần Dân có xung đột vì đồng Úc ở bán đảo Lam Loan mà. Không ngờ Trần Dân lại được điều lên tỉnh, xem ra Trần Dân đã ôm chân Khang Nhân Lương. Bây giờ còn tầm hơn năm nữa là tỉnh đổi mới bộ máy nhưng có không ít lời nói truyền ra. Khang Nhân Lương nghe nói có thể vào thường vụ tỉnh ủy. Mặc dù y quan hệ khá bình thường với Ninh Pháp nhưng nghe nói người này có chút quan hệ trên ban tổ chức cán bộ trung ương. Lúc y làm bí thư thị ủy thành phố Miên Châu đã tạo được quan hệ.
Người đàn ông trung niên thấy Triệu Quốc Đống hơi ngẩn ra nên vội vàng nói. Người anh em, nghe tôi nói một câu, người dưới mái hiên phải cúi đầu mà, bảo hai cô đây đến xin lỗi, mời chén rượu cho xong việc. Tôi tin Khang thiếu gia không phải người không biết lý lẽ. Trương Thăng và chị em Kiều San nghe xong cũng hơi sợ. Con chủ tịch tỉnh Khang, lại nhìn sang Triệu Quốc Đống thì càng sợ hơn. Trương Thăng là con nhà quan lại thì tự nhiên biết rõ sức nặng của phó chủ tịch tỉnh. Đây chính là người nắm giữ tiền đồ chính trị của bất cứ cán bộ nhà nước bình thường nào. Mời chén thì không thể, bảo nhị, phải quỳ mới tỏ rõ thành ý mà. Trần thiếu gia cười phá lên nói. Khuê ca, chúng ta không chấp chúng, em thấy bảo cả thằng kia quỳ nữa. Hừ, tao quỳ thì sợ hai bọn mày không chịu nổi. Mày là con của Trần Dân hả? Bảo sao, tao thấy bố mày bị mày liên lụy không ít, nhiều năm như vậy vẫn đứng im tại chỗ, mày sao không suy nghĩ cho bố mày đi? Có một số việc có phải là không bao che được cho mày? Triệu Quốc Đống hừ một tiếng khinh thường nói. Hắn nhìn Khang thiếu gia. Cậu là con của phó chủ tịch tỉnh Nhân Lương hả? Hành vi của cậu chẳng lẽ không làm bố cậu thất vọng sao? Trần Siêu đứng bật lên tức giận nói. Thằng kia, mày lớn lối nhỉ? Tên bố tao cũng để mày gọi sao? Còn phó chủ tịch tỉnh Nhân Lương nữa chứ? Mày chán sống rồi hả? Khang thiếu gia chặn Trần Siêu đang định lao lên. Y âm trầm nói. Anh là thần thánh phương nào, đừng có giả vờ trước mặt tôi. Vô ích. Triệu Quốc Đống lắc đầu không nói. Hắn rút điện thoại di động ra tìm số của Khang Nhân Lương. Cậu thấy tôi lừa cậu sao? Mấy hôm trước chủ tịch Nhân Lương còn ăn cơm với tôi và nhắc tới cậu. Họ Khang nghe xong mà rất tức giận. Mày nói mày là con của vị lãnh đạo tỉnh nào thì có thể chấp nhận, nhưng mày dám nói ăn cơm cùng bố tao sao? Bố tao còn nói đến tao. Mày nghĩ mình là ai chứ? Triệu Quốc Đống nói không phải là nói dối. Tháng trước Khang Nhân Lương đến Quy Ninh tham gia hội nghị xây dựng hệ thống thủy lợi, Triệu Quốc Đống cũng đi cùng. Khang Nhân Lương đã vô tình nhắc đến con mình sau khi tốt nghiệp mà không chịu làm việc nghiêm chỉnh, đi mở công ty thiết kế công trình, chạy quanh. Triệu Quốc Đống cũng biết ý chào đón Khang công tử tới Hoài Khánh phát triển. Triệu Quốc Đống gọi điện cho Khang Nhân Lương và nói. Chủ tịch Nhân Lương, muộn như thế này không làm phiền ngài chứ? Tôi và mấy người bạn ở Ando, có cả con ngài. Ôi, chỉ là không nhận ra nên có chút hiểu lầm. Con của ngài hình như có ý kiến với tôi nên không chịu bỏ qua. Ha ha, không đến mức như vậy. Đâu có, ngài khách khí quá. Được, tôi đưa điện thoại cho cậu ta. Triệu Quốc Đống một bên lắc đầu, một bên đưa điện thoại di động cho họ Khang. Tiểu Khang, xem tôi có lừa cậu không? Khang Chí Khuê rất nghi ngờ. Bây giờ đã tầm 11 giờ đêm. Bố mình hay ngủ sớm thì sao có thể nghe điện? Chẳng lẽ thằng này thật sự là con lãnh đạo tỉnh? Khang Chí Khuê không tin nhưng lại nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới. Thằng danh kia, nghĩ bố mày quá nhàn hay sao? Bố phí bao công sức làm cầu nối cho mày, mày muốn hủy đi sao? Đừng nói nhiều, lập tức xin lỗi thị trưởng Triệu, tao nói với này, nếu thị trưởng Triệu không hài lòng thì tao không tha ho mày. Mau đi! Bố, thị trưởng Triệu gì chứ? Bố nói ai? Khang Chí Khuê có chút khó hiểu hỏi. Mày mù mắt à, thị trưởng Quốc Đống thị xã Hoài Khánh. Mày không phải vẫn muốn đến Hoài Khánh làm ăn sao? Chủ nhân điện thoại là thị trưởng Quốc Đống, mau xin lỗi ngay cho tao, không chừng còn có cơ hội kéo lại quan hệ. Đưa máy cho thị trưởng Quốc Đống. Khang Nhân Lương bên kia lớn tiếng nói. Khang Chí Khuê gần như há hốc mồm đưa máy cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống cầm máy nói vài câu khách sáo. Tiểu Khang, bây giờ không có việc gì chứ? Quyển 12, chương 50. Lượng công trình xây dựng của Hoài Khánh 2 năm nay đứng đầu cả tỉnh, đầy cơ hội. Khang Chí Khuê làm ăn không quá tốt ở Ando vì nơi này cạnh tranh rất mạnh. Các công ty lắp đặt, thiết kế ở Ando đều có quan hệ, nếu không cũng là có thực lực mạnh. Khang Nhân Lương lên tỉnh chưa lâu, vì thế Khang Chí Khuê không dám làm quá. Chỉ có thể dựa vào chút quan hệ cũ mà làm ăn. Sau khi nghe nói Hoài Khánh đang xây dựng nhiều, Khang Chí Khuê vẫn tìm cơ hội đến Hoài Khánh nên nói với ông bố. Không ngờ ông bố vừa nói đã tìm được cửa cho y, Khang Chí Khuê lại vung dao chặt đứt. Nghĩ đến đây Khang Chí Khuê chỉ muốn vung tay tát mặt mình mà thôi. Triệu Quốc Đống và mấy người Kiều San về phòng. Hắn không muốn gọi điện cho Khang Chí Khuê nhưng không thể không gọi, nếu không chuyện càng lớn hơn. Thằng danh Trần Siêu đã gọi cảnh sát của đội an ninh trật tự tỉnh. Triệu Quốc Đống lại không muốn tìm Lưu Triệu Quốc, thứ hai tìm người khác sẽ phiền phức. Vì thế hắn gọi thẳng cho Khang Nhân Lương.
hắn tin với trí tuệ của Khang Nhân Lương sẽ không bao che Khang Chí Khuê. Đống ca, giỏi, rất giỏi. Về phòng, Trương Thăng không nhịn được kêu lên. Mẹ chứ, con của chủ tịch Khang, mọi người có thấy vẻ sợ hãi của hắn không? Tôi thấy nhất định là bị bố hắn mắng cho một trận tơi bời rồi. Mẹ kiếp, thằng còn lại là con của Tổng đội trưởng đội an ninh trật tự tỉnh, tôi thấy nó xám xịt sang bên gọi điện bảo người đừng tới. Ha ha, tôi còn sợ bị chúng xử lý nữa chứ. Thấy Trương Thăng kích động không ngừng đi quanh phòng nói, Triệu Quốc Đống không nhịn được cười khổ nói. Trương Thăng, không đến mức như cậu nói chứ, tôi chẳng qua chỉ trùng hợp quen chủ tịch Khang mà thôi. Được rồi Đống ca, anh đừng có nói, hai mắt em rõ ràng mà. Trước đó em đã thấy anh không bình thường, ngồi cạnh anh mà em thấy rất áp lực. Nói như thế nào nhỉ, giống như ngồi với bố em vậy, làm em thấy không được tự nhiên. Ha ha, đây là quan uy sao? Trương Thăng mặt mày đỏ bừng như quan công, cảnh vừa nãy đúng là đã, lúc mình ra ngoài đám kia mặt mày vẫn còn sợ sệt, có lẽ không biết là thần tiên nơi nào mà làm đám người Khang Chí Khuê đều phải nhịn. Lúc ấy Kiều San Kiều Vũ cùng Đồng Úc đều đứng bên ngoài nên nghe thấy hai bên tranh cãi. Chẳng qua các cô không thấy vẻ mặt và thái độ của đôi bên, và cũng chỉ biết Triệu Quốc Đống gọi một cuộc điện thoại là giải quyết được vấn đề. Mấy tên kia trước còn bắt các cô quỳ xuống mời rượu, nếu thật sự làm như vậy thì các cô đúng là không biết sẽ như thế nào nữa. Trong lòng các cô rất sợ, cảm giác đó chưa từng xuất hiện bao giờ cả. Nhất là các cô sợ nếu đám kia không đồng ý thì bên mình sẽ không thể ra khỏi câu lạc bộ này. Nhưng mà tất cả đã được giải quyết, dù là Kiều San Đồng Úc hay là Kiều Vũ khi nhìn Triệu Quốc Đống đều với ánh mắt khác. Kiều San cùng Đồng Úc mặc dù biết thân phận của Triệu Quốc Đống, nhưng các cô thường xuyên ở Ando nên không quá hiểu về các nơi khác ngoài Ando. Dù là Hoài Khánh hay Miên Châu thì đó cũng là thế giới khác hẳn so với Ando. Dù Triệu Quốc Đống là người như thế nào ở Hoài Khánh đối với các cô cũng không quan trọng. Nhưng hôm nay các cô lần đầu tiên cảm thấy chỉ cần là nhân vật lớn thì dù anh đứng ở thế giới nào vẫn lộ ra ánh sáng. Kiều Vũ càng rung động hơn, cô mặc dù là sinh viên đại học nhưng cũng không phải không hiểu đời là gì. Chính vì thế khi chọn bạn trai cô mới cẩn thận, Trương Thăng thực ra không phải người cô hài lòng nhất vì bố y mới làm phó chủ tịch huyện. Bản thân Trương Thăng cũng không có sức hấp dẫn gì mấy. Chỉ là Trương Thăng rất yêu cô, từ năm một vẫn cẩn thận chăm sóc, hầu hạ cô, trái tim thiếu nữ cuối cùng đã chấp nhận y. Nhưng chuyện hôm nay là đả kích không nhỏ đối với cô. Hắt chén rượu mà tạo ra vấn đề nghiêm trọng như vậy. Đối phương quá kiêu căng và càn rỡ làm cho cô cảm thấy trên đời không có pháp luật. Nhưng đối phương đúng là có khí thế làm người ta sợ hãi. Con của phó chủ tịch tỉnh cơ mà. Cô vốn nghĩ không thể thoát thân thì không ngờ chuyện thoáng cái là qua. Đống ca, San tỷ, Úc tỷ, hay là chúng ta về? Kiều Vũ vẫn còn sợ, cả người như mềm nhũn ra. Đối phương thô bạo đẩy cô vào tường, một giọng nói thô bỉ còn đòi lột quần cô xuống. Kiều San cùng Đồng Úc đều nhìn Triệu Quốc Đống. Nói thật trong lòng các cô vẫn sợ. Nhất là họ Trần rõ ràng là tên nham hiểm, hơn nữa còn có lai lịch trong công an. Nếu như y thầm gây chuyện thì sao? Triệu Quốc Đống không nói gì mà chỉ lắc đầu nói. Cho người khác cơ hội một chút. Triệu Quốc Đống biết Khang Chí Khuê không phải kẻ ăn chơi trác táng bình thường. Khi Khang Nhân Lương cố ý nói chuyện, Triệu Quốc Đống biết mảng xây dựng thành thị của Hoài Khánh không được bình yên, nhiều người nhìn chằm chằm vào đó. Ngay cả Trần Anh Lộc học ở Bắc Kinh cũng phải gọi điện về nói chuyện với Triệu Quốc Đống. Có một số người không thể từ chối, hơn nữa từ chối nhà này thì nhà khác cũng xen vào mà. Công ty lắp đặt của Khang Chí Khuê quy mô không lớn nhưng cũng là công ty làm ăn nghiêm chỉnh. Sau khi Khang Nhân Lương nói chuyện với hắn, Triệu Quốc Đống đã tìm người tìm hiểu. Khang Nhân Lương có danh tiếng khá tốt ở Miên Châu, ít nhất lúc Khang Nhân Lương ở Miên Châu không dính tới vấn đề kinh tế gì. Nếu thật có chuyện thì Khang Chí Khuê không đến mức mở công ty lắp đặt rồi làm ăn nghiêm chỉnh. Chỉ riêng việc bố y làm bí thư thị ủy Miên Châu, y nhận mấy công trình lớn cũng có gì khó. Đương nhiên cũng có thể do Khang Nhân Lương đang phát triển nhanh nên cấm con cái mình dính tới vấn đề kinh tế. Cửa phòng được mở ra, Trương Thăng đang hưng phấn không khỏi ngẩn ra. Khang Chí Khuê đổi bộ khác cầm theo chai Louis 13, tay kia cầm chén. Y mỉm cười nói. Đống ca, thằng em đến nhận lỗi. Trương Thăng hơi tránh ra. Khang Chí Khuê thật ra chỉ nhìn Triệu Quốc Đống mà thôi. Đống ca. Khang Chí Khuê cũng không lạ gì Triệu Quốc Đống. Ít nhất từ ông bố mà y biết Triệu Quốc Đống là người mà không phải người bình thường có thể tưởng tượng ra.
Khang Chí Khuê mặc dù không vào chính trị nhưng không xa lạ gì về mấy vấn đề trong chính trị. Theo Khang Chí Khuê biết thì 30 tuổi làm cán bộ cấp trưởng phòng đã là tốt, có thể lên làm cấp phó huyện là có quan hệ rất cứng. Về phần chính huyện ngoài xuất sắc, chỗ dựa và cơ hội ra thì cũng chỉ có thể ngồi ở vị trí cơ quan thuộc tỉnh nhưng không có quyền thật gì. Nhưng Triệu Quốc Đống mới 30 đã thành cán bộ cấp giám đốc sở là điều Khang Chí Khuê chưa từng nghe thấy. Hơn nữa càng khó tin hắn lại là thị trưởng. Bố y 45 mới thành cấp giám đốc sở, vậy mà đã coi là trẻ. Nhưng đây là sự thật, Khang Chí Khuê phải thừa nhận, phải cúi đầu với sự thật. Ngồi đi Chí Khuê. Triệu Quốc Đống vẫn khá lạnh nhạt, chai rượu rum trên bàn đã vơi phân nửa. Khang Chí Khuê cũng biết loại rượu này nên thấy Triệu Quốc Đống vẫn rất tỉnh táo không khỏi bội phục. Triệu Quốc Đống cũng có chút bội phục Khang Chí Khuê. Còn quan chức cao cấp không phải tất cả đều là mụn, ít nhất chỉ trong thời gian ngắn đã đến nhận lỗi. Còn có thể đợi mình tầm nửa tiếng mới tới. Nhìn Trương Thăng và ba cô gái như ngồi trên đống lửa, Triệu Quốc Đống cũng không nhịn được cười. Hắn vỗ vai Khang Chí Khuê rồi nói. Chí Khuê, chắc cũng đến lúc phải về rồi. Lúc rảnh thì cậu tới Hoài Khánh ngồi chơi. Số điện thoại của tôi, cậu cũng có rồi. Khang Chí Khuê biết ý đứng lên xin lỗi mấy cô gái rồi đi ra. Quyển 12, chương 51. Đến khi mọi người lên xe, không khí vẫn khá quái dị. Biểu hiện của Khang Chí Khuê đã hoàn toàn khác trước làm cho mấy người chưa chính thức cảm nhận sự phức tạp của xã hội đã được học một bài rất lớn. Triệu Quốc Đống thật ra không quá để ý. Khang Chí Khuê cũng từ Khang Nhân Lương mà biết tình hình của hắn. Thời buổi này không ai là ngu cả. Với thân phận của Khang Nhân Lương mà muốn tìm hiểu rõ về Triệu Quốc Đống thì cũng không khó. Đương nhiên Khang Nhân Lương cũng không cần giấu gì với con trai của mình. Kiều San lái xe đưa Trương Thăng cùng Kiều Vũ đến Đại học An Nguyên. Tối nay thực tế uống không nhiều, mặc dù Khang Chí Khuê mang chai Louis 13 tới nhưng hầu hết rơi vào bụng y. Triệu Quốc Đống không thích uống nhiều loại rượu cùng nhau. Triệu Quốc Đống suy nghĩ xem mình nên đi đâu. Về tiểu khu Mai Lĩnh thì muộn, có lẽ La Băng đã ngủ. Cù Vận Bạch vẫn ở Thượng Hải, chắc là nên về chỗ chị em từ Xuân Nhạn. Trong thời gian này hắn hay đến chỗ La Băng cùng Trình Nhược Lâm hơn, vì thế khá vắng vẻ chị em từ Xuân Nhạn. Cũng may từ Xuân Nhạn rất biết điều. Cũng không nói gì việc hắn không hay tới, cùng lắm chỉ lộ vẻ u oán mà thôi. Quốc Đống ca, hay là chúng ta đi ngồi đâu đó một chút? Kiều San đột nhiên nói. Triệu Quốc Đống có chút giật mình nhìn hai cô. Hai em có sao không? Gần 12 giờ đêm rồi đó. Dù sao mai cũng là thứ bảy mà, ngủ nướng chút sao đâu ạ. Anh cũng không mấy khi về mà, nếu không anh lại nói bọn em không tiếp anh. Kiều San cười hì hì nói. Tiểu Úc. Bà nói có đúng không? Đồng Úc có chút do dự. Hôm nay cô bị kích thích không nhỏ. Biểu hiện của Triệu Quốc Đống đã phá vỡ cảm giác của cô. Hắn nhẹ nhàng giải quyết chuyện mà ai nghĩ sẽ rất phiền phức. Cô biết Kiều San muốn làm gì. Triệu Quốc Đống bây giờ có vẻ càng lúc càng xa cuộc sống các cô. Cô không như Kiều San, cô sớm không ôm ảo tưởng xa vời nữa. Cuộc sống bây giờ rất tốt, mặc dù vẫn chưa có bạn trai nhưng đó là vì chưa gặp người thích hợp. Đương nhiên cô cũng biết mình vô thích luôn so sánh những người muốn đến bên cô với Triệu Quốc Đống. Bởi vì như vậy nên cô mãi không tìm được ai hài lòng cả. Chẳng qua Kiều San lại khác, có lẽ Tiểu Âu nghĩ thoáng khiến Kiều San bị kích thích. Nói tóm lại Kiều San thường xuyên nói nếu tìm bạn trai thì phải như Triệu Quốc Đống. Nếu không thì cứ như Tiểu Âu cũng được. Thôi về đi, Quốc Đống ca có lẽ mai còn có việc. Thân phận của anh ấy thì hôm nay chúng ta cũng thấy mà. Sợ anh ấy không có bao nhiêu thời gian rảnh đâu. Đồng Úc không dám nhìn vẻ mặt không vui của Kiều San. Triệu Quốc Đống cười thầm trong lòng. Đồng Úc đúng là biết ý. Hắn thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với hai cô. Hắn không muốn biết hai cô nói gì nên hắn bây giờ chỉ muốn nằm xuống ngủ cho ngon. Triệu Quốc Đống biết mặt trời đã lên cao, chẳng qua hắn vẫn muốn ngủ thêm nữa. Người phụ nữ bên cạnh đã dậy từ sớm, chẳng qua chăn vẫn còn hương thơm. Không biết có phải do sức của rượu rum hay không, Triệu Quốc Đống không ngờ lại muốn phải ôm trái ấp. Cũng may Xuân Nhạn ngoan ngoãn nếu không sao hắn được phúc với cả hai chị em cùng lúc. Chẳng qua câu nói cuối cùng của Xuân Nhạn làm Triệu Quốc Đống hơi động tâm. Cô đang trong thời kỳ nguy hiểm, không chừng sẽ dính. Chẳng qua hắn nghĩ Xuân Nhạn đã 32, cô lúc này sao có thể nói không muốn có con. Hắn đã hứa sẽ không hối hận, hắn nợ các cô nhiều nên muốn để các cô có chỗ dựa sau này. Cửa khẽ được mở ra, một cơ thể đẫy đà tiến vào. Có vẻ là muốn xem Triệu Quốc Đống đã dậy chưa.
thấy Triệu Quốc Đống chưa dậy, cô liền đi tới cửa cẩn thận kéo rèm lên một chút, một ánh nắng từ ngoài chiếu vào. Triệu Quốc Đống nghĩa vờ muốn động, cô gái vội vàng chạy ra. Triệu Quốc Đống ngồi dậy cười cười một tiếng, là Thu Nhạn, xem ra lo mình ngủ lâu quá không tốt, lại không dám gọi hắn nên dùng cách này đánh thức hắn. Tối hôm qua hắn nói với các cô hôm nay mình có việc, mà hắn ngủ ngon nên các cô nhất định không đành lòng đánh thức hắn. Hôm nay Tương Uẩn Hoa hẹn Đinh Sâm đi đánh tennis, Đinh Sâm cũng gọi thêm một phó giám đốc sở tư pháp đi theo. Tương Uẩn Hoa hỏi hắn có thể đi không, Triệu Quốc Đống đương nhiên hiểu ý nên sao có thể không đi. Tổ công tác của Sở Công an đã đưa ra ý kiến đề xuất lên cho Đảng ủy Chính pháp tỉnh. Nghe nói Đảng ủy Chính pháp có tranh luận, cuối cùng Sở Công an đứng vững áp lực khắp nơi mà bắt phó chủ tịch xã kia. Việc tạm giam kéo dài một tháng, điều này làm bên cơ quan công an Hoài Khánh có chút bị động. Triệu Quốc Đống đã xem nhẹ khí phách của Nghiêm Lập Dân. Ngay cả hắn không khỏi thừa nhận Nghiêm Lập Dân là người có bản lĩnh. Mặc dù người này hơi hẹp hòi nhưng chuyện càng phức tạp, y càng đứng vững. Ít nhất chuyện này Triệu Quốc Đống đã đoán nhầm. Trần Anh Lộc cũng gọi về hỏi chuyện này, nói có người nhầm vào cục diện đang tốt đẹp của Hoài Khánh. Mà bên Hoài Khánh cũng có người muốn gây chuyện nên không trách được ai. Triệu Quốc Đống bây giờ thật ra lại khá thản nhiên, không còn sự lo lắng bất an như trước. Có vài thứ anh chỉ cần công tâm, thờ ơ lạnh nhạt là có thể nhìn thấu. Nếu cứ chìm vào trong đó thì lại làm cho mình sợ hãi. Chấm. Tôi thấy như thế này Bí Thư Đinh, vấn đề chẳng những phải chia thành hai mà nhìn, hơn nữa còn phải cầu thị. Đây là tác phong cơ bản trong sự nghiệp của đảng ta mà. Triệu Quốc Đống lau mồ hôi, Đinh Sâm lúc này cũng đang thở hổn hển. Tất nhiên đánh một xét làm cho Đinh Sâm tốn không ít thể lực. Đinh Sâm một bên gật đầu ra hiệu Triệu Quốc Đống nói tiếp, một bên cầm lấy khăn lông mà thư ký đưa cho. Thư ký cũng biết ý đặt cốc trà rồi rời đi. Trong sân bóng, Tương Uẩn Hoa đi khá chậm, cũng may vị phó giám đốc sở tư pháp cũng không tốt hơn Tương Uẩn Hoa là mấy. Trình độ hai người cũng tương đương nhau, chỉ là làm cho huấn luyện viên sân tennis rất mệt mỏi. Công việc nhất định sẽ có vấn đề, nó giống như người phải thường xuyên rửa bát mới làm vỡ bát mà. Triệu Quốc Đống từ tốn nói. Trong công việc và cuộc sống chúng ta có nhiều người ăn cơm mà không rửa bát mà. Đinh Sâm nhấp ngụm trà và cười nói. Tiểu Triệu, câu này không đúng rồi. Trên tỉnh rất hài lòng với công việc của Hoài Khánh. Bí thư Ninh Pháp và Chủ tịch Đông Lưu đều tán thành việc đặt mục tiêu cao cho phát triển đô thị, cho rằng quy hoạch đô thị của Hoài Khánh chính là mở đầu cho các đô thị cấp 2, thậm chí cả thành phố An Đô. Đinh Sâm là cán bộ từ tỉnh Xuyên điều tới, nghe nói Tổng Giám đốc trước làm Chủ tịch tỉnh An Nguyên, bây giờ làm Bí thư thành phố Thượng Hải kiêm ủy viên Bộ Chính trị lúc làm Phó Bí thư tỉnh ủy tỉnh Xuyên, Đinh Sâm cũng làm Bí thư thị ủy, rất được Tô Giác Hoa coi trọng. Bây giờ Đinh Sâm là độc lập ở tỉnh An Nguyên. Bí thư Đinh, tôi cũng ủng hộ làm rõ việc này mà. Nhưng tôi phản đối loại người hơi chút là úp mũ cho người khác, hơi chút là làm lớn chuyện. Triệu Quốc Đống bình tĩnh nói nhưng thái độ rất kiên quyết. Đây là hiện tượng không tốt, thậm chí còn ảnh hưởng đến tính tích cực của các đồng chí cán bộ cơ sở. Đinh Sâm cười cười không nói. Thấy Đinh Sâm cười, Triệu Quốc Đống cố làm mình bình tĩnh lai. Lộ tâm trạng đôi khi sẽ phản tác dụng, nhất là trước người lão luyện như Đinh Sâm thì có hiệu quả không lớn. Hoài Khánh lạc hậu quá lâu rồi, mọi người bây giờ đều hy vọng có thể tận dụng thời gian làm việc, làm cho dân chúng có thể chính thức cảm nhận sự thay đổi của Hoài Khánh, không chỉ ở mảng xây dựng thành thị. Triệu Quốc Đống thở dài nói. Quyển 12, chương 52. Cuộc nói chuyện với Đinh Sâm đạt kết quả khá tốt, Triệu Quốc Đống quen với giọng tỉnh Xuyên của Trần Anh Lộc nên cũng nghe quen tiếng của Đinh Sâm. Nhất là khi nói tới trà trúc Diệp Thanh, hai người như có nhiều tiếng nói chung. Đinh Sâm cũng biết đây không phải Triệu Quốc Đống cố ý lấy lòng nên tìm hiểu sở thích của mình. Y có thể nhận ra Triệu Quốc Đống rất thích trà trúc Diệp Thanh. Hai người chỉ nói chuyện về trà đạo nhưng không nhắc thêm chút nào về công việc nữa, điều này làm Đinh Sâm có chút ngạc nhiên. Người còn trẻ như vậy mà giỏi nhẫn nhịn đến thế, đúng là hiếm có. Triệu Quốc Đống không rõ quan hệ giữa Tương Uẩn Hoa và Đinh Sâm. Nhưng vị phó giám đốc sở tư pháp kia nhất định có quan hệ rất gần với Đinh Sâm. Có thể cùng Đinh Sâm đến đây đương nhiên cũng có thú vị. Triệu Quốc Đống cũng không hỏi gì nhiều. Chuyện không liên quan đến hắn, hỏi nhiều vô ích. Hôm nay làm người ta khá vui vẻ, đây không hoàn toàn do Triệu Quốc Đống muốn giải thích chuyện ở Khánh Châu với Đinh Sâm, mà là có thể có cơ hội trao đổi quan niệm trong công việc của mình với Đinh Sâm. Ít nhất có thể để lãnh đạo hiểu rõ ý đồ trong công việc của mình.
có những lúc lãnh đạo hiểu hay không chỉ là một quan niệm mà thôi. Đến cuối cùng Đinh Sâm cũng không nhắc nửa lời về chuyện ở Khánh Châu. Triệu Quốc Đống cũng chỉ là vô tình tùy ý bình luận hai câu, hơn nữa hắn cũng tỏ thái độ Hoài Khánh sẽ rút kinh nghiệm từ việc này. Ra khỏi Hồ Vân Loa, mặc dù ngồi trong xe nhưng Triệu Quốc Đống vẫn có thể cảm nhận rõ ràng luồng khí nóng đập vào mặt. Khi đi ngang qua khảo sát hoa viên, một xe Honda Accord chạy ra. Ân Cảnh Tùng ngồi ghế sau mà lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Y đang tranh luận gì đó với vợ. Triệu Quốc Đống có chút tò mò. Hắn nhìn đồng hồ thấy cũng đến giờ ăn trưa. Ân Cảnh Tùng bình thường không muốn ra ngoài, hôm nay sao lại đến đây vậy? Ân Cảnh Tùng đúng là đang rất buồn bực. Con gái sắp vào năm thứ hai đại học, theo y thấy cũng là người hiểu chuyện nhưng sao còn ấu trĩ đến thế? Một đám bạn học vây quanh sảnh khách sạn, mỗi người đều thò cổ ra đợi ai đó. Chẳng lẽ không biết nghĩ sao? Người ta không muốn ra thì sẽ chờ hết ngày sao? Chẳng qua vợ lại bao che cho con gái. Hơn nữa con gái cũng đâu đứng riêng một mình, còn cả đám Phạm Vi nữa chứ. Mấy người đợi từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối, Ân Cảnh Tùng cũng chỉ có thể ngồi trong xe mà đợi. Nghĩ vậy Ân Cảnh Tùng không khỏi có chút tức giận. Mình có gặp lãnh đạo tỉnh ủy cũng không đến mức lâu như vậy. Y đúng là không muốn đợi thêm nữa nhưng con gái quá cố chấp, muốn đợi đến cùng. Hôm nay lại được nghỉ, con gái lo con gái một mình ở khách sạn nên cũng muốn đợi cùng. Vì thế Ân Cảnh Tùng không biết mình nên đi đâu. Sảnh khách sạn đầy phóng viên, mà đám fan như Tiểu Uyển cũng càng nhiều hơn, vây kín cả sảnh. Cũng may bên ngoài khách sạn có nhiều chỗ trồng cây xanh, hơn nữa bây giờ cũng không phải là lúc 2, 3 giờ chiều nắng gắt, nếu không phơi nắng không chết mới là lạ. Điện thoại vang lên, Ân Cảnh Tùng cầm nhìn và có chút buồn bực. Triệu Quốc Đống này sao đột nhiên gọi cho mình? Alo, thị trưởng Triệu, tôi ra ngoài có chút chuyện. Ồ, anh cũng ở đây. Ôi, không có gì, đều là Tiểu Uyển nghe theo bạn học nên muốn gặp nữ ngôi sao kêu Lâm Tuệ gì gì đó. Đúng, tôi và vợ đã phải chờ 4 tiếng rồi. Tôi thấy tiếp tục đợi thì ngôi sao không gặp được mà mình lại ngã xuống. Hừ, lúc trước có hai cô bé đã ngã đó. Được, rồi, không nói việc này nữa. Ai bảo hâm mộ người ta làm gì chứ? Đám phóng viên cũng vậy. Đợi đầy trong sảnh, tôi thấy gặp bí thư tỉnh ủy cũng không khó đến thế. Triệu Quốc Đống cảm thấy có chút thú vị, Ân Cảnh Tùng có lẽ đợi đến độ mất hết kiên nhẫn. Ân Cảnh Tùng hiếm khi tức giận đến thế, Ân Cảnh Tùng bình thường đều rất bình tĩnh, không có gì làm y đổi sắc. Bây giờ thì hay rồi, Ân Cảnh Tùng oán giận, có lẽ với con gái nên mới thành như vậy. Được rồi chủ nhiệm Cảnh Tùng, anh lên tầng 2, ở đó có quán cà phê cũng được. Tiểu Uyển muốn chờ ở dưới thì anh cứ để đó. Các cô bé bây giờ là như vậy mà, hâm mộ ngôi sao. Chúng ta không phải cũng có thời trẻ sao. Qua giai đoạn này là tốt rồi. Triệu Quốc Đống an ủi Ân Cảnh Tùng một chút. Tiểu Uyển có thể đỗ vào Đại học An Nguyên mà anh còn không hài lòng sao. Khi vợ chồng Ân Cảnh Tùng lên, Ân Cảnh Tùng mặt vẫn xa sầm lại, chỉ có vẻ mặt của vợ còn đỡ. Xem ra hai vợ chồng vẫn còn không làm hòa. Ở đây, lão Ân, Nhâm tỷ. Hai người uống gì? Triệu Quốc Đống cười hì hì nói. Tiểu Uyển không chịu lên sao? Hừ, có thể lên được sao? Sợ vừa lên thì ngôi sao sẽ đi ra nên không nỡ. Tôi không phải thành tội nhân thiên cổ sao? Ân Cảnh Tùng hừ một tiếng nói. Tôi thấy bây giờ mình có bị bệnh cũng không bằng nữ ngôi sao đi ra đâu. Ông nói gì thế? Sao toàn nói mấy lời không hay vậy? Tiểu Uyển làm sao? Không phải thích đến xem ngôi sao sao? Có đến mức khiến anh tức như vậy không? Có phải là cảm thấy ở đây với Tiểu Uyển cả chiều làm anh mất mặt không? Tiểu Uyển từ nhỏ đã bao giờ làm anh phiền không? Chỉ đợi một lúc mà anh không nhịn được sao? Không nhịn được thì đi rước đi, để mẹ con em ở đây đợi. Em cho anh 300, anh tự về đi. Vợ Ân Cảnh Tùng làm giáo viên tiếng Anh ở trường Nhất Trung Hoài Khánh, bình thường khá thân thiện. Triệu Quốc Đống biết đây là người phụ nữ hiểu hậu, không ngờ nói lợi hại đến vậy, thoáng cái làm Ân Cảnh Tùng á khẩu. Mặt mày khó coi nhưng không dám phản kích. Ha ha, lão Ân, Tiểu Uyển cũng là cô bé hiểu chuyện mà. Thời trẻ thì luôn có giấc mộng của mình, chúng ta không thể ép tư tưởng của mình lên thanh niên mà. Đây cũng không phải việc gì xấu, người nếu không có giấc mộng thì mới không có ý nghĩa gì. Triệu Quốc Đống cười cười trêu chọc. Tôi còn nghe nói con lão Tần cũng học cùng đại học với Tiểu Uyển, có vẻ cậu ta muốn theo đuổi Tiểu Uyển nhà anh đó. Ân Cảnh Tùng nghe Triệu Quốc Đống khen con gái mình nên cũng thầm vui. Y ho nhẹ một tiếng. Chuyện bọn trẻ, chúng ta là người lớn không nên xen vào quá nhiều.
chẳng qua tôi thấy mấy đứa tuổi còn trẻ không nên tính tới việc này quá sớm. Vợ Ân Cảnh Tùng thấy chồng mình có chút đắc ý nên không nhịn được trừng mắt nhìn y. Vừa nãy còn kêu than, bây giờ nghe thị trưởng Triệu khen Tiểu Huyền tốt liền không biết phương hướng đâu cả. Lão Ân, anh và Nhâm tỷ còn chưa ăn tối phải không? Hay là chúng ta cùng ăn, cũng không biết lúc nào ngôi sao kia xuất hiện mà. Triệu Quốc Đống nhìn đồng hồ thấy đã 7 giờ tối. Ai nói không phải chứ? Vốn nói là Lâm Tuệ sẽ tổ chức cuộc gặp mặt fan nhưng nói là sáng đã thông báo hủy. Chẳng qua Tiểu Huyền nhà tôi và bạn học của nó không biết, không ít người từ xa tới, xa như vậy đến cũng không dễ mà. Hơn nữa cũng thấy nhiều phóng viên đợi ở sảnh khách sạn nên cảm thấy ngôi sao sẽ đi ra. Chẳng qua đợi mấy tiếng mà không thấy bóng người đâu cả. Đi hỏi thì được trả lời Lâm Tuệ mệt muốn nghỉ ngơi. Vợ Ân Cảnh Tùng thở dài nói. Ngôi sao này đúng là quá ra vẻ, ra gặp fan một chút có sao đâu. Khó như vậy sao, bọn họ không phải dựa vào fan mới có thể kiếm tiền ư. Triệu Quốc Đống cũng biết Lâm Tuệ này. Lâm Tuệ vốn là một cô gái theo đuổi giấc mơ thành ca sĩ nhưng sau đó được một công ty ca nhạc lăng xê. Năm trước Lâm Tuệ hát bài Bạch Từ nên nổi tiếng cả nước. Ngay sau đó còn đưa ra mấy đĩa hát, mặc dù không bằng bài trước nhưng coi như được khán giả chấp nhận. Hơn nữa cô bé này trông cũng đẹp, lại được công ty điện ảnh mời đóng hai bộ phim, coi như hợp trào lưu hát rồi đi biểu diễn. Nghe nói có một vị đạo diễn nổi tiếng nói Lâm Tuệ có tài năng diễn xuất, cổ vũ phát triển trong làng điện ảnh. Triệu Quốc Đống có ấn tượng với Lâm Tuệ bắt đầu từ năm trước. Lâm Tuệ này hình như cũng được mời quảng cáo cho nước suối Thương Lãng, được người đánh giá cao. Quyển 12, chương 53. Triệu Quốc Đống cũng không ngờ một cô gái ngạo mạn lại dễ khóc như vậy. Bao fan đợi bên ngoài khách sạn, cô này mà dám không ra mặt thì có lẽ là sẽ bị giới truyền thông và fan hâm mộ đánh cho tơi bời hoa lá. Triệu Quốc Đống cũng chẳng có nhiều thiện cảm đối với cái gọi là ngôi sao giải trí, không nói tới mấy cái quy tắc ngầm mà chỉ riêng diễn xuất của những người này thì hắn đã không nhìn quen rồi. Cho nên khi thấy Triệu Đức Sơn chơi bời trong giới giải trí thì hắn cũng coi như mắt điếc tai ngơ, đồng thời cũng nói cho Triệu Đức Sơn biết rằng nếu muốn tìm một người mang về nhà thì phải tìm người đáng tin cậy, nếu không qua được cửa ải của mình thì nên bỏ sớm trước khi quá muộn. Cũng may Triệu Đức Sơn đúng là một tên không tim không phổi. Một mực khăng khăng bảo rằng mình chỉ vui đùa một chút thôi chứ cả đời này không nghĩ tới việc kết hôn, chứ chưa nói tới việc tìm vợ trong giới giải trí. Ngay khi Triệu Quốc Đống còn đang nghĩ về Triệu Đức Sơn thì hắn lại không biết rằng đứa em mình đang ở cách hắn không đầy 100 mét. Anh nói cho em biết, thời nay nhìn người cũng giống như đầu tư, nhất định phải chọn cổ phiếu có tiềm lực lâu dài, đầu cơ ngắn hạn hoặc là cưỡi ngựa xem hoa thì sẽ chẳng có kết quả gì lớn, tập đoàn Thương Lãng bọn anh chưa bao giờ đầu tư thiển cận. Bọn anh chỉ làm việc có lợi. Triệu Đức Sơn ngồi trước cửa sổ nhìn cảnh đẹp qua rèm cửa, trông hắn khá tự tin. Vậy vì sao Thương Lãng các anh lại không lên thị trường chứng khoán? Khi Lâm Tuệ cười làm lộ rõ chiếc răng khểnh trắng bóng trông khá bắt mắt, lấy mấy lời cầm thú của Triệu Đức Sơn mà nói thì đây là một nét gợi cảm mang phong cách riêng, Nhâm Nhi thưởng thức hương vị này thì tuyệt đối không hề tầm thường. Làm sao em biết Thương Lãng không lên thị trường chứng khoán? Triệu Đức Sơn cười đầy thần bí và hỏi ngược lại, hắn rất thích trêu chọc cô gái này, mỗi khi cô gái này cười đều khiến người đối diện như được đắm chìm trong ánh mặt trời. Thương Lãng muốn lên thị trường chứng khoán sao? Lâm Tuệ ngẩn ra rồi nhanh trí hỏi. Sao tới bây giờ cũng chưa nghe nói nhỉ? Không phải hiện giờ em nghe thấy anh nói đến sao? Triệu Đức Sơn nói một cách tùy tiện. Đâu phải nhất thiết lúc nào cũng phải đi qua con đường đầu cơ cổ phiếu đầy mưa gió. Huống chi bọn anh cũng không phải đưa toàn bộ lên thị trường chứng khoán, lại càng không chọn thị trường chứng khoán nội địa. Không đưa toàn bộ lên thị trường chứng khoán, đây là ý gì? Lâm Tuệ hiển nhiên biết người đàn ông ngồi cạnh muốn mình chú ý, nhưng cô cũng rất có hứng thú với đối phương. Danh từ Toản Thạch Vương Lão Ngũ vẫn luôn gán ghép cho mấy người chuyên gây chuyện xấu này. Bộ phim Toản Thạch Vương Lão Ngũ được chiếu năm 1986 với hai diễn viên nổi tiếng là Ngô Khải Hoa và Cung Tử Ân đóng. Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thương Lãng là kẻ phóng đãng, chơi bời nhưng mà cũng có ngoại lệ, bất kể cô gái nào đã từng qua lại với hắn thì dù có chia tay cũng chưa từng thấy ai nói xấu về hắn. Hơn nữa bản tính người này trọng nghĩa khinh tài có tiếng trong giới giải trí, từng có hai nữ minh tinh trong giới giải trí đã qua lại rồi chia tay với hắn nhưng khi gặp khó khăn thì hắn đều tương trợ to lớn mà không hề do dự. Chỉ bằng điểm này thì hắn có thể thoải mái ở trong giới giải trí như cá gặp nước, mọi người đều sẵn lòng kết giao với hắn. Tập đoàn Thương Lãng bọn anh quá lớn, không muốn đưa toàn bộ lên thị trường,
chẳng qua như vậy sẽ khiến dân chúng có cảm giác khép kín, do đó tập đoàn có lẽ sẽ chia tách một ít nghiệp vụ rồi đưa lên thị trường. Triệu Đức Sơn nói với vẻ rất tùy ý. Sao thế, em cảm thấy hứng thú với đầu tư chứng khoán à? Có thể kiếm tiền thì ai mà chẳng hứng thú? Lâm Tuệ mỉm cười, ánh mắt như có phóng điện khiến một tay hái hoa sành sỏi như Triệu Đức Sơn cũng không kìm nổi rung động. Không biết có thể nhân lúc công ty các anh lên thị trường chứng khoán để kiếm ít tiền được không? Ồ, chỉ e là không được, trình tự lên thị trường chứng khoán Hồng Kông phức tạp mà lại chính quy, không giống như bên nội địa này, có điều em cũng không cần phải tốn tâm tư vào cái đó. Em chỉ cần an tâm phát triển sự nghiệp của mình thì với xu thế phát triển của em thì sao còn có thể thiếu thứ này được. Triệu Đức Sơn cự tuyệt đối phương một cách dứt khoát, có những lúc hắn càng tỏ ra kiên quyết, mạnh mẽ thì phụ nữ sẽ lại càng tin hắn. Lâm Tuệ cũng không tức giận, nếu như người đàn ông nào cũng dễ dàng bị mình hấp dẫn thì loại người này cũng không đáng tin. Sơn ca, thời này nào có dễ dàng như vậy? Thời nay ca sĩ, diễn viên đều dựa vào tuổi thanh xuân mà kiếm cơm, tiền kiếm được cũng chẳng đáng là bao, lại tranh đấu đủ loại, thanh xuân của phụ nữ có được bao nhiêu chứ? Tuổi xuân tươi đẹp thoáng cái là qua, làm sao còn có cơ duyên tốt như vậy, cho nên em muốn tranh thủ phát triển một chút về điện ảnh, truyền hình. Trình đạo cũng đã nói với em nhưng giờ muốn tìm một bộ phim có đề tài hay thì không dễ dàng gì, hơn nữa còn có đầu tư mới được. Lâm Tuệ cũng có hơi cảm khái. Sơn ca, quy mô tập đoàn Thương Lãng các anh lớn như vậy mà vì sao lại không mở rộng sang ngành giải trí một chút, hiện nay ngành này cũng đang thịnh, rất đáng để một tập đoàn tài chính lớn như các anh quan tâm tới đó. Triệu Đức Sơn cũng đã lăn lộn bao năm trong giới giải trí nên cũng biết nó không ồn ào náo nhiệt như bên ngoài tưởng tượng. Ca hát hay truyền hình có thể kiếm tiền hay không? Có thể, thực lực, năng lực hành động, đề tài, mặt khác cũng phải xem vận may, lên đỉnh và xuống dốc có lẽ chỉ cách nhau chút xíu. Theo sự phát triển mạnh mẽ của thị trường văn hóa đại lục, giới giải trí Hồng Kông và Đài Loan đầy rực rỡ và sáng lạn cũng đã bắt đầu tiến quân vào thị trường giải trí nội địa khiến cho lớp thế hệ mới ở nội địa gặp cạnh tranh kịch liệt. Một tài năng mới hôm nay có thể sáng lạn huy hoàng nhưng ngày mai có lẽ sẽ vụt tắt và dần dần biến mất khỏi cơn sóng ngôi sao đang bắt đầu nổi lên. Làm thế nào để nắm chắc bản thân, tìm một vị trí thích hợp cho mình để tỏa sáng lâu dài, đây chính là câu hỏi của vô số các ngôi sao đã và sắp tỏa sáng cũng như đám người đại diện của bọn họ đang tìm câu trả lời. Hát hay, diễn tốt thì đều có thể lên TV nhưng muốn phát triển thì chỉ có ở điện ảnh, đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ của nhiều người cố hết sức thoát khỏi hình tượng đơn độc. Việc trở thành đại sứ cho hãng này hay người phát ngôn hình ảnh cho hãng khác là loại phương thức có thể giành được sự chú ý của mọi người, chỉ có như vậy thì bọn họ mới không bị xã hội quên lãng, thậm chí một bộ phận còn không tiếc dùng một vài cách khác thường để gây sự chú ý. Nói một cách tương đối, nếu có thể phát triển sự nghiệp điện ảnh thì càng có thể kéo dài được thời gian tồn tại trong giới giải trí tàn khốc, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu đám nghệ nhân ca hát có chút thành tựu thường hy vọng có thể nhận được sự thừa nhận của giới điện ảnh. Nhưng muốn nhận được sự thừa nhận của giới điện ảnh thì không dễ dàng như ở ngành ca hát, yêu cầu cao cùng với tiêu chuẩn ngặt nghèo đều khiến rất nhiều người không dám hỏi tới, nếu không có đủ thực lực hùng hậu mà mơ mộng vượt qua bước này thì sẽ trở thành trò cười. Thực lực này không phải chỉ là mức độ phổ biến và năng lực biểu diễn của anh, mà quan trọng hơn đó là anh phải có được sự hậu thuẫn của một tổ chức có nền kinh tế hùng hậu hay thậm chí là có ảnh hưởng rộng khắp trong ngành, đây cũng chính là quy tắc ngầm đang thịnh hành. Cái nghề điện ảnh và truyền hình này thì Thương Lãng bọn anh chưa quen lắm, mà xưa nay Thương Lãng bọn anh đã không quen thì không làm. Triệu Đức Sơn trả lời một cách phong độ. Đây chính là nguyên tắc của Thương Lãng bọn anh. Nhưng sao anh không thử làm quen xem? Em nghe anh nói lúc đầu Thương Lãng tiến quân vào ngành dược thì chẳng phải cũng như vậy sao? Em còn nhớ rõ anh nói cái này gọi là nhảy sang một hướng đi mới, một thế giới mới. Lâm Tuệ chớp chớp khẽ cười và trừng mắt nhìn Triệu Đức Sơn. Triệu Đức Sơn há hốc mồm không biết nói gì, hắn cũng không ngờ trí nhớ của cô gái này lại tốt như vậy, mình chỉ thuận miệng nói vậy mà bị cô này thuộc ngay rồi lại còn dùng để phản kích lại mình. Ha ha, tiểu khấu, em giỏi thật, lời anh nói mấy tháng trước mà em cũng nhớ rõ được. Lúc ấy Thương Lãng bọn anh tiến vào ngành dược cũng coi như là một bước đột phá, nhưng lúc đó bọn anh cũng là nhờ gặp được cơ may, vừa dịp có sẵn Enma thích hợp nên bọn anh mới hạ thủ thôn tính. Còn nếu muốn bọn anh vô duyên vô cớ tiến vào một lĩnh vực mà bọn anh còn xa lạ thì anh nghĩ Thương Lãng sẽ không làm. Triệu Đức Sơn cũng không còn là Triệu Đức Sơn cái gì cũng nói ra miệng như ngày xưa, cho dù là sơ sót thì cũng đều có thể trở về lành lặn. Vậy tại sao lại không thể thử đột phá vào ngành điện ảnh và truyền hình một chút?
Lâm Lộc dường như cố ý muốn đấu võ mồm cùng Triệu Đức Sơn. Anh không phải cũng đi lại nhiều trong giới giải trí sao, quan hệ tốt như vậy thì sao lại không thể kiếm thành tích từ ngành này? Biết đâu lại có thể mở ra được một thế giới mới, đến lúc đó có khi anh lại phải cảm tạ em đã chỉ điểm con đường này cho anh đấy chứ. Ha ha, vậy thì xin cảm ơn Tiểu Khấu, chẳng qua bây giờ Thương Lãng chưa tính tới phương diện này. Em cũng biết nghiệp vụ của Thương Lãng hiện giờ đã khá lớn, nếu mà phân tâm thì sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Tuy rằng cá nhân anh rất thích ngành điện ảnh và truyền hình nhưng loại chuyện này thì anh không làm chủ được. Triệu Đức Sơn cười hì hì nói. Loại nghiệp vụ phát triển ra bên ngoài như này thì phải cần hội đồng quản trị nghiên cứu, một mình anh thì nào có quyền lực lớn như vậy được. Lưu Nham cười quyến rũ như không tin. Ai cũng biết Tổng Giám đốc Tập đoàn Thương Lãng là em trai người này. Người bên ngoài vẫn luôn suy đoán xem hai anh em bọn họ chiếm bao nhiêu cổ phần trong Tập đoàn Thương Lãng, nhưng cũng có thể đoán anh em bọn họ nắm giữ cổ phần khống chế tuyệt đối. Chỉ có điều cái tên em trai làm Tổng Giám đốc của hắn thì lại khá thần bí. Rất hiếm khi lộ diện trước công chúng và không nhận phỏng vấn, lần nào cũng đều là một phó giám đốc thường trực hoặc là một vị phó giám đốc phụ trách tài chính tiếp đón, đối ngoại. Chỉ có vị Sơn ca này là còn hay lộ diện, có điều tên này lại hay xuất hiện trong các hoạt động của giới giải trí, mấy bài báo về phương diện tài chính và kinh tế thì về cơ bản là không thấy có tên hắn. Lâm Tuệ có thể coi là một cục cưng nổi tiếng trong giới giải trí hiện nay, lại đóng quảng cáo của nước suối Thương Lãng. Thế mà cô cũng chỉ được gặp qua người em trai quỷ bí của hắn có một lần nên khiến Lâm Tuệ khá tò mò. Lâm Tuệ cũng biết bây giờ nói tới việc này thì hơi sớm. Chẳng qua cô biết Triệu Đức Sơn vẫn luôn có ý phát triển ngành sản xuất truyền hình, đối với loại người giàu có như này thì đầu tư vào một công ty chế tác điện ảnh truyền hình cũng không phải việc gì khó. Năm trước Tập đoàn Thương Lãng đã lọt vào danh sách 10 tập đoàn tư nhân lớn nhất cả nước. Mặc dù chưa đưa lên thị trường chứng khoán nhưng ai cũng tin anh em Triệu Thị nhất định có tên trong bảng Forbes. Chỉ có điều anh em Triệu Thị từ xưa tới nay đều từ chối phát biểu, khiến cho người ngoài cũng phải chịu. Ý của Lâm Tuệ hiện giờ là bám chắc vào vị trí hình ảnh quảng cáo cho nước suối Thương Lãng. Đây không chỉ là khoản lợi nhuận thu được mà trọng yếu hơn chính là mang đến nhiều cơ hội cho mình có thể tiếp xúc với vị con cả Triệu gia. Cô cũng không biết rằng Triệu Đức Sơn không phải con trai cả mà cô chỉ biết rằng Triệu Đức Sơn là con thứ, ngoại trừ người em trai làm tổng giám đốc kia thì hình như còn có một chị gái lớn mà thôi. Quyển 12, chương 5-14. Tiếng điện thoại cắt đứt màn đấu khẩu khá vui vẻ giữa Triệu Đức Sơn và Lâm Tuệ. Lâm Tuệ chú ý thấy Triệu Đức Sơn hơi nhíu mày, khẽ liếc mắt liếc nhìn màn hình di động của Triệu Đức Sơn thì thấy hai chữ Trường Xuyên. Hình như người em trai làm tổng giám đốc của hắn tên là Triệu Trường Xuyên, là em trai của hắn gọi điện thoại tới. Triệu Đức Sơn dường như nhận ra sự chú ý của Lâm Tuệ, vì tỏ vẻ thân cận nên Triệu Đức Sơn chỉ khẽ gật đầu mà không hề rời đi. Chuyện gì vậy, Trường Xuyên? Ừ, anh ở Ando, đúng, khách sạn Hoa Viên, không phải do công ty bố trí sao? Triệu Đức Sơn cảm thấy quái lạ, từ lúc nào mà Trường Xuyên lại quan tâm tới việc mình về Ando thì ở đâu thế này? Ừ, đang ở cùng nhau. Lâm Tiểu Thư không thoải mái lắm cho nên định không tham gia hoạt động, không có trở ngại gì, ngày mai đương nhiên sẽ tới dự nghi thức cắt băng khởi công hạng mục, sẽ không bị ảnh hưởng gì. Em nói gì, không tham gia? Không ký hợp đồng nữa, đổi người. Giọng Triệu Đức Sơn to hẳn lên, đôi lông mày thô lập tức dựng ngược lên, cơn tức giận bùng phát. Con mẹ nó, là ai quyết định, em hay là Khuất Bình? Là ai mà không nói gì đã dám nói không cho Lâm Tuệ làm người quảng cáo cho nước suối Thương Lãng nữa, ai có gan lớn như vậy? Triệu Đức Sơn nổi trận lôi đình, hắn là phó tổng giám đốc tập đoàn, hơn nữa còn được phân công quản lý khối kinh doanh nước suối, đừng nói là Khuất Bình. Cho dù Trường Xuyên thì cũng không được, nếu không đưa ra được nguyên nhân thì Triệu Đức Sơn hắn sẽ chịu để yên. Sắc mặt Lâm Tuệ liền trở nên trắng bệch, một người thông minh như cô mà sao cũng không nghe ra là ai nói trong điện thoại. Mình và Thương Lãng sắp đến lúc ký hợp đồng, đảm nhận làm người quảng cáo cho nước suối Thương Lãng không chỉ thu được một khoản tiền lớn mà nó còn trợ giúp rất lớn cho sự phát triển sau này của mình. Thương Lãng là một tập đoàn lớn đang hô phong hoán vũ trên thị trường sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Có lời đồn rằng sản phẩm của bọn họ đại biểu cho hình tượng bảo vệ sức khỏe, Lâm Tuệ còn đang trông cậy xem lần này có thu hoạch được gì không. Lâm Tuệ cũng biết có không ít người đại diện của Minh Tinh đều có chú ý với hợp đồng này, trong đó còn có mấy người khá tiếng tăm, hình tượng và mức độ nổi tiếng cũng không hề kém người của mình. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này nên khi Triệu Đức Sơn đề xuất bảo cô tới Ando làm khách quý tham gia nghi thức cắt băng khởi công hạng mục thì cô lập tức đáp ứng ngay,
thậm chí còn từ chối phí biểu diễn không phải đều vì tính toán lợi ích lâu dài sao? Triệu Trường Xuyên đang ở Thượng Hải dường như cũng cảm nhận được cơn tức giận ở Ando qua điện thoại, chẳng qua lúc này tâm trạng của hắn lại tốt một cách đặc biệt, có thể cảm thụ cơn tức của nhị ca cũng là chuyện mới mẻ hiếm khi gặp được, có điều lúc này đây hắn cũng có kinh ngạc nhất định. Bọn em không ai làm gì cả, là đại ca vừa mới gọi điện thoại tới nói, em cũng không biết nguyên nhân. Triệu Trường Xuyên vừa che điện thoại vừa âm thầm cười trộm. Em nói cái gì, đại ca, không có khả năng, sao đại ca lại quản loại chuyện lông gà lông vịt này? Em lừa anh phải không? Triệu Đức Sơn kêu to lên. Anh tin hay không thì tùy, nếu không thì anh gọi thẳng đại ca mà hỏi đi. Tiếng của Triệu Trường Xuyên trong điện thoại cứ ngân nga kéo dài khiến Triệu Đức Sơn nghe thấy vừa tức vừa vội, loại chuyện như này thì Trường Xuyên không thể nào nói đùa với mình, thằng này cũng không có thói quen đùa giỡn với người khác. Trường Xuyên, em nói cho anh biết rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Vì sao đại ca lại hỏi tới chuyện này? Không nguyên tắc gì cả. Cứ nghĩ đến khuôn mặt của đại ca mình là Triệu Đức Sơn lại có phần khiếp đảm, hắn không tin Trường Xuyên lại không biết thông tin gì cả, đại ca cũng không phải là người không hiểu đạo lý. Vô duyên vô cơ lại yêu cầu công ty hủy hợp đồng với Lâm Tuệ được. Có phải chú lén lút giở trò quỷ gì ở bên đó với anh hay không? Anh hai, anh nghĩ lại đi, có khi nào em quản tới chuyện của anh hay không? Lúc này Triệu Trường Xuyên đang ở trong phòng làm việc mà cảm thấy buồn cười đau cả ruột nhưng lại không dám bật cười thành tiếng. Lẽ nào lại là cái thằng Vân Hải nhát như thỏ kia lại chọc ngoáy gì anh trước mặt đại ca? Triệu Đức Sơn nghi ngờ hỏi, không có khả năng. Thằng Vân Hải này anh cũng lâu rồi không gặp, không phải nó vẫn luôn ở bên Quảng Châu hay sao? Nó không rảnh rỗi tới mức ấy chứ. Nhị ca, em thấy vấn đề là từ người anh đó, vừa rồi đại ca gọi điện thoại tới rất tức giận, nói Lâm Tiểu Thư là một nghệ sĩ không có đạo đức nghề nghiệp và nhân tình, không thích hợp đảm nhiệm làm người quảng cáo cho Thương Lãng, muốn em cân nhắc đổi cô ấy đi. Anh cũng biết tính đại ca mà, nói một không hai nên em cũng không dám hỏi nhiều. Cũng không biết Lâm Tiểu Thư đắc tội với đại ca chuyện gì mà khiến đại ca có ấn tượng xấu, hình như đại ca đang ở Ando. Thấy Triệu Đức Sơn nghi thần nghi quỷ, Triệu Trường Xuyên buồn cười gần vỡ bụng, chỉ có điều hắn cũng biết loại chuyện này có chừng có mực, nếu không Đức Sơn mà biết rõ nội tình thì dù không dám nói to trước mặt đại ca nhưng sẽ gào thét trước mặt mình mất. Hả? Triệu Đức Sơn chấn động. Trường Xuyên, em hãy gọi ngay cho đại ca hỏi xem, rốt cuộc là có chuyện gì, biết đâu lại có sự hiểu lầm gì đó. Triệu Trường Xuyên hiển nhiên là bắt chẹt một phen, đến khi Triệu Đức Sơn bị bức hứa hẹn đủ thứ này nọ thì Triệu Trường Xuyên mới đáp ứng. Lâm Tuệ chú ý tới Triệu Đức Sơn xưa nay là người rất tùy tiện, không để chuyện gì vào mắt chứ hiếm thấy khẩn trương như lúc này, tuy rằng đã cố gắng giữ bình tĩnh trước mặt mình nhưng vẫn không che giấu nổi vẻ nôn nóng. Sơn ca, anh còn có đại ca à? Lâm Tuệ bình tĩnh hỏi lại. Có phải là có người muốn đào tường, hất em đi để thế vị trí người nước suối Thương Lãng không? Triệu Đức Sơn lắc đầu, nói với giọng bồn chồn. Không có chuyện đó, anh của anh chưa bao giờ quản tới mấy chuyện còn con như này. Chẳng qua không biết vì nguyên nhân gì mà anh tôi lại có hiểu lầm về cô, nên mới đòi đổi. Chuyện còn con, Lâm Tuệ không nhịn được phải than thở, đây là chuyện liên quan đến khoản phí dành cho người quảng cáo. Biết bao nhiêu người tốn bao tâm trí luồn cúi mà ở trong mắt đại ca của Triệu Đức Sơn thì lại là chuyện còn con sao? Nhưng em chưa bao giờ biết đại ca của anh mà. Lâm Tuệ biện bạch noi, thanh danh của mình trong giới từ trước giờ đều tốt, ngay cả giới truyền thông cũng chưa tìm ra tì vết nào về mình. Cũng chính bởi vì hiện nay đang qua lại với Triệu Đức Sơn nên mới phải hết sức cẩn thận, tránh dẫn tới mấy điều phiền toái không cần thiết. Anh cũng cảm thấy kỳ quái, anh của anh chưa bao giờ qua lại với người trong giới giải trí, lại cũng không có bạn bè trong giới giải trí, làm sao lại có ấn tượng không tốt với em được nhỉ? Triệu Đức Sơn đang rất khó hiểu. Theo lý thuyết thì thanh danh Lâm Tuệ khá tốt, cho dù đại ca có thấy được tin tức gì trên truyền thông thì cũng không nên tin hết mới đúng, sao lại đột nhiên gọi điện cho Trường Xuyên kêu đổi cô. Sơn ca, đại ca của anh làm gì? Lâm Tuệ thật sự không nhịn được, tuy rằng biết rõ Triệu Đức Sơn sẽ không trả lời vấn đề này, nhưng cô vẫn không kiềm chế được sự tò mò trong nội tâm của mình, hình như là không có ai biết anh em Triệu thì còn có một đại ca. Xem bộ dạng này thì dường như ở Triệu gia còn có một người có tiếng nói quyết định. Anh của anh, ôi, em cũng đừng hỏi, anh ấy không phải kiểu người như chúng ta. Triệu Đức Sơn ho khan một tiếng rồi chuyển đề tài. Việc này đợi hiểu rõ tình hình đã. Đang nói thì chuông điện thoại vang lên, là do Triệu Trường Xuyên gọi tới. Lâm Tuệ phát hiện mum của Triệu Đức Sơn có phần cổ quái,
miệng há to hồi lâu mà cũng không khép lại, yết hầu lên xuống vài cái rồi mới nghe được hắn thốt ra vài từ. Đại ca thực sự đang ở dưới sao? Anh ấy nói như vậy à? Nhị ca, ai biết chuyện này lại do anh khởi xướng, không phải anh đang ở trong phòng Lâm Tiểu Thư giết thời gian sao? Đáng lẽ Lâm Tiểu Thư phải đi gặp fan hâm mộ, anh thì ngược lại không thèm đi nên Lâm Tiểu Thư chỉ phải tiếp anh, thế là đại ca và bạn khổ sở đứng chờ mấy tiếng đồng hồ ở bên dưới, anh nói đại ca có bốc hỏa hay không? Em thấy chuyện này ai đeo chuông thì người đó phải cởi, anh liệu tới mà giải quyết với đại ca đi. Trong điện thoại Triệu Trường Xuyên nói với giọng vui sướng khiến Triệu Đức Sơn có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Ít nhiều gì thì mình và Trường Xuyên cũng có quan hệ, vậy mà dường như thằng này cứ thấy mình bị ức hiếp là trong lòng lại thấy thoải mái, đây là một loại tâm lý biến thái điển hình. Lâm Tuệ rốt cuộc cũng lộ diện, tuy rằng chỉ có 10, ngắn ngủi, gặp mặt các fan và chọn vài người để ký tên. Sau đó trả lời mấy vấn đề đơn giản rồi rời đi nhưng dù sao cũng coi như đã có một câu trả lời với fan hâm mộ và giới truyền thông. Nhất là lúc cuối Lâm Tuệ còn ở lại xin lỗi, nói rằng người mình không khỏe nên mới chậm trễ xuất hiện, điều này làm cho đám fan hâm mộ và giới truyền thông có phần bất ngờ, loại người nổi tiếng như Lâm Tuệ rất hiếm khi có biểu hiện như vậy. Dưới sự bảo vệ của người đại diện và vệ sĩ tới khi tiến vào phòng ăn thì Lâm Tuệ mới tháo kính râm xuống. Sự có mặt của cô lập tức dẫn tới một trận hoan hô ầm ĩ trong phòng. 5-6 cô bé đều chạy tiến tới vây quanh và chìa quyển sổ ra, có người còn lấy ra cả camera hiếm khi được dùng nữa. Ân Tiểu Huyền hưng phấn tới mức mặt đỏ bừng, đám học sinh đều quay lại nhìn với ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị khiến một cô bé với tâm hồn đơn thuần cũng lần đầu tiên thấy kiêu ngạo. Mặc dù mấy cô bạn học ở trên tỉnh cũng xuất hiện vẻ ao ước, dù sao có thể khiến Lâm Tuệ đến ăn cùng một bữa cơm thì không phải ai cũng có thể làm được. Lần đầu tiên cô cảm thấy kiêu ngạo vì người bố của mình, đúng là bố và Triệu Thúc đã mời Lâm Tuệ đến nơi này. Ân Cảnh Tùng tự nhiên không thấy đơn giản giống như con gái của mình và đám bạn học của nó, nhưng hắn vẫn tỏ vẻ hết sức cảm tạ Triệu Quốc Đống đã thu xếp chu đáo, nhìn thấy con gái mình vừa sung sướng vừa hưng phấn được đám bạn học vây quanh và đẩy vào chụp ảnh chung với Lâm Tuệ, lại thấy vợ mình vui sướng ra mặt thì y vui lây. Y không biết Triệu Quốc Đống vận dụng quan hệ gì mà có thể làm một ngôi sao cao ngạo bắt giới truyền thông đứng chờ đợi mấy tiếng lại đích thân tới đây nhanh như vậy, hơn nữa thái độ lại còn thân thiết và hòa ái nữa. Ký tên chụp ảnh cùng với Tiểu Huyền mà chẳng hề có nửa điểm sốt ruột. Nhưng hắn biết ít nhất thì một cán bộ cấp sở bình thường tuyệt đối không thể làm được. Y có phần cảm động, ít nhất thì Triệu Quốc Đống rất nhiệt tình hỗ trợ. Quyển 12, chương 55. Được đó Đức Sơn. Trưởng thành rồi nên dám để anh của mình ngồi quán cà phê chờ mình ngâm chân suốt cả tiếng đồng hồ, vậy cũng là tiến bộ đó chứ. Triệu Quốc Đống ngửa người tựa vào ghế sofa trêu chọc em trai mình. Anh, em nào biết anh cũng ở chỗ này chứ? Triệu Đức Sơn gãi gãi đầu, cười ngây ngô nói. Vốn là tới tham gia nghi thức khởi công một hạng mục khai phá hợp tác giữa Thương Lãng chúng ta và Thiên Phu ở bên Hồ Lô Châu, Lâm Tuệ cũng chính là khách quý, không có sắp xếp hoạt động nào khác. Ai mà biết có nhiều fan hâm mộ và giới truyền thông đến đây như vậy đâu. Hồ Lô Châu đã tiến vào giai đoạn khai phá mang tính thực chất, công tác chuẩn bị và giải phóng tiền kỳ về cơ bản đã kết thúc, ngay sau đó là sẽ khởi công xây dựng với quy mô lớn. Thành phố An Đô Đại Khái cũng nhận được kinh phí thúc đẩy lớn từ Hoài Khánh, cộng thêm một vài lời đồn từ lãnh đạo tỉnh ta nên khiến cho thị ủy, ủy ban nhân dân thành phố An Đô cũng phải có những hành động lớn chuẩn bị khai thác Hồ Lô Châu, qua đó thể hiện rõ tầm quan trọng của An Đô với tỉnh. Việc này cũng khiến Ủy ban Nhân dân thành phố An Đô phải sửa chữa lại hợp đồng với liên kết Thương Lãng, Thiên Phu, quy mô được mở rộng không ít. Hừ, bớt mấy lời giải thích kiểu này đi, chú tới đây làm gì thì anh mặc kệ, nhưng sao về An Đô mà cũng không nói với anh một tiếng. Sao hả, có phải là sợ anh gõ cái tư tưởng không an phận của chú hay không? Nhìn thấy bộ dạng ngây thơ chân thành của Đức Sơn trước mặt mình là trong lòng Triệu Quốc Đống tự nhiên lại thấy lo lắng, cái loại tình cảm máu mủ này vĩnh viễn chẳng có thứ gì thay thế được. Anh, sao lại nói như vậy, em sợ gì, em là thanh niên chưa kết hôn, chẳng lẽ không được tự do yêu đương sao? Triệu Đức Sơn nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng, cái cụm từ thanh niên chưa kết hôn lại còn được nhấn mạnh như cố ý thị uy với anh trai mình, khiến Triệu Quốc Đống nghe xong trợn trừng mắt. Thấy anh trai trừng mắt nên Triệu Đức Sơn vội vàng chuyển đề tài, cũng lâu rồi hai anh em không có dịp gặp nhau nên tự nhiên là có nhiều chuyện, mãi cho đến khi Triệu Đức Sơn xấu hổ nghe điện thoại thì Triệu Quốc Đống mới hiểu trong khách sạn Hoa Viên này còn có một diễn viên. Triệu Quốc Đống lắc đầu ra hiệu Triệu Đức Sơn có thể đi, hắn muốn ngồi một mình ở đây một lát.
xu thế phát triển của tập đoàn Thương Lãng khá mãnh liệt, nhất là việc hợp tác với Thiên Phu một cách khéo léo nên đã thò tay sang được lĩnh vực buôn bán bất động sản, không chỉ có ở An Đô và Thượng Hải mà hiện tại tập đoàn Thương Lãng còn chủ động hợp tác với các công ty khai thác bất động sản có tiếng ở một số địa phương, vươn tay sang tới Thanh Đảo, Đại Liên, Thành Đô và Nam Kinh. Mục tiêu hoặc là loại biệt thự cao cấp, hoặc là các khu thương mại cao cấp, nhưng tựu chung đều tuân theo một nguyên tắc đó là không làm loại buôn bán bất động sản bình thường. Hiện tại ba khối nước suối, dược và bất động sản đã trở thành ba khối chủ lực của tập đoàn Thương Lãng, nhất là hai khối dược và bất động sản lại đang phát triển rất mạnh, vượt xa khối nước suối và chiếm 80% thu nhập của tập đoàn. Tuy rằng hiện giờ Thương Lãng cũng tốn không ít công sức vào nước suối, ví dụ khai phá nước suối cao cấp, nước bạc Hà Phú Dưỡng, nước rửa mặt chuyên dụng, nhưng đây dù sao cũng đều là những sản phẩm nhỏ lẻ, quay sang nhìn thế phát triển đến dọa người của ngành dược và bất động sản thì tốc độ của khối nước suối này rõ ràng thấp hơn hai khối kia rất nhiều. Ngành dược là khối mà Trường Xuyên tốn không ít tâm tư, số vốn đầu tư vào nghiên cứu và phát triển cũng lớn chưa từng có, tài chính cũng được đổ điên cuồng vào các hạng mục nghiên cứu hợp tác với Việt, Sở Y học, một vài cái trong số đó đã có kết quả to lớn, điều này càng khiến Thương Lãng tin tưởng và tăng cường nghiên cứu sản phẩm mới. Khối nước suối được tách riêng một mình đi ra thị trường cũng đã được đưa lên bàn bạc hàng ngày. Mượn việc giao tiếp với bên Hồng Kông để đưa lên thị trường chứng khoán, thực hiện quốc tế hóa, củng cố định mức thị trường quốc nội, tiến ra thị trường quốc tế nhất là mở rộng thị trường Đông Nam Á cũng là một sự lựa chọn. Tập đoàn Thương Lãng làm được như thế là điều mà Triệu Quốc Đống không ngờ tới. Hắn vốn định tạo một công ty để cả nhà không lo chuyện áo cơm, nhưng với đà phát triển hiện tại thì ngày càng cách xa với ý tưởng ban đầu của mình. Triệu Quốc Đống lắc đầu theo bản năng như muốn vứt bỏ ý tưởng hư ảo này, hiện tại tập đoàn Thương Lãng nếu muốn phát triển liên tục ổn định, thực hiện đa nguyên hóa, phân tán hóa cổ phần, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư và hợp tác chiến lược là một con đường tất yếu phải đi. Đương nhiên về phần ngành dược và bất động sản thì dù là Triệu Trường Xuyên hay là Triệu Quốc Đống đều chưa có ý định để người ngoài tiến vào miếng bánh ngọt béo ngậy này. Mỗi một người đều có cuộc sống sinh hoạt khác nhau, cũng có thế giới của riêng mình. Trường Xuyên và Đức Sơn đều bước đi trên con đường của mình, Dương Thiên Bồi và Kiều Huy cũng như vậy, Phòng Tử Toàn cũng thế, ngay bản thân hắn cũng có cuộc sống và thế giới riêng của mình. Anh không thể cưỡng cầu bọn họ phải giống như mình, có thể đan xen nhưng tuyệt không thể trùng hợp. Triệu Quốc Đống và Phó Thiên một trái một phải bước sau Trần Anh Lộc nửa bước. Thời gian Trần Anh Lộc tới trường Đảng Trung ương học 3 tháng đã kết thúc, trở lại cương vị một lần nữa. Phó Thiên cũng chính thức chuyển giao công việc lại cho Trần Anh Lộc để thở phào một hơi và tiếp tục công tác phó bí thư phụ trách công tác tổ chức của mình. Có ngồi trên vị trí này mới biết được nỗi khổ, vị trí bí thư thị ủy này đúng là không dễ mà ngồi vào, nhất là với chính bản thân hắn. Một phó bí thư thay mặt chủ trì công việc hàng ngày lại càng gian nan. Lúc nào y cũng có cảm giác danh bất chính ngôn bất thuận. Giờ thì rốt cuộc không cần nữa rồi. Trở lại vị trí phó bí thư này làm Phó Thiên cảm thấy dường như ngay cả sức lực cũng khỏe hơn trước rất nhiều, sống lưng cũng cứng hơn, cảm giác còn tốt hơn so với lúc tạm thời chủ trì công tác thị ủy. Học xong là tôi liền trở về báo cáo kết quả thu hoạch học tập với bí thư Ninh. Bí thư Ninh khá hài lòng với công tác gần đây của Hoài Khánh chúng ta. Trong thời gian chủ trì lão phó đúng là biết tròn biết méo, công tác không hề bê trễ, nhưng bí thư Ninh cũng có ý kiến về câu nói cùng là vì công tác, mất mặt không có gì là không tốt cả. Phó Thiên gật gật đầu, hắn đương nhiên biết hàm ý trong lời của Trần Anh Lộc, hiển nhiên là rất không hài lòng về mưu mô của đám Lưu Liên Xương trong sự kiện Khánh Châu. Hiện giờ Lưu Liên Xương còn đề nghị với mình và Tiêu Triều, đề xuất muốn suy xét để từ Trạch Tài phân cục trưởng phân cục Khánh Châu tiến vào thường vụ quận ủy Khánh Châu, chuẩn bị thay thế bí thư đảng ủy chính pháp đã đến tuổi. Vốn Triệu Quốc Đống đã rất tức giận vì việc phân cục công an Khánh Châu không báo cáo mà đã tự ý phối hợp công tác với sở rồi. Lúc này Lưu Liên Xương lại còn hét lớn muốn để Từ Trạch Tài vào thường vụ, đây có không phải là khiêu khích sao? Y đương nhiên sẽ không mạo muội tiếp chiêu, mà khéo đưa đẩy sự việc sang biên Tiêu Triều và quận ủy Khánh Châu. Theo lý thuyết thì chuyện này không đến lượt quận Khánh Châu cho phép hay không, nhưng không ngờ Lưu Liên Xương lại có năng lực lớn như vậy, hắn có thể đả thông công tác với bên Hồ Dương nên hiển nhiên là tỏ vẻ nước chảy thành sông, chờ mình và Tiêu Triều tỏ thái độ. Hắn không tin Triệu Quốc Đống không nhận được tin tức nào. Nhưng biểu hiện của tên này rất thản nhiên, sự kiện Khánh Châu bây giờ chưa có kết luận. Phó Chủ tịch xã Bách Hoa vẫn còn đang trong nhà giam. Nghe nói tổ điều tra của Sở Công an còn đang có ý chuyển giao cho Công an thị xã Hoài Khánh, nhưng hình như Hoài Khánh lại không muốn nhận, cho rằng vụ án này nên làm cho đến nơi đến chốn,
đây cũng không phải vụ án phức tạp gì cả, sở công an nên làm đến cùng. Điều này khiến sở công an tỉnh có phần khó giải quyết. Triệu Quốc Đống cũng có con đường riêng để xử lý việc này, sự thay đổi về thái độ của đảng ủy chính pháp tỉnh chắc hơn phân nửa có liên quan đến tay chân của tên này. Nghe nói đảng ủy chính pháp tỉnh rất không hài lòng về cách xử lý của sở công an tỉnh trong vụ án này. Bí thư Đinh Sâm đã hai lần mở chuyên đề nghe báo cáo, yêu cầu sở công an tỉnh đẩy nhanh tiến độ, kết luận phạm tội, cần bắt thì bắt, cần truy tố thì truy tố, còn nếu không cấu thành phạm tội thì phải thả người và làm tốt công tác giải quyết hậu quả. Cuộc tranh chấp này sẽ còn phải kéo dài nữa, Phó Thiên cũng không có ý định tiến vào, hắn muốn quan sát một cách cẩn thận, giờ Trần Anh Lộc trở về nên hắn có thể rời khỏi tiêu điểm và trở lại vị trí có lợi nhất. 3 tháng học tập ở Bắc Kinh làm tôi có thu hoạch rất lớn. Tôi đến tận đây mới cảm giác mình đúng là ếch ngồi đáy giếng, tự cao tự đại, tốc độ phát triển của Hoài Khánh tuy tốt, so trên thì không tới nhưng so dưới thì có hơn. Hoài Khánh ở An Nguyên này thì cũng có tiếng nhưng có đi ra ngoài thì anh mới có thể phát hiện chênh lệch rất nhiều. Trần Anh Lộc cảm nhận sự mát mẻ từ những cơn gió hiu hiu từ ven hồ mang đến. Lần lên Bắc Kinh học tập vừa rồi thật khó mà hưởng thụ được như thế này. Quan niệm, tác phong, tinh thần, 3 điểm này rất trọng yếu, nếu tập hợp được 3 điểm này thì sẽ có sức gắn kết. Một bộ máy mà có sức gắn kết thì có thể kéo được toàn bộ đội ngũ cán bộ hướng về phía trước, quyết chí tự cường. Có thể kích thích tinh thần dũng cảm, chí tiến thủ, không cam chịu thua kém người khác của cán bộ. Điều kiện của Hoài Khánh chúng ta không kém, tại sao lại thỏa mãn đứng thứ 3, thứ 4, vì sao lại không thể tranh giành đứng thứ nhất? Trần Anh Lộc dừng bước lại, thần sắc đầy kiên quyết. Mấu chốt vẫn chính là cán bộ lãnh đạo của chúng ta, tôi cảm thấy sắp tới thị ủy chúng ta phải nghiên cứu tốt điều này một chút. Triệu Quốc Đống và Phó Thiên đều cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của Trần Anh Lộc. Xem ra trong thời gian vừa rồi bí thư Trần đã cảm thụ sâu sắc 3 điểm này, cũng có một vài ý tưởng mới, nhất là câu nói mấu chốt là ở cán bộ lãnh đạo chúng ta đầy sâu xa. Triệu Quốc Đống và Phó Thiên đều đang ngẫm nghĩ, đây có phải là một ám chỉ hay không, ám chỉ rằng nên có một hành động chăng? Trần Anh Lộc dường như cũng cảm thấy được sự thay đổi tâm tính của hai người bên cạnh mình. Y vẫn có vẻ rất thản nhiên, rốt cuộc thì Hoài Khánh này cũng không thể thoát khỏi cái vòng tròn hệ thống luẩn quẩn. Hơn nữa một khi còn đề cập đến vướng mắc về ích lợi thì lại càng lộ ra rõ nét. Sau khi nghe mình báo cáo xong, lúc cuối bí thư Ninh đã chỉ thị, nhắc nhở mình phải chú ý phối hợp và đoàn kết bộ máy. Vừa phải chú ý phát huy tính năng động chủ quan của cán bộ lãnh đạo, đồng thời phải xử lý tốt các mối quan hệ giữa các vấn đề theo nguyên tắc và phi nguyên tắc. Xem ra bí thư Ninh cũng rất hy vọng vào sự phát triển của Hoài Khánh, điều này làm cho Trần Anh Lộc càng cảm thấy áp lực. Quyển 12, chương 56. Toàn thể hội nghị diễn ra trong 2 tiếng rưỡi mới xong, ngoại trừ việc truyền đạt các tư tưởng của tỉnh ủy, thời gian chủ yếu là thảo luận đề tài mà bí thư thị ủy Trần Anh Lộc đã lĩnh hội tâm đắc trong thời gian học tập ở trường Đảng Trung ương. Trên hội nghị Trần Anh Lộc giới thiệu đầy cảm khái những điều mình được tận mắt thấy trong thời gian học tập tại trường Đảng Trung ương. Lãnh đạo Đảng và quốc gia cũng đã gặp mặt các học viên lớp bồi dưỡng bí thư thị ủy, đồng thời cũng đưa ra yêu cầu rất cao đối với các học viên. Sau khi tan họp, Triệu Quốc Đống gọi điện cho Ân Cảnh Tùng để chúc mừng, Ân Cảnh Tùng cũng khách khí cảm tạ. Khi văn kiện của tỉnh ủy bổ nhiệm Ân Cảnh Tùng làm phó bí thư thị ủy đồng thời tiếp tục kiêm nhiệm ủy ban kỷ luật, đây tuy chỉ là đề bạt nho nhỏ nhưng cũng ý nghĩa tiếng nói của Ân Cảnh Tùng trong thị ủy được tăng cao thêm một bậc, đây là một hành động khá vi diệu. Đài truyền hình thị xã đã đăng một phóng sự dài về việc bí thư thị ủy Trần Anh Lộc cùng phó thị trưởng Hứa Kiều đi thị sát việc xây dựng các công trình trọng điểm. Bí thư thị ủy Trần Anh Lộc đã tỏ ra hết sức tán thành công tác chuẩn bị, cũng yêu cầu ủy ban xây dựng và công ty khai thác đô thị phải đẩy nhanh việc xây dựng các hạng mục chủ chốt của Hoài Khánh với điều kiện tiên quyết là bảo đảm chất lượng, bảo đảm hoàn thành đúng hạn, cho nhân dân toàn thị xã một câu trả lời hài lòng. Tắt phụt TV đi, Lưu Liên Xương ngửa người dựa vào ghế sofa nhắm mắt trầm tư. Trên TV không có hình ảnh của Triệu Quốc Đống nhưng điều này lại càng làm sáng tỏ một vấn đề. Xem ra Trần Anh Lộc vẫn giữ thái độ bảo đảm ổn định đại cục, đẩy mạnh phát triển thành thị như trước. Sau khi trở về, thái độ của Trần Anh Lộc đối với mình hình như đã có thay đổi, hơn nữa còn điểm danh phê bình cách làm của mình trong sự kiện Khánh Châu. Lưu Liên Xương cảm thấy được việc này có quan hệ rất lớn với sự thay đổi thái độ của Đảng ủy chính pháp tỉnh. Biểu hiện của tổ điều tra sở công an tỉnh khiến Lưu Liên Xương rất thất vọng. Tuy rằng hiện giờ Chu Trung Cát, Phó Chủ tịch xã Bách Hoa vẫn đang bị tạm giam nhưng rõ ràng là thái độ của Sở Công an tỉnh đã mềm hẳn đi, đề xuất chuyển vụ án cho Cục Công an thị xã xử lý.
hai lão hồ ly Điền Nhai và Dương Viêm lại không đồng ý, yêu cầu Sở Công an tỉnh lập chuyên án giải quyết, tốt nhất là có thể điều tra và giải quyết đến cuối cùng, tối thiểu cũng yêu cầu Sở Công an tỉnh phải có một kết luận rõ ràng với nhân viên liên quan đến vụ án thì Cục Công an thị xã mới có thể tiếp nhận. Tiếc nuối lớn nhất của Lưu Liên Xương chính là mình vẫn chưa chính thức khống chế được Cục Công an thị xã. Tuy rằng Dư Lâm rất nghe lời nhưng y chỉ là một phó cục trưởng thường trực nên rốt cuộc cũng không thể nào tạo được một đội ngũ của riêng mình. Còn tay Lý Trường Giang kia thì đã lợi dụng thành công sự trợ giúp của Điền Nhai từ năm trước để làm tốt cơ sở trong Cục Công an thị xã. Tình cảnh này khiến Dư Lâm không thể lợi dụng cơ hội để thực hiện ý đồ của mình. Đương nhiên điều này chủ yếu vẫn là do mình không thể trợ giúp Dư Lâm nhận được sự tán thành của Trần Anh Lộc, Dư Lâm đúng là do tuổi cao nên thiếu đi chí tiến thủ. Chuyện của Từ Trạch Tài thì có chút phiền phức, tên Phó Thiên kia rất gian xảo, từ đầu đến cuối đều không chịu tỏ thái độ rõ ràng, không có được cái gật đầu của hắn thì chỉ e là việc đề cử Từ Trạch Tài vào Thường vụ Quận ủy Khánh Châu cho dù có được đưa lên Hội nghị Thường vụ Thị ủy để nghiên cứu thì khả năng qua là không lớn. Triệu Quốc Đống tuyệt đối sẽ không đồng ý để một người mẫn cảm như Từ Trạch Tài vào bộ máy Quận ủy Khánh Châu. Xem ra còn phải nỗ lực thêm nữa. Tuy thái độ bên Trần Anh Lộc có hơi lung lay nhưng vấn đề không lớn, tư duy của hắn rõ ràng hơn bất kể kẻ nào khác. Mặc dù đi thị sát cũng là một cách biểu lộ thái độ với bên ngoài nhưng khi xét tới vấn đề cụ thể thì đều phải phân tích cả. Cuộc đọ sực đã đi đến bước này thì không còn là vấn đề có thể nhường hay không nhường nữa rồi. Có đôi khi bước qua được cánh cửa này thì đã là một bầu trời khác rồi. Trần Anh Lộc ngồi bên bàn sách cẩn thận thẩm duyệt báo cáo đưa Hoài Khánh trở thành trung tâm giáo dục dạy nghề của An Nguyên và khu vực Trung Tây. Đây là ý kiến thực thi khá tường tận mà bên ủy ban đưa ra, ngoại trừ việc lập học viện dạy nghề An Nguyên với nòng cốt ba trường hợp lại, bên ủy ban cũng đề xuất coi trọng cao độ công tác dạy nghề trong phạm vi toàn thị xã. Yêu cầu toàn bộ các quận, huyện phải căn cứ theo ý kiến của thị xã. Cần phải kết hợp với tình hình thực tế của các huyện để có thể đưa ra phương án khả thi. Hơn nữa Ủy ban Nhân dân thị xã cũng tỏ rõ một quan điểm trong việc thực thi lần này, đó là các quận, các huyện ngoài việc cổ vũ, thiết lập các tổ chức có nhiệm vụ giảng dạy ra thì cũng phải nghiêm túc nghiên cứu làm thế nào để giúp đỡ phát triển sự nghiệp đào tạo nghề. Các quận, huyện nên áp dụng các phương thức thích hợp để thành lập một trường dạy nghề công hữu, gánh vác trọng trách sử dụng, cung cấp việc làm cho các nhân viên thất nghiệp và lao động dư thừa ở nông thôn. Trên tỉnh cũng rất chú ý về vấn đề này nhưng Trần Anh Lộc biết nhiều nơi không thực sự coi trọng ý kiến này. Về phương diện này thì phía Ủy ban Nhân dân thị xã cũng không có chung quan điểm, phía phản đối cũng rất kiên quyết. Ngoại trừ vấn đề thành lập học viện dạy nghề An Nguyên ra thì yêu cầu các huyện căn cứ vào tình hình thực tế phải thành lập các trường dạy nghề là một nhiệm vụ rất nặng. Các huyện đều thiếu thốn kinh phí giáo dục, lực lượng giáo viên cùng với thiết bị cơ sở. Thị xã còn đề xuất phương thức quy định cứng nhắc, dập khuôn. Nên chắc chắn sẽ tăng gánh nặng rất lớn đối với các quận, huyện. Lữ Thu Thần cho rằng đây là nóng vội, đốt cháy giai đoạn, chủ nghĩa giáo điều, khó có thể thu được hiệu quả thật sự. Có không ít huyện tán đồng quan điểm của Lữ Thu Thần, cho rằng việc trưng cầu ý kiến của Ủy ban Nhân dân thị xã là rất tốt nhưng lại cách xa với tình hình cơ bản của Hoài Khánh trước mắt. Nhất là ở mấy huyện có sự chênh lệch về tài chính. Bất kể là xây mới hay là cải tạo một vài trường phổ thông trung học thành trường dạy nghề thì đều tồn tại khó khăn khá lớn, có vài huyện thậm chí còn đề xuất rõ ràng những nhiệm vụ khó có thể thực hiện. Trần Anh Lộc lắc lắc đầu theo bản năng, vốn tưởng trong thời gian mình đi học 3 tháng thì biểu hiện của Triệu Quốc Đống khá mềm dẻo. Nhất là việc xử lý sự kiện Khánh Châu thì giữ vững được lý trí khắc chế thái độ làm cho mình rất hài lòng, nhưng không ngờ thái độ về công tác dạy nghề của hắn thì lại vẫn khá cố chấp. Điều này cũng làm cho Trần Anh Lộc khá đau đầu, xuất phát điểm của Triệu Quốc Đống chắc chắn là tốt, nhưng liệu có phù hợp với tình hình thực tế của Hoài Khánh hiện nay hay không?